chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 121A đến vào ổ sói. Tiểu cô nương đem phù dung bánh nhét vào trong miệng, lau một phen nước mắt. Tiểu phúc viên xem nàng không quan tâm triều trong miệng tắt, lại móc ra dư lại cuối cùng một khối phù dung bánh đưa cho nàng. Tiểu cô nương đã quên khóc, khục thịt hỏi tiểu phúc viên, ngươi sao không ăn? Tiểu phúc viên mềm mại mà cười nói, ta không đói bụng. Tỷ tỷ, ngươi ăn đi. Nói xong, tiểu phúc viên nương trong thiện phòng hải đèn, đánh giá tiểu cô nương. Ở trong xe ngựa, nàng liền chú ý tới tiểu cô nương cùng ngũ ca không sai biệt lắm đại niên kỷ, 8-9 tuổi bộ dáng. Tuy rằng đầu bù tóc rối, nhưng xuyên thấu qua cổ áo lộ ra cổ làn da lại bạch lại tế. Quần áo bị quát phá, dính đầy bùn ô, nhưng sạch sẽ địa phương theo tinh mỹ theo thùa, nguyên liệu thoạt nhìn thực sang quý bộ dáng. Có thể thấy được tiểu cô nương gia cảnh thập phần không tồi. Xem ra, những người này không riêng trộn tiểu phúc viên như vậy ở nông thôn nha đầu, là gì dạng người đều trộn. Tiểu cô nương cái trán chảy ra huyết, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tóc bị huyết xâm nhiễm, phúc gia đầu thượng kết vẫy. Lộ ra trên cổ tay vết thương chồng chất. Vừa thấy, chính là gặp đòn hiểm. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không nghe bọn hắn nói, chạy trốn bị rảo, sau đó bọn họ đánh ngươi. Tiểu Phúc viên từ trên người nàng miệng vết thương, lăn bùng ô, phỏng đoán nàng tao ngộ. Tiểu cô nương gật gật đầu, lại nước nở lên, nói, là, vốn dĩ không bó chúng ta, đều là bởi vì ta chạy thoát, mới đem chúng ta bó lên. Vì trừng phạt nàng, không cho nàng cơm ăn. Tiểu Phúc viên dùng tay sờ sờ tiểu cô nương xanh tím thủ đoạn phồng lên quai hàm thổi thổi. Tiểu cô nương nhìn trước mắt đậu đinh giống nhau tiểu cô nương, trong lòng kinh ngạc. Mãn nhà ở rung bần bật, ai ai khóc thúc thích hài tử, chỉ có nàng trấn định, một chút sợ hãi cảm xúc đều nhìn không ra tới. Theo lý thuyết, bị bắt được lập tức thượng, lại bị ném đến hoang sơn giả lĩnh cái này địa phương quỷ quái, nhất định sẽ dọa đến hỏng mất. Như thế nào ngược lại nàng như vậy bình tĩnh quá mức đâu. Không chỉ có như thế, những người khác đều đầu bù tóc rối, duy độc nàng cả người sạch sẽ, mặt mày thanh tú, búp bê sứ giống nhau tinh xảo. Có lẽ là quá nhỏ, không rõ chính mình tao ngộ tới rồi đáng sợ sự. Tiểu cô nương thử hỏi, tiểu muội muội, ngươi biết chúng ta gặp được cái gì sao? Tiểu phúc viên mắt to vừa chuyển, bình tĩnh gật đầu, biết, gặp được mẹ mình. Tiểu cô nương, ngươi biết, ngươi còn không sợ hãi, còn như vậy bình tĩnh. Nghe quải bọn họ người ta nói, sẽ đem bọn họ rửa sạch sẽ, đưa đến địa phương nào, đương thuốc dẫn ngẫm lại nàng liền cảm thấy cả người phát lạnh. Nước mắt không khỏi mà lại rơi xuống. "Đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi tên là gì?" Tiểu Phúc Viên hỏi. Tiểu cô nương trả lời nói, "Ta kêu Phùng Chi Hành." "Ta kêu Phúc Viên, mọi người đều kêu ta Tiểu Viên Bảo." Tiểu Phúc Viên chủ động tự báo gia môn. Nàng cùng Phùng Chi Hành tiếp lời khi, liền phát hiện nàng cùng a đến nói chuyện khẩu âm rất giống. Xem ra là đến từ kinh thành. Nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá, xuất thân nhất định thực hảo. Như vậy gia đình xuất nhập đều có tôi tớ, tựa như tam ca chủ nhân khuê nữ từ kiều kiều lên sân khấu đều có nha hoàng bồi, huống chi là kinh thành không tầm thường gia thế. Sẽ không giống nàng giống nhau, lẻ loi ở trên đường cái, bị người làm trò tiểu thư ngạnh che miệng cấp đoạt đi rồi. Phùng tỷ tỷ, ngươi là sao bị trảo? Tiểu Phúc Viên hỏi. Phùng Chi Hành bị gợi lên thương tâm hối hận, nước mắt thành chuỗi lăn xuống. Ta đi hoài thành nhà ngoại, đi ngang qua Dương Phượng huyện, buổi tối trụ lữ quán. Ta nhìn đến bên ngoài có chơi đại đao, trộn chạy ra xem. Phùng Chi Hành khóc càng hung, nàng ở trên đường ném một cây cây trâm, cũng không biết người trong nhà tìm nàng không có. Hai ngày, một chút tin tức đều không có. Phùng Chi Hành ở trong kinh liền thường giả làm tiểu tử trộn chuồng ra tới, không nghĩ tới ở Dương Phượng huyện, vừa tới đến trên đường, đã bị người dùng lưới võng trụ, một gậy gộc gõ vựng, cấp kéo đi rồi. Ta là ở Nam quan Trấn, tiểu phúc viên liền cho nàng giảng chính mình bị bắt đi trải qua. Lời nói mới vừa nổi lên cái đầu, liền nghe răng rắc một tiếng mở khóa thanh âm, tiếp theo đại môn mở ra, một cái gầy cấp con khỉ giống nhau nam nhân đem một cái tiểu nam hài xô đẩy vào nhà. Phía sau đi theo râu quai nón nam. Mau ca, hai ngày này vận khí không tồi A, à, cư nhiên liên tiếp chụp tới không tồi hóa. Khỉ ống nam đứng ở cửa, xuyên thấu qua mở rộng ra môn, giống kiểm kê hàng hóa giống nhau đối tiểu phúc viên bọn họ soi mói đối râu quai nón nam nói, hôm trước chọc tới một cái tiểu thư khuê cát, hôm nay chọc tới một cái phấn nộn nộn tiểu cô nương. Hiện tại lại chọc tới một cái choai choai tiểu tử, nhìn một cái, sinh cùng kia phấn nộn nộn tiểu cô nương giống nhau đẹp ngươi. Như vậy thuốc dẫn, không thiếu được phía trên sẽ cho tuyệt bút bạc tưởng thưởng. Râu quai nón nam nghe xong khỉ ốm nam nói, nhìn không được đắc ý ha ha cười. Đó là, thuốc dẫn không phải muốn chính là sạch sẽ bạch bạch nộn nộn non. Muốn ta nói, tiểu tử này mới là cực phẩm, kia đồng tử thân. Cư nhiên bị ngươi đụng phải. Trâu Quai nóng Nam vừa nói vừa dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá tiểu Nam hài, liền phải duỗi tay dục xé tiểu Nam hài xem. Y. Phía trên khẳng định đối hắn vừa lòng, cái thứ nhất khiến cho hắn đi lên, quay đầu lại cho hắn rửa sạch sẽ. Tay mới vừa chạm được tiểu Nam hài cổ áo, đã bị tiểu Nam hài hung hăng cắn một ngụm. Trâu Quai nóng Nam ăn đau kêu một tiếng, nhất thời giận dữ, giơ lên tay liền đánh xuống dám cắn ngươi da da ta. Tiểu nam hài chợt lóe thân, tránh đi sau lưng tiếp theo duỗi, trâu quai nón nam địa bàn không xong, thiếu chút nữa đụng vào cây cột thượng. Trâu quai nón nam tức giận thành xấu hổ. Xem ta không thu thập chết ngươi. Nói liền triều tiểu nam hài đánh tới, trong miệng phân phó khỉ ốm nam, khỉ ốm, ngươi cho ta ấn hắn. Tới rồi trung niên phụ nhân đem hai người ngăn trở, khuyên nhủ không thể đánh. Như vậy cực phẩm, là phía trên vẫn luôn nghĩ đến, đã thương sao báo cáo kết quả công tác. Nói nhìn nhìn Phùng Chi Hành, nói, kia một cái da thịt non miệng đã bị ngươi đánh vỡ đầu, lại đã thương một cái, chạy đi đâu rảo như vậy tỉ mỉ dưỡng dục hài tử. Tào mụ mụ nói rất đúng. Khỉ ống nam nói, tiểu tử này là ta khó khăn sách tới. Ai, các ngươi nói xảo bất xảo, ta ở phía sau giúp các ngươi thông khí, hắn liền đụng phải tới, theo ta nửa đường. Trung niên phụ nhân vừa nghe, thầm kêu, không tốt, nơi này chỉ sợ không thể qua đêm, đứa nhỏ này đi theo chúng ta, chỉ sợ phát hiện chúng ta, không chừng trên đường làm ký hiệu. Trâu quai nón nam vừa nghe, nói, chính là có người phát hiện cũng không sợ, phía trên xếp vào nhân thủ. Trung niên phụ nhân nhíu mày nói, thu thập một chút, nửa đêm liền đưa bọn họ vẫn đi ra ngoài. Ba người nói, liền một lần nữa đem đại môn rơi xuống khóa, đi ra ngoài chuẩn bị. Tiểu nam hài xoay người. Tiểu phúc viên phát hiện, A đến cũng bị cướp tiến vào. A đến cũng nhìn tiểu phúc viên. Tiểu muội mùi, bọn họ có hay không đánh ngươi? Có hay không hung ngươi? Ngươi có hay không bị thương? Làm ta sợ muốn chết. A à đến vừa đi đến tiểu phúc viên bên người, một bên toàn thân đánh giá nàng có phải hay không hoàn hảo? A à đến ca ca, ta hảo hảo. Tiểu phúc viên cả người sạch sẽ, bị trung niên phụ nhân xả nhăn xim y cũng vuốt phẳng. Khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, không có dơ đồ vật, càng không có nước mắt. Xem ra, bọn họ không có đối tiểu phúc viên động thủ. A đến hơi yên tâm. Tiểu Phúc Viên lôi kéo A đến tay, xem trên người hắn trên mặt sạch sẽ, không giống bị đánh bộ dáng. Chỉ là trên tay nhão dính dính, cúi đầu vừa thấy là hòa tan đường. A đến ca ca, ngươi như thế nào cũng bị bọn họ chụp tới. Tiểu Phúc Viên hỏi. Thứ 122 thiện phòng có bí mật. A đến bị chụp tới khi thực nhục chí, tìm được rồi Tiểu Phúc Viên, tâm tình đảo cũng không có như vậy không xong. Hắn không có trả lời Tiểu Phúc Viên vấn đề, ngược lại lôi kéo tay nàng nói có ta ở đây ngươi không cần sợ tiểu phúc viên ngươi không ở ta cũng không sợ a à? ngươi xem ta giống sợ hải bộ dáng sao a à đến lại hỏi nàng ngươi như thế nào ở lúa mạch non tỷ tỷ cửa hàng trước bị bắt lúa mạch non tỷ tỷ đâu tiểu phúc viên lắc đầu ngay sau đó nói lúa mạch non tỷ tỷ không thấy ta nhìn đến nàng cửa hàng cửa ngừng một chiếc xe ngựa nàng đã không thấy tâm hơi ta đi cửa hàng trước xem cái đến tột cùng đã bị chọc tới. Bất quá, bắt chúng ta xe ngựa không phải cùng cái. Tiểu Phúc viên dừng một chút, bồi thêm một câu. A à đến điểm điểm cái trán của nàng, sụ mặt nói, làm ngươi không cần loạn đi, không cần loạn đi, ngươi phát hiện không đúng, còn dám đi cửa hàng trước. Ngươi cũng thật đủ lớn mật, bị chọc tới đi. Lần sau còn dám. A à đến nói sau ngày thường phá lệ nhiều. Tiểu Phúc viên. A à đến ca ca, ngươi không loạn đi. Ngươi không lớn gan. Ngươi sao cũng bị chụp tới. A đến. Ngẫm lại hắn liền khí. Hắn theo tiểu phúc viên rải kẹo đậu phộng, còn chưa đi đến trấn ngoại, đã bị người từ sau lưng cấp gõ hôn mê. Mà là còn không phải nhét vào xe ngựa, là đặt ở kéo cá trong xe đưa tới cái này địa phương quỷ quái. Hiện tại hắn cả người còn đều là tanh hôi vị đâu. Trong phòng mặt khắc hài tử nhìn đến A đến cùng tiểu phúc viên quen thuộc nói chuyện, nghĩ thầm nguyên lai like bọn họ nhận thức. Này tiểu công tử, hoặc nhìn ăn mặc không tầm thường lớn lên xuất trần chỉ sợ là gia đình giàu có ra tới trong nhà hắn người giải cứu hắn sẽ nhân tiện giải cứu kia xinh đẹp nha đầu không biết bọn họ vận mệnh sẽ như thế nào bọn nhỏ nhìn nghĩ, từng trương dơ hề hề trên mặt treo đầy nước mắt phùng chi hành trên mặt treo nước mắt gia nhập hai người nói chuyện hỏi hai người các ngươi nhận thức tiểu phúc viên gật gật đầu nhận thức hắn là ta hàng xóm ca ca a đến nhìn về phía phùng chi hành hỏi ngươi trong kinh tới Phùng Chi Hành khục khịch tạm dừng một chút, vừa rồi chỉ lo khóc, nhưng thật ra quên trước mắt này Tiểu Nam hài khẩu âm cùng chính mình đều là kinh thành khẩu âm. Nàng gật gật đầu, kinh hỉ hỏi, ngươi cũng đúng vậy. A à đến không trả lời, tiếp tục hỏi, ngươi là nhà ai? Phùng Chi Hành do dự một trận, cúi đầu không nói. A à đến thấy hắn không trả lời, liền không hề hỏi, Cao mày nhìn trong phòng bị quải hài tử. Này đó hài tử đều là thoạt nhìn không vượt qua 10 tuổi, cộng đồng đặc điểm là lớn lên trắng nõn mới vừa rồi hắn nghe được thuốc dẫn. Chỉ sợ không phải bình thường bị quải. Án. Bọn nhỏ bị A đến nhìn chầm chầm đã quên khóc. Trước mắt cái này tiểu hài tử, khí tràn như thế nào như vậy đại đâu? Nhà các ngươi đều là nơi nào? Đều là như thế nào bị trảo? A đến tùy tay chỉ chỉ trước mắt một cái tiểu nam hài hỏi. Ta là Dương Thành huyện, ra tới xem chơi hầu, bị trảo tiếng xe ngựa, tiểu nam hài khục khịt khóc. Một cái mở miệng, kế tiếp, bọn nhỏ từng cái giảng thuật chính mình bị quải trải qua. Ta là hào huyện, ta không tưởng niệm thư, từ tư thuộc chui ra tới. Ô ô ô. Ta xuống ruộng cấp cha mẹ đưa cơm, trải qua đất rừng bị đánh vừng. Ta là nam quan trấn, nhà ta bán bánh bao. Ô ô ô. Ta nhận thức cái này tiểu muội muội, nàng từ miêu trong miệng đã cứu ta, một cái tiểu nam hài nhận ra tiểu viên bảo, khóc lóc nói. Đứa nhỏ này là trần trưởng quầy nhi tử. Ta. Ta gia mang ta đi dương phượng huyện. Bị bắt. Một phen thật nhỏ tiếng nói sợ hãi vang lên. Người nói chuyện tiểu phúc viên nhận thức, chính là Xuân Nha. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu quét tiểu phúc viên liếc mắt một cái, tiểu phúc viên cảm thấy ánh mắt của nàng lệnh người không thoải mái. Hàng chứa hận, mang theo oán. Ô ô ô. Ô ô ô. Ta tưởng ta nương. oa oa ta sẽ chết sao? Anh anh anh, làm sao bây giờ? ai tới cứu chúng ta bọn nhỏ nói xong chính mình bị quải trải qua nghĩ đến không biết vận mệnh nhìn không được lại khóc lên hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc vang vọng thiện phòng a à đến quét đại gia liếc mắt một cái sụ mặt trầm giọng nói đều đừng khóc hắn thanh âm không lớn lại có lực chấn nhiếp bọn nhỏ liếc hắn tiếng khóc dần dần thu nhỏ cuối cùng chỉ biến thành rất nhỏ khục thịt thanh bỗng nhiên môn kẻo kẹt một tiếng lại bị mở ra Bọn nhỏ dọa gà con giống nhau tể làm một đoàn. Trâu quai nóng nam, Triều trong phòng ném hai túi màng thầu mấy cái túi nước, hung ác mà nói, mỗi người đều ăn no. Nói xong, sắc bén đôi mắt Triều A đến đám người quét quét, đóng cửa mà đi. Này đó hài tử bị đưa đi phía trước, trước hết cần muốn ăn no. Tới rồi địa phương, còn muốn tắm gội thay quần áo, trang điểm trắng nõn sạch sẽ. Bọn nhỏ ô lạp lạp nhặt lên trên mặt đất màng thầu cùng túi nước, phùng chi hành cũng đoạt hai đại màng thầu đưa cho tiểu phúc viên cùng A đến một cái, dư lại một cái liền phải hướng trong miệng tắt. Đói chết nàng, vừa rồi tam khối phù dung bánh không đỉnh no. Tiểu phúc viên bẻ ra màn thầu, phóng tới cái mũi trước nghe nghe, nhíu nhíu mày, đưa cho A đến nói, A đến ca ca ngươi nghe nghe. A đến nghe nghe, đem màn thầu ném tới trên mặt đất, đứng lên triều bọn nhỏ nói, đều không được ăn. Hắn thanh âm cấp hạ mệnh lệnh dường như, mang theo ác bách người chân thật đáng tin. Bọn nhỏ cầm màn thầu, bụng ục ụt, ụt kêu, không hiểu nhìn về phía A đến. Bên trong có môn hãng dược. A đến trấn định nói. Tiệm bánh bao lão bản nhi tử cục đá đã đem màn thầu cắn một ngụm ở trong miệng, nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức phun ra. Mặt khác hài tử cầm màn thầu, do dự, cuối cùng nuốt nước miếng buông xuống. Mông hãng dược, kia chẳng phải là đưa bọn họ mông phiên, tùy ý xử trí. Lại khác lại đói, lại sợ bị mông hãn dược mông phiên, bọn nhỏ tinh thần thật sự không chịu nổi, từng cái lại muốn lên tiếng khóc. A đến trầm giọng nói, đều đừng khóc. Nhìn một chút, thực nhanh có người tới cứu các ngươi. Cục đá khục khịt nói, như thế nào tin tưởng ngươi? A đến hừ lạnh, không tin, ngươi liền ăn. Bọn nhỏ nghe hắn nói như vậy, lau khô nước mắt, tể ở một chỗ ngồi, an tĩnh lại. Xuân Nha một tay cầm màn thầu một tay cầm túi nước, ánh mắt ám ám, ngay sau đó sủy ở trong lòng ngực. A đến mang theo Tiểu Phúc Viên đi vào thiền giường một góc, tinh tế đánh giá nhà ở. Trong lòng trầm tư vì sao đưa bọn họ đưa tới nơi này mọi nơi nhìn một vòng phát hiện này thiện phòng cùng bên ngoài củ nát chùa miếu phong cách không hợp thiện phòng nhưng thật ra bài trí hiếm quý vòng qua thiền giường phát hiện bên trong lại có một cái tinh mỹ giường a à đến ca ca ngươi xem đó là cái gì theo tiểu phúc viên ngón tay phương hướng phát hiện là một thanh tử đàn tiểu mỏ a à đến cùng tiểu phúc viên đến gần xem chỉ thấy tiểu mỏ hợp với một chùa y kia một chùi y tinh xảo bóng loáng Tiểu Phúc Viên tò mò, nâng lên chân, cầm lấy một chù y, đối với mỏ gõ vài cái. Bỗng nhiên, giường sau sàn nhà vang lên, đang một tiếng chuông đồng vang, một phiến tiểu sàn nhà bị đẩy khởi, một cái xanh sao vàng vọt thiếu niên lang từ bên trong chui ra tới. Khi thiếu niên lang thấy hai cái mau hài tử, đứng ở giường trước, lắp bắp kinh hải, lại rụt trở về. A đến cùng tiểu phúc viên cũng lắp bắp kinh hải. Hai người ngồi sổn trên mặt đất nhìn kỹ, phát hiện giường sau sàn nhà, làm thập phần tinh diệu khe hở chỗ đẩy ra, là một phiến môn, môn đóng lại chính là sàn nhà. Bên ngoài đẩy không thường, chỉ có thể từ bên trong đẩy ra. Này trong thiện phòng đều sẽ có bí mật. Chương 123 cả nhà thiếu chút nửa điên. Thần thụ thôn. Nhà họ bạch lại lần nữa bước lên hót sớt đứng đầu bảng, bất quá lần này không phải tin tức tốt, mà là tin tức xấu. Tiểu phúc viên mất tích tin tức truyền tới nhà họ bạch, nhà họ bạch cả nhà trên dưới thiếu chút nữa điên rồi đầu tiên là chân thị nghe được tiểu phúc viên mất tích tin tức đương trường hai mắt tối sầm thiếu chút nửa té xỉu cả người run nói không nên lời lời nói nhà họ bạch những người khác cũng không hảo đi nơi nào ngươi nói gì bạch một bản đầu giống bị đại trùy hung hăng tạp vài cái mắt đầy sao xẹt trọng tâm không xong không tin chính mình nghe được tiểu khuê nữ mất tích tin tức tiểu phúc viên thế nhưng mất tích hắn căn bản không tin tin tức truyền đến khi Bạch lão thái thái đang ở múc nước tưới đất trồng rau, trong tay gáo múc nước len keng, một tiếng rớt xuống, dưới chân mềm nhũng, thiếu chút nữa tái đảo. Bị hai cháu dâu nhi cấp đỡ. Tiểu ngũ ngươi có phải hay không nói sai rồi? Ngươi nói gì? Ngươi muội muội sao là? Bạch lão thái thái bắt lấy tạ xuân đào tay, thanh âm run rẩy, nhìn chầm chầm trước mắt bạch chưa muội, chỉ hy vọng tin tức không phải thật sự. Chỉ là nàng thất vọng rồi. Đứng ở nàng trước mắt năm tôn tử, đầy mặt là nước mắt, chạy một thân hãn, tóc rối tung, quần áo lăn mãn bùn đất. Nãi, cha, nương, muội muội không thấy. Muội muội ném. Ô ô ô, ô ô ô, Bạch Chiêu muội run rẩy đem mới vừa rồi nói lặp lại một lần, khóc sưng trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lúc này, cả nhà đều nghe rõ. Bạch gia tiểu khuê nữ ném. Bạch Chiêu muội bình thường một tiếng quỳ rạp xuống Bạch lão thái thái cùng cha mẹ trước mặt, nằm ở trên mặt đất khóc lớn đi theo phía sau Đại Lang Tam Lang, cùng Bạch Chiêu muội giống nhau, cũng là cả người chật vật, khóc sưng lên hai mắt. Giờ hề hề trên mặt, treo đầy nước mắt, bị mạc một đạo một đạo. Hai người đi theo ngũ thúc, bùng một tiếng cũng quỳ xuống. Ô, chân thị khóc lên tiếng. Bạch lão thái thái trước mắt tối sầm, một hơi thiếu chút nữa không đề đi lên, đỡ tạ xuân đào tay thẳng thở dốc. Nãi nãi. Liền gậy thọc cất vưu kim quế đều đi lên chụp bạch lão thái thái ngực. Tiểu phúc viên ném, nhà họ Bạch Thiên sập xuống. Tạ Xuân Đào cùng Vưu Kim Quế một bên một cái đỡ lấy Bạch Lão Thái Thái, tâm loạn như ma nhảy như nổi trống. Bên này chân thị khóc cái không được. Bạch một bản không dọa mất hồn. Chỉ có Bạch Đại Tráng còn hơi thanh tĩnh, hắn về phía trước đem Bạch Chiêu Muội từ trên mặt đất nhắc tới tới, lạnh giọng hỏi, muội muội là sao vứt? Ngươi hảo hảo nói rõ ràng. Bạch Chiêu Muội khóc cái không nghe, đức quảng mà nói, mang muội muội đi trấn trên học chợ. Làm muội muội chờ ta đi xem dẫm dây thép cùng toái tảng đá lớn. Bạch chiêu muội nghẹn ngào nói xong trải qua, lại bùng một tiếng quỳ xuống, nói, đều lại ta, ta không nên ném xuống muội muội. Bạch chiêu muội thật sự hối hận. Hối hận hận không thể đi tìm chết. Biết rõ muội muội như vậy tiểu, lại ném xuống nàng đi xem náo nhiệt. Cho rằng có A đến bồi liền vạn vô nhất thất. Hắn không có cấp người trong nhà nói có A đến bồi, bởi vì muội muội lại không phải A đến muội muội, nói đến cùng đều là chính mình sai hắn chính là hồ đồ dầu trơn môn tâm, mặc kệ ngày thường bạch lão thái thái như thế nào đối hắn ân cần dạy bảo nói nhất định phải hộ hảo muội muội, hắn không để trong lòng, mới đưa đến muội muội ném. Hiện tại liền ở nơi nào vứt đều không có manh mối. Nghe xong bạch chiêu muội nói, bạch người nhà lại cấp lại sợ. Bạch một bản lúc này hoảng lại đây, thao khởi trên bàn chày cán bột, xả quá bạch chiêu muội triều hắn bối thượng liền luôn. Ta làm ngươi đánh mất muội muội, ta làm ngươi đánh mất muội muội gậy gộc đánh lại cấp lại tàn nhẫn, bạch chiêu muội không có trốn. Nếu chính mình bị đánh có thể tìm về muội muội, hắn tưởng nhiều tới vài cái. Bạch đại tráng học theo, bắt lấy thân nhi tử bạch đại lang, hung hăng triều bối thượng trên mông ngoan tấu một đốn. Cho ngươi nói bao nhiêu lần, cô cô là cả nhà bảo bối. Cô cô tuy rằng là trưởng bối, sao ngươi còn nhỏ đâu, ngày thường nhất định phải nhường tiểu cô cô, muốn che chở tiểu cô cô. Ngươi không chỉ có không cho không hộ, còn đem tiểu cô cô đánh mất ta đánh chết ngươi cái nhảy ranh. Bạch đại tráng một bên tiếp đón bàn tay, một bên mắng. Không bớt lo ngoạn ý. Cũng dám ném xuống tiểu cô cô chạy tới chơi. Bạch 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 bàn tay thanh, truyền khắp toàn bộ sân. Bạch tam lan thấy đại đường ca ăn đánh, ở một bên khóc càng hung, càng ấy nấy. Bạch đại tráng đánh xong nhà mình thân nhi tử, thấy cháu trai tam lan đứng ở một bên, hắn lúc này hận không thể liền cháu trai cùng nhau cấp tấu. Còn có tam lan, ngươi ngủ thúc cùng ngươi ca hồ nháo, ngươi không ngăn cản ngươi cũng đi theo chạy lung tung ngươi cô cô này thường sao thương ngươi bọn họ muốn mang cô cô học chợ ngươi không tới trong nhà cấp đại nhân nói ngươi còn đi theo chạy chờ cha ngươi tới đánh gãy chân của ngươi bạch đại tráng chỉ là cái đại bá đem tam lan nắm cổ áo trống lên một đốn bạch tam lan lại hối lại thương tâm hắn cha không ở ai tới tấu hắn một đốn nương ngươi đánh ta một đốn đi tam lan đem một cây gậy đưa cho vưu kim quế ngũ thúc cùng đại đường ca đều bị đánh, cô đơn hắn không bị đánh, trong lòng càng khó chịu. Vưu Kim Quế khí thiếu chút nữa tự bế, nàng sao liền sinh như vậy cái chày gỗ thành thực mắt nhi tử. Tiểu cô cô ném có thể là ngươi sai sao? Đó là nàng mệnh không tốt, nên có một kiếp. Nếu không cùng đi trấn trên hài tử nhiều như vậy, như thế nào liền nàng ném? Nhưng e ngại thái bà bà cùng cha mẹ chồng, Vưu Kim Quế vẫn là dùng gậy gộc gõ gõ nhi tử. Mông, mắng, nhảy ranh, ngươi đi theo chạy loạn cái gì? Ta ngày thường cho ngươi lời nói ngươi đã quên, ngươi muốn lấy cô cô vì thiên vì mà. Bất quá kia gậy gộc cử cao, rơi xuống nhẹ, tam lan một chút không cảm thấy đau. Tạ Xuân Đào trong mắt treo nước mắt, tuy rằng đau lòng nhi tử bị tấu, chính là tưởng tượng đến tiểu cô, đối nhi tử bị đánh đau lòng tiêu tán, còn tự mình thượng thủ tiếp đón đại lang mấy bàn tay. Nhị lang đẩy xe lăn ngồi ở một bên, nghe nói tiểu cô cô ném, lập tức khóc thành tiếng nhìn đến toàn bộ da lộn xộn một mảnh khóc làm một đoàn hút cái mũi nói ta vẫn là nắm chặt tìm tiểu cô cô đi ô ô ô nhị lan nước mắt lăn xuống cái không ngừng chính mình cũng chưa phát hiện chính mình cư nhiên từ trên xe lăn đứng lên cả nhà càng là xem nhẹ nhị lan thân thể phản ứng bạch lão thái thái lấy lại bình tĩnh thời khắc mấu chốt phát huy định hải thần châm tác dụng đại tráng cha ngươi đi tìm thôn trưởng làm hắn hỗ trợ tổ chức toàn thôn cùng nhau tìm người đại tráng Ngươi đi đối diện tìm Hà quản gia mượn xe ngựa, chạy nhanh đi một chuyến huyện nha báo quan, cầu lưu đại nhân ra mặt tìm người. Xuân Đào, ngươi cùng đại tráng cùng nhau, tìm ngươi làm huynh đệ tạ tiểu Liên, làm hắn hỗ trợ tìm một chút, mau đi. Đại tráng nương, Kim Quế. Các ngươi đều đi theo ta cùng đi trấn trên tìm. Tiểu Ngũ ngươi đi tư thục tìm ngươi nhị ca, làm hắn phát động tư thục học sinh tìm một chút. Bạch lão thái thái vững vàng mà phân phó. Người trong nhà phân công nhau nhanh chóng hành động lên nhà họ bạch người không biết chính là a đến cũng ném lúc này vô luận là huyện lệnh lưu hồng vẫn là đối diện quản gia hà thuận cùng với tạ tiểu liên sớm đã nhận được hài tử vứt tin tức trước tiên hành động lên lưu huyện lệnh biết được tiểu phúc viên ném trong lòng tỏ vẻ tiếc nuối đã biết a đến cũng ném sợ tới mức ném hồn hắn sớm đã biết a đến thân phận này nếu là ở chính mình quản hạt địa bàn bị bắt hắn cũng không cần sống theo cùng đi trấn trên họp chợ hài tử trở về truyền lại tin tức, trong nháy mắt, tiểu phúc viên ném tin tức, cùng nàng đi vào nhà họ bạch ngày đó giống nhau, ở thần thụ thôn nhất lên cùng phong sóng lớn. Thứ 124 cho nàng tìm cái hảo nơi đi. Triệu thôn trưởng tự mình gõ vang lên chiên trống, đem toàn thôn người triệu tập đến cùng nhau, tổ chức nhân thủ hỗ trợ tìm tiểu phúc viên. Đi theo bạch chiêu muội cùng đi trấn trên họp chợ hài tử, bọn họ người nhà nhất tích cực. Trước hết đưa ra đi trấn trên triệu tiểu quý cùng ngô siêu cảnh, tắt hung hăng ăn một đốn đánh. Mọi người đều biết, nhà họ bạch cái này tiểu nữ nhi ném không phải là nhỏ. Trong lúc nhất thời, tìm người đội ngũ lớn mạnh lên. Thần thụ thôn thôn dân, dương phượng huyện phía chính phủ tổ chức, A à đến đám ám vệ. Hành tẩu ở đường phố, thôn trấn, trên quan đạo. Phong vân gận sóng, thế tất muốn đem toàn bộ nam quan ải vùng phiên cái đế hướng lên trời. Có người lo lắng tiểu phúc viên an nguy, liền cũng có tâm lý thống khoái. Ai làm bạch gia từ khi được khuê nữ, nhật tử càng ngày càng tốt. Vốn dĩ nhà chỉ có bốn bức tường nghèo khó hộ, cư nhiên nhảy ẩn ẩn trở thành trong thôn phú hộ, tự nhiên có người không phục. Ngày thường đảo cũng thế, lúc này biết được tiểu phúc viên ném, liền vui sướng khi người gặp họa lên. Ta liền nói đi, có chút nhân gia tiếp không được phúc, sớm hay muộn đều đến bị thu đi. Nhà họ bạch từ trước nghèo đến không xu dính túi, qua mấy năm nay ngày lành, ông trời nói cho thu đi liền cấp thu đi, liên thanh tiếp đón đều không đánh còn không phải sao. Triệu đại nương còn tin kia đoán mệnh, nói nhà họ Bạch có cái hảo nữ nhi sẽ phú quý chạy dài. Đều là thí lời nói, liền tính nhà hắn nha đầu là cái có phúc, ta xem nhà bọn họ cũng tiếp không được. Miếu nhỏ dung không được đại Phật, này không khuê nữ ném đi. Người liền không thể đắc ý, ông trời nói không chừng ở nhất phong cảnh khi cấp tới một đao. Trước đó vài ngày nhà bọn họ dậu đổ bìm leo, lão tứ thi đậu đồng sinh, kia đắc ý dạng ông trời đều xem bất quá đi. Ta liền nói kia dậu đổ bìm leo bạc, không thể làm cho bọn họ gia độc chiếm, nhà bọn họ nếu là phân một phân ra tới, nói không chừng còn không có sự. Chờ xem. Ném khuê nữ chỉ là bước đầu tiên, càng thêm xui xẻo đi theo đâu. Nhà bọn họ liền dáng vẻ kia thịnh không được ngày lành. Ta nghe ta bà bà nói, từ trước nhà họ bạch mà nhưng nhiều, trong thành còn có cửa hàng, sau lại không biết gì liền thất bại thảm hại, nghèo cơm đều ăn không được. Ngươi đừng nói thật đúng là nhị tráng thi đậu đồng sinh tú tài khi, nhà bọn họ mắt thấy muốn đi lên, cuối cùng vẫn là không lên. Chờ xem, càng rực rỡ khi càng xui xẻo. Vương mặt trổ tức phụ chờ mấy cái phụ nhân ghé vào cùng nhau, lẩm nhẩm lầm nhầm, mang theo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nói nói mát. Vương kim quế mụi tử vương thanh nha, cổng một lung cỏ heo từ trong thôn đi ngang qua, nghe thấy mấy cái phụ nhân nói, dừng lại bước chân. Ta nói đường tẩu, ta đường ca từ trong nhà lao vừa ra tới, ngươi liền rung đi lên bạch gia xui xẻo, là có thể đến phiên nhà ngươi nhật tự hảo. Vưu Thanh Nha cười lạnh nói, vừa nói vừa đem trong tay lưỡi hái chù y trên mặt đất, phát ra ca ca tiếng vang. Vưu Thanh Nha thập phần chán ghét vưu mặt rổ hai vợ chồng. Từ khi nàng hiểu. Chuyện khởi, liền biết vưu mặt rổ hai vợ chồng mỗi ngày nhớ thương nhà nàng đồ vật. Cho nên vừa thấy đến vưu mặt rổ tức phụ liền chán ghét. Này nàng mấy cái phụ nhân cũng không phải gì người tốt, thường xuyên sau lưng châm chọc nàng quá hung, tìm không thấy nam nhân. Nhà họ Bạch bãi tiệc trụ khi, những người này ăn lấy so với ai khác đều nhiều, rồi lại ở sau lưng nói nhân gia nhàn thoại. Vưu Thanh Nha phi thường kinh thường. Qua ngươi gì sự, nhà họ Bạch trực rỡ cũng không gặp nhà ngươi thơm lây, ngươi tỷ Kim Quế còn không phải ở Bạch gia bị chèn ép. Ngươi nhưng thật ra giữ gìn thượng, vương mặt rỗ tức phụ thẹn quá thành giận. Vưu Thanh Nha đôi mắt trừng, đỏ mắt là bệnh, có bệnh liền đi trị. Sau lưng nói người nhàn thoại tính gì bản lĩnh, có bản lĩnh đi Bạch cửa nhà nói đi này nàng mấy cái tức phụ kéo lại vưu mặt rỗ tức phụ trên mặt ngượng ngùng các nàng cũng muốn giáp mặt dỗi vưu thanh nha nhìn đến vưu thanh nha trong tay lưỡi hái lùi bước nếu nói bạch gia nha đầu là toàn thôn đệ nhất phúc vưu thanh nha chính là toàn thôn đệ nhất giả điên lên lục thân không nhận các nàng cũng không dám giáp mặt nói bạch cửa nhà chính là treo huyện thái gia ban cho biển lại nói bạch gia nhi tử nhiều người đông thế mạnh làm bất quá bạch đại tráng một búa đều có thể đem lão hổ gõ vựng huống chi gõ bọn họ. Vưu Thanh Nha mắng đi rồi vưu mặt rổ tức phụ mấy cái. Vội vàng về đến nhà, đem sọc một phóng, lại sách theo lưỡi hái vội vàng vụt ra tới. Tiểu Phúc Viên ném. Nàng cũng đến hỗ trợ đi tìm xem, tuy rằng Bạch Vưu hai nhà không tương lui tới, nhưng Tiểu Nha đầu gặp mặt liền kêu một tiếng tỷ sao không phải. Một chiếc xe ngựa, chậm rãi tiến vào giam giữ Tiểu Phúc Viên chờ hài tử chùa miếu. Thực mau, từ trên xe ném xuống một cái bị bó kính mít nhỏ xinh thân ảnh ngươi phát cái gì thần kinh, làm ra lớn như vậy một nha đầu. Ngươi không biết, thuốc dẫn chỉ có thể dùng 10 tuổi dưới. Trâu quai nón nam nhìn đến trên mặt đất thân ảnh, đối người tới ngữ khí không ngờ. Ta đây là thuận đường tiếp tư sống, dù sao ta chỉ nhận bạc. Đem nhỏ xin thân ảnh kéo xuống xe nam nhân, điếu sao mi, mặt thẹo, hoặc nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, phụ một chút kéo vào phòng đi. Trâu quai nón nam biết mặt thẹo bực lên ai đều chém, một bên cười lạnh một bên giúp đỡ đem nhỏ xinh thân ảnh kéo vào chùa miếu nhà kề. Thực mau, tào bà tử, cũng chính là ngạnh quải tiểu phúc viên trung niên phụ nhân, đi vào nhà kề. Nhìn đến bị bó cô nương, lắc đầu thở dài. Người nhỏ xinh, da cũng không bạch, một chút phong tình đều nhìn không ra tới. Hơn nửa tuổi quá lớn, tưởng dạy dỗ cũng vô pháp dạy dỗ. Mặt thẹo lộng như vậy cái hóa tới làm gì? Các ngươi đừng nhìn ta, ta nói ta chỉ nhận bạc nha đầu này là ở Nam Quang trấn bán thịt, đắc tội người, nhân gia cho ta bạc làm ta trói lại nàng, mặt thẹo nói. Ngươi sao không nửa đường lộng chết nàng? Tào bà tử một bên cấp mặt thẹo bối thượng đồ dược, một bên nghi hoặc hỏi. Đừng nói nữa, nha đầu này ngươi đừng nhìn nhỏ xinh, sức lực rất lớn. Trên đường tỉnh thiếu chút nữa đem ta đánh chết, may mắn ta trong tay có mê hồn dược bưng kính nàng miệng mũi. Ta bối thượng liền nàng chém. Mặt thẹo lòng còn sợ hãi, tê một tiếng, hắn bối thượng này đạo khẩu tử, chính là không chú ý bị nha đầu này đoạt đao hạ tử thủ chém hắn một đao. Trâu quai nóng nam cười lạnh, ngươi đem nha đầu này kéo tới, là giết diệt khẩu vẫn là sao chỉnh. Mặt thẹo vẻ mặt âm ngoan, giết nàng tiện nghi, dựa theo phía trước quy củ, phía trên coi thường hóa ném vào thiền dưới giường trong động, đào quặng. Nha đầu này không phải sức lực đại sao. Ta liền cho nàng tìm cái hảo nơi đi. Tào bà tử bổ sung, ném trong động, dặn dò khỉ ốm sấn nàng không tỉnh lại, dùng xích sắt cột lên hai chân đôi tay, làm việc ở cởi bỏ. Vào trong động, chính là thần tiên cắm cánh cũng trốn không thoát đi. Trâu quai nón nam cùng tàu bà tử hai người, giá bó tới cô nương, mở ra thiện phòng môn. A à đến cùng tiểu phúc viên ở thiền phía sau giường hầm ngầm khẩu, nghe được mở khóa thanh âm, chạy nhanh đem mỏ hệ ở trướng câu thượng. Sau đó hai người lôi kéo tay, đi vào phùng chi hành bên người, an tĩnh ngồi ở cùng nhau. Trâu quai nón nam cùng tàu bà tử hùng hùng hổ hổ đi vào tới. Trong thiện phòng bọn nhỏ nhìn đến bọn họ trong tay bị bó kín mít cô nương, dọa một giật mình, cũng ở bên nhau. Tiệm bánh bao cục đá, thấy rõ cô nương mặt, dọa tưởng thét chói tai, bị A đến một cái sắc bén ánh mắt cấp ấn xuống. Ngẹn nước mắt ra tới. A đến cùng tiểu phúc viên tự nhiên thấy rõ kia bị bó người mặt, đúng là điền mạch miêu. Hai người bất động thanh sắc nhìn tàu bà tử bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Trâu quai nón nam cùng tàu bà tử chuyển tới thiền phía sau giường, gõ vang lên mỏ thanh chương 125 phản đồ. Thực mau, khép lại sàn nhà, lại lần nữa mở ra. Tiểu Phúc Viên cùng A đến trong lòng vừa động, chứng thực đây là mở ra mà tín hiệu A. Mới vừa rồi cùng Tiểu Phúc Viên, A đến đánh quá đối mặt thiếu niên lang, một lần nữa ló đầu ra, nhìn đến là râu quai nón nam cùng tàu bà tử, không có lùi về đi. Tiểu tử ngươi sao ra tới, đương gia đâu? Tàu bà tử hỏi. Ác người, ác người đi khu mỏ. Thiếu niên lang ngập ngừng thấp giọng nói tiểu phúc viên cùng a đến lặng lẽ thấy rõ ràng thiếu niên lang trên mặt một mảnh chết lặng khu mỏ tiểu phúc viên nhíu mày nơi này rõ ràng là nam quan ải nàng nhận lộ lần trước bạch nhị tráng mang nàng đi an tú tại nơi đó nàng đại khái có thể phán đoán ra này sở phá miếu tại hạ sơn thôn cùng thần thụ thôn chi giang khe núi nàng sao không nghe nói này phụ cận có gì khu mỏ lại tới cái làm cu ly ngươi đem nàng khiêng đi xuống quay đầu lại giao cho đương gia Râu quai nón nam đem điền mạch miêu đưa đến thiếu niên lang trước mặt. Đúng vậy, thiếu niên lang cục mi rũ mắt đáp ứng, tiếp nhận điền mạch miêu, sau đó lôi kéo người triều trong động, đầu co rụt lại, người biến mất. Cùng cực một tiếng, sàn nhà một lần nữa khép lại. Tào bà tử đem gỗ tử đàn cá một lần nữa quải đến trướng câu thượng, cùng râu quai nón nam cùng nhau chuyển tới trong thiện phòng. Bọn nhỏ dọa đem ánh mắt thu hồi, cắt gao nhìn chầm chầm mũi chân, tâm nhắc tới cổ họng, không dám thở dốc. Không nghe lời, liền đem các ngươi nhét vào đi, đi đào quặng, cả đời cũng đừng nghĩ ra tới. Tào bà tử sắc bén ánh mắt dạo qua một vòng, hung tợn mà uy hiếp, một chút không kiên dè cái kia động bí mật. Bọn nhỏ dọa rung bần bật. Tào bà tử cùng râu quai nón nam thực vừa lòng đại gia phản ứng, khẽ cười nói, đều ăn no đi. Hảo hảo ngủ một giấc, chờ ban đêm mang các ngươi đi cái hảo nơi đi. Ánh mắt ở A đến cùng tiểu phúc viên trên người quét lại quét. Nhìn một cái kia da, kia diện mạo, là hàng thượng đẳng A. Tào bà tử cùng râu quai nón nam đi tới cửa, thuận tay liền phải lạc khóa. Chờ một chút. Một phen thanh âm đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Tiểu Phúc Phi nhìn đến Xuân Nha rối tung tóc nghiêng ngã lão đảo bổ nhào vào trên cửa, hai tay cánh tay gắt gao bái khung cửa, đầu cửa trước phùng toản. Ngươi nha đầu này muốn chạy trốn. Làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tào bà tử hút đầu một bạc tay đánh tiếp. Xuân Nha lùi về đầu, tào bà tử không đánh. Ta, ta đối với các ngươi hữu dụng xuân nha cổ đủ dũng khí ngẩng đầu nói một lần nữa vung lên bàn tay tàu bà tử do dự nghiền ngẫm nhìn nàng cười khúc khích tiểu nha đầu ngươi hữu dụng nơi này ai vô dụng xuân nha ánh mắt lóe lóe cắn răng một cái nói ta nhận được nhận được chung quanh trong thôn hài tử tiểu phúc viên nghe xong nàng lời nói quả thực tưởng trợn trắng mắt xuân nha đây là đánh không lại liền gia nhập tàu bà tử cùng râu quai nón nam liếc nhau không tỏ ý kiến. Ta còn sẽ nhóm lửa, nấu cơm, ta thực có thể làm. Thấy trước mắt hai người có điểm buông lỏng, Xuân Nha tưởng đây là ta cuối cùng cơ hội, ta nhất định phải bắt lấy. Nàng tuổi so nơi này hài tử đều đại, đại khái biết cái gì là thuốc dẫn. Tưởng đều là vừa chết, không bằng đánh cuộc. Dù sao nàng từ trước nhật tử cũng không thật tốt, ở trong nhà bị kêu bồi tiền hóa, cha sau khi chết bị gia cùng nương muốn bán cho người đương nha hoàng đương thiếp đương con dâu nuôi từ bé nàng sớm chịu đủ rồi. Ta còn có thể trảo càng nhiều hài tử. Xuân Nha cắn răng nói. Cái kia xinh đẹp nha đầu, nhà nàng còn có bốn cái hài tử. Tiểu Phúc Viên chính ăn dưa đâu, bị Xuân Nha một lóng tay. Tiểu Phúc Viên trong lòng vô ngữ thực, đây là tưởng đem ngủ ca cùng ba cái chất nhi đều một lưới bắt hết sao tích. Cùng nàng ngồi cùng nhau tiểu tử, trong nhà có tiền thực. Không chỉ có có thể đương thuốc dẫn, còn có thể từ trên người hắn kiếm tiền. Xuân Nha chỉ chỉ A đến. Nga, kiếm tiền, sao kiếm? Trâu quai nón nam hỏi. Nếu ta đệ đệ bị người bắt. Hỏi trong nhà đòi tiền, ta gia cùng nương bán phòng bán đất đều sẽ chuột. Hắn như vậy nhà có tiền công tử, chỉ sợ tiền sẽ càng nhiều, Xuân Nha trên mặt nổi lên một tầng cười. Tào bà tử cùng râu quai nón nam tâm động một chút, việc này bọn họ sớm đều muốn làm, chính là sợ bị người phát hiện tung tích, phía trên đã biết sẽ xử tử bọn họ. Nhưng tiền tài động nhân tâm, Xuân Nha nói gợi lên bọn họ ngo ngoe rục rịch tâm. Xuân Nha lưu ý đến bọn họ sắc mặt biến hóa, nhắc tới cổ họng tâm hơi hơi rơi xuống. Còn có, cái kia tiểu nha đầu gia ở kinh thành. Cái kia tiểu nam hài gia ở Nam Quang trấn khai tiệm bánh bao. Nam hài bên cạnh tiểu cô nương, ở trong thôn không có tiền, cùng tiểu cô nương ngồi cùng nhau Nam hài, trong nhà là khai bố hành. Tiểu Phúc Viên cảm thán, Xuân Nha a à Xuân Nha, ngươi hỏi thăm đại gia bối cảnh nguyên lai like chính là bán cho mẹ mình cầu vinh những cái đó bị chỉ ra và xác nhận hài tử môn vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía xuân nha tào bà tử ánh mắt lấp lánh đem xuân nha trên dưới đánh giá vài lần cười nói tiểu nha đầu người thế nhưng như thế có tâm đưa bọn họ tình huống sờ rõ ràng ở như thế khủng hoảng dưới tình huống làm được như vậy cũng coi như là một nhân tài cầu a thẩm thu ta đương đồ đệ chính là ta tạo hóa xuân nha vẻ mặt khác cầu Tào bà tử trầm ngâm một trận, nói, cùng ta xuất hiện đi, về sau cơ linh điểm. Xuân Nha hỉ chi bất tận, bước ra môn. Trâu quai nón nam răng rắc một tiếng rơi xuống khóa. Không biết xấu hổ, thế nhưng bán đứng chúng ta. Mệt ta còn đương nàng vì đại tỷ tỷ, ô ô ô. Nàng còn đem ta bánh bao lừa đi rồi. Phản đồ, vô sĩ. Đối với cái này phản đồ, đại gia so đối mẹ mình còn cảm thấy phẫn nộ, hận không thể xé nát nàng. A đến quét đại gia liếc mắt một cái, nói, ai còn tưởng gia nhập mẹ mình, nhân lúc còn sớm. Đi. Bọn nhỏ không nói lời nào. A đến tiếp tục nói, nàng sẽ không có hảo kết quả, ta nói có người tới cứu chúng ta liền có người tới cứu, đại gia kiên trì một chút. Đại gia sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ đánh không lại cũng không gia nhập. Cục đá nhận thức tiểu phúc viên, cọ sát tới rồi tiểu phúc viên bên người, khóc lóc nói, lúa mạch non tỷ tỷ sao cũng bị trảo vào được. Cục đá đối A đến cách nói tỏ vẻ còn nghi vấn, lúa mạch non tỷ tỷ đại đao chơi người khác vô pháp gần người, đều có thể bị bó lên, huống chi bọn họ này đó tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Vừa rồi, cái kia trong động, Phùng Chi Hành chỉ chỉ thiền phía sau giường, thực sợ hãi chính mình bị trói ném vào đi. A đến không để ý tới hai người bọn họ, đứng lên, nhấp miệng, không trên một tiếng triều thiền phía sau giường đi đến. Tiểu Phúc Viên đi theo cùng nhau. Cục đá cùng Phùng Chi Hành do dự một chút, cũng đi qua. Tiểu phúc viên gỡ xuống tiểu một chù y, đối với mỏ gõ vài tiếng. Quả nhiên, khép lại sàn nhà lại lần nữa mở ra. Vẫn là cái kia vẻ mặt chết lặng thiếu niên, chui đi lên. Nhìn đến tiểu phúc viên cùng A đến, hơi hơi giật mình, lần này lại không có lùi về đi. Phía dưới có bao nhiêu người? A đến trực tiếp sảng khoái hỏi. Thiếu niên nhấp môi, sắc mặt lại khôi phục chết lặng. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Tiểu phúc viên nói thiếu niên quét bọn họ liếc mắt một cái thờ ơ cũng là ha dựa vào trước mắt hai tiểu hài tử nói cứu người quả thực thiên phương dạ đàm a đến cùng tiểu phúc viên mặc kệ hắn sao tưởng nhanh như chớp chui vào trong động cục đá cùng phùng chi hành do dự một phen đi theo chui đi vào tiến vào sau tiểu phúc viên mới phát hiện nguyên lai này phiến môn chỉ có thể từ bên trong đẩy ra từ bên ngoài là mở ra không được bên trong người lấy mỏ thanh vì hào mới đi đẩy cửa Liên tiếp cửa động là một cái hẹp hẹp thông đạo, tiểu phúc viên cùng A đến một trước một sau theo hướng trong bò. Một chén trà nhỏ công phu, phía trước xuất hiện một cái thật lớn huyệt động. Nương mỏng manh quang, tiểu phúc viên nhìn đến trên mặt đất nằm một người, tựa hồ ở nhẹ nhàng giải dụa. Lúa mạch non tỉ tỉ. Tiểu phúc viên chạy nhanh chạy đến điền mạch miêu bên người, ghé vào nàng bên tai nhẹ gọi. Chương 126 đương gia xuất hiện. Điền mạch miêu choáng váng, hơi hơi mở mắt ra, chính mình bị bó thành bánh chân thịt, chung quanh tối om. Ta là ai? Ta ở đâu? Điền mạch miêu vẻ mặt ngốc. Đại não không kịp nghĩ lại tiền căn hậu quả. Bởi vì bị mê hồn dược mê tạm thời đường ngắn. Chính đến thử tránh thoát trên người dây thừng, phát hiện bạch tam tráng mụi tử tiểu phúc viên nằm bò bên tai gọi nàng. Tiểu viên bảo, ngươi sao tới? Đây là nơi nào? Điền mạch miêu choáng ván hỏi. Không biết. Tiểu phúc viên nói điền mạch miêu a à đến đi tới vòng đến điền mạch miêu mặt sau giải dây thừng nói lúa mạch non tỉ tỉ ngươi bị người chụp tới chúng ta cũng là điền mạch miêu trong lòng kinh hải vẫn như cũ không hiểu được tình huống tiểu phúc viên đi giải điền mạch miêu hai tay thượng dây thừng kia thằng lại thô lại ngạnh nàng quá tiểu không giải được hai người các ngươi lại đây hỗ trợ tiểu phúc viên triều cục đá cùng phùng chi hành vẫy tay cục đá đi vào bên trong liền hối hận như vậy ẩn nấp địa phương vạn nhất chết ở bên trong cũng không ai biết phùng chi hành thật không có bất luận cái gì do dự đi qua đi giúp đỡ tiểu phúc viên cùng nhau giải điền mạch miêu cánh tay thượng dây thừng cục đá do dự một chút cũng đi qua này trói người dây thừng quá mẹ nó thô cứng còn đánh thượng bế tắc trói lúa mạch non tỷ tỷ người không chết tử tế được tiểu phúc viên trong lòng nguyền rủa các ngươi đừng phí lực khí trốn không thoát đâu cho bọn hắn khai địa đạo môn thiếu niên đứng ở cửa động vẻ mặt lạnh nhạt. Cục đá cùng phùng chi hành tay run một tay, thật sợ chết ở chỗ này. A đến cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người bị chọc tới đã bao lâu? Thiếu niên nhấp miệng không nói lời nào, ngồi ở một chỗ trên tảng đá, dựa vào vách tường, lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Cởi bỏ dây thừng lại như thế nào? Phí công một hồi thôi. Mấy cái nãy qua qua thật là không biết trời cao đất dày. Xé kéo vài tiếng, điền mạch miêu trên người dây thừng rốt cuộc bị cởi bỏ. Tuy rằng tứ chi đạt được tự do, nhưng Điền Mạch Miêu vẫn như cũ không hảo chạy đi đâu, cả người suy yếu vô lực, đầu còn có điểm vựng. Phỏng chừng liền đi đường đều bước chân phù phiếm. Cái này động đi thông nơi nào? Có bao nhiêu người? A đến hỏi cái kia lạnh nhạt thon gầy thiếu niên. Thiếu niên ở A đến sắc bén ánh mắt bức bách hạ, không tự giác mở miệng nói, đi thông quặng sắc sơn, có hơn 30 người. Tiểu Phúc Phi nhìn hắn, nói như thế nào đâu, cần thiết dùng mệnh lệnh ngữ khí cho hắn nói chuyện, Hắn tựa như cái dựa theo mệnh lệnh thuộc lại người máy giống nhau. Có thể thấy được hắn bị thuần hóa thành bộ dáng gì. A đến không ngừng cố gắng, lạnh giọng hỏi, mới vừa rồi nhắc tới đương gia là ai. Thiếu niên ánh mắt lỗ trống, nhìn chầm chầm đi thông khu mỏ cửa động, ngay sau đó nói, Nam, giám thị làm công người. A đến. Đương gia, ngươi xem việc này, khỉ ống mặt thật cẩn thận liếc ngồi ở thượng đầu người. Bang một tiếng, trâu quai. Nóng Nam dẫn đầu chụp cái bàn trừng mắt một đôi mắt hung tợn mà mắng chửi người. Ai con mẹ nó, để lộ tiếng gió. Nếu như bị gia gia ta điều tra ra, có hắn hảo quả tử ăn. Như thế nào toát ra như vậy nhiều người tới. Liền quan phủ đều kinh động. Phía trên rốt cuộc làm cái gì ăn không biết, không phải nói báo quan cũng không sao sao. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc gì bối cảnh. Sao vì nàng nháo đến người ngã ngựa đổ. Đêm nay còn có thể hay không đi thành. Trâu quai nón nam khí tàn nhẫn, cái bàn chụp bạch bạch vang. Xuân Nha sách theo ấm trà, cục mi rủ mắt thêm thủy. Râu quai nóng nam mắng miệng khô lưỡi khô, hung hăng rót một chén nước trà, lập con mắt nhìn chầm chầm Xuân Nha, đột nhiên hỏi, có phải hay không ngươi để lộ tiếng gió? Xuân Nha dọa bước chân phù phiếm, ấm trà thiếu chút nữa không cầm chắc, run rẩy đôi môi nói, không có, không tin, hỏi. Hỏi tào thẩm. Ngồi ở thượng đầu một vị trung niên nam tử, quét mắt tiền nhân vài lần. Nàng không kia năng lực cũng liền cơ linh điểm thôi. Xuân Nha nhịn không được ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, một bộ áo xanh, mang mũ, mũ hạ là một trương gợn sóng vô kinh mạch. Chỉ này liếc mắt một cái, Xuân Nha dọa muốn lớn tiếng thét chói tai. Trời ạ, à, nàng phát hiện cái gì khó lường bí mật, trước mắt người sẽ đem nàng diệt khẩu sao? Nàng nơm nớp lo sợ sách theo ấm trà đứng ở một bên, trong lòng không được mà chuyển động. Trung niên nam nhân không để ý tới Xuân Nha, ngược lại tiếp tục cùng đao sẹo nam nói ngươi biết cái gì một tiểu nha đầu tự nhiên sẽ không khiến cho như vậy đại trận trường không chỉ có dương phượng xuất động liền hoài thành đều xuất động còn có kia các lộ tiêu cục nha đầu này cho dù có đánh hổ anh hùng che chở cũng không có khả năng kinh động này mấy phương thế lực trâu quai nón nam bị trung niên nam nhân lãnh trào một đốn không giống mới vừa rồi như vậy có hỏa khí ngược lại tất cung tất kính thiệt tình thỉnh giáo đương gia ta là không hiểu bởi vì gì chẳng lẽ là cái kia kinh thành tới nha đầu trung tỉnh hầu phủ thiên kim kiếp tới mấy ngày này cũng chưa động tỉnh sao hôm nay liền động tỉnh như vậy đại ngài không phải nói người kiếp liền cướp trăm triệu không thể đưa trở về lúc ấy đem người cướp đi mới biết được là trung tỉnh hầu phủ thiên kim trâu quai nón nam đám người dọa một thân mồ hôi lạnh muốn trộm đạo cấp đưa trở về là đương gia hạ lệnh trực tiếp mang về tới còn khinh miệt nói đừng nói là hầu phủ thiên kim chính là công chúa kiếp cũng liền cướp Nguyên lai like này trung niên nam nhân đó là này đám người đầu mục, xưng là đương gia. Xuân Nha đứng ở một bên, trong lòng thất kinh. Đương gia nghe xong râu quai nón nam nói, dưới vành nón ánh mắt âm tình bất định, cười lạnh một tiếng. Không phải ngươi nên biết đến, đừng hỏi thăm. Trung niên nam nhân ánh mắt lộ ra một mặt ngoan tuyệt. Bất quá, xem ở ngươi lần này mang đến hảo hóa phần thượng, Ta sẽ bảo ngươi thăng một bậc, về sau vinh hoa phú quý nhật tử có rất nhiều. Râu quai nón nam nghe được vinh hoa phú quý, mấy chữ, lập tức vui vẻ ra mặt. Đa tại đương gia. Trung tỉnh hầu phủ thiên kim là hắn bắt, cái kia xinh đẹp tiểu nha đầu là hắn cùng tào bà tử hợp lực kiếp. Một bên khỉ ốm mặt nghe được râu quai nón nam thăng một bậc, trong lòng rất là khó chịu. Mọi người đều xuất lực, bằng gì chỉ có hắn thăng. Hắn kiếp hóa chỉ sợ càng tốt. Đương gia, các lộ xuất động, có phải hay không đánh tìm cái kia hương giả nha đầu danh nghĩa, kỳ thật là tìm ta kiếp cái kia tiểu tử. Khi tiểu tử vừa thấy liền khí độ bất phàm, một thân cẩm y hoa phục, thỏa thỏa mà là phú quý nhân gia công tử. Hơn nữa khẩu âm cùng cái kia kinh thành nha đầu giống nhau, chẳng lẽ cũng là kinh thành lưu lạc đến đây. Trâu quai nóng nam nghe khỉ ống mặt đề cập kiếp tới tiểu tử, cao mày nói, bên ngoài người còn thật có khả năng là hắn đưa tới. Hắn một đường đi theo chúng ta xe ngựa, bị khỉ ống võng ở, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Ta hoài nghi bên ngoài những người đó chính là tìm hắn. Tiểu tử này là gì bối cảnh? Còn rất ngạnh. Râu quai nóng nam nói tới đây một đốn, ngồi ở phía trên đương gia đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Đừng đoán lung tung. Bằng hắn là ai? Tới rồi chúng ta trong tay, liền chấp cánh khó thoát. Đương gia nói, mọi người đều cơ linh điểm nhi, đem người đều cho ta xem cẩn thận. Bên ngoài tiếng gió lại khẩn, cũng sợ không tới nơi này, phía trên cũng không phải ăn chay. Chờ phía trên tới tin tức, chúng ta liền rời đi đương gia nói. Hiểu được, đương gia. Trâu quai nón nam cùng khỉ ốm mặt cùng kêu lên cung kính địa đạo. Xuân Nha cũng ở một bên biết nghe lời phải, trung giọng nói là đương gia. Đương gia ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, đột nhiên cười, Xuân Nha phía sau lưng thấm ra mồ hôi. Chương 127 tám đời vận xuôi đổ máu. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Đương gia đứng lên. Bỗng nhiên, bên cửa sổ truyền đến một trận đốc đốc thanh râu quai nón nam đi qua đi đẩy ra cửa sổ một con màu xám bồ câu phi tiến vào rơi xuống đương da trong tay đương da xoa xoa bồ câu từ đủ hoàng thượng lấy ra một trương giấy nương đèn dầu nhìn lên nháy mắt sắc mặt đại biến đương da sao địa râu quai nón nam khó hiểu hỏi nơi này không thể ở lâu thu thập một chút tiếng khu mỏ trốn mấy ngày đương da sắc mặt âm tình bất định thuận tay đem tờ giấy dán đèn dầu ngọn lửa đốt thành tro này đó hài tử làm sao? Cùng nhau mang tiếng khu mỏ. Không phải nói tối nay cần thiết đưa qua đi, phía trên chờ thuốc dẫn. Trâu quai nón nam suy đoán đương gia ý tứ nói. Đương gia quét hắn liếc mắt một cái, không âm không tình mà nói, đều thăng một bậc, vẫn là như vậy hấp tấp. Hài tử sự, ta sẽ nói cho đại gia làm sao? Khỉ ốm mặt thấy râu quai nón nam ăn mệt, trong lòng thống khoái, bồi tiểu tâm nói, đương gia, có phải hay không chúng ta cướp gì đại hóa? Nếu không, hắn làm cái răng rắc thủ thế. Đương gia một lần nữa ngồi xuống, áp một miệng trà, thoáng trầm tư, thanh âm vập phòng không chừng, nói, xác thật là đại hóa, khó lường đại hóa. Vì không ra bại lộ, này phê hóa không thể vận đi ra ngoài, cũng không thể thả chạy, càng không thể đưa vào khu mỏ, ngay tại chỗ giải quyết đi. Kỷ ống trảo tiểu tử cùng tàu mẹ trảo tiểu nha đầu lưu lại. Đương gia cắn răng một cái, hạ quyết định. Xuân Nha đứng ở một bên, bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, dọa nhìn một cái ẩn ở trong tối ảnh, lúc này nàng chỉ nghĩ trốn. Nhìn dáng vẻ, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Nàng cũng là bị bắt tới, có thể hay không diệt nàng. Khỉ ống mặt thật cẩn thận hỏi, vì sao lưu trữ hai người bọn họ a? À? Đương gia mặt trầm xuống không hé răng. Vì sao lưu lại? Hắn tự nhiên có lưu lại đạo lý. Một cái là đương triều hoàng tử, một cái là phúc vận cẩm lý. Hắn đều muốn bắt ở trong tay. Trâu quai nón nam do dự nói, kia. Kia. Bạc. Đương gia quét hắn liếc mắt một cái, biết hắn nhớ thương cái gì, cười lạnh nói, này một phiếu bảo ngươi lập tức vinh hoa phú quý. Trâu quai nón nam cười nói, đa tạ đương gia. Cũng không hề hỏi nguyên nhân. Hỏi như vậy rõ ràng làm gì? Làm hắn càng hóa hắn liền càng hóa, làm hắn giết người hắn liền dám giết người, dù sao bạc lại không ít hắn. Kỷ ống mặt ở một bên âm trắc trắc mà nói, nếu làm không thành thuốc dẫn không bằng trước chơi chơi ở răng rắc kỹ ốm mặt trên mặt lộ ra một tia đáng kinh cười vừa nói vừa quan sát đương gia sắc mặt thấy đương gia không sao cả biểu tình vui mừng ra mặt còn nói thêm đương gia ta trảo kia tiểu tử ngươi nếu không trước nếm thử mùi vị ta giúp ngươi rửa sạch sẽ đương gia thích thanh tú nam phong này đối bọn họ mà nói không phải gì bí mật kia tiểu tử a ha 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 ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta tiểu tử này trước bất động ta có trọng dụng đương gia ngồi ở dưới đèn lực một trầm tư lắc đầu đúng vậy khỉ ốm mặt ngoài miệng đánh trong lòng lại khinh thường ai không biết ngươi lưu trữ ngày ngày hiệp chơi còn trang đứng đắn kia cái kia xinh đẹp tiểu nha đầu đâu râu quai nón nam mở miệng nói cho ta đi nha đầu này đừng nhìn tuổi còn nhỏ lại là cái mỹ nhân phôi ta tưởng nếm thử đương gia không nói lời nào râu quai nón nam chỉ đương hắn đồng ý khỉ ốm mặt nói mau ca ta đi đem nàng mang đến ngươi trước tới ta sau nếm ở điểm này hai người giống nhau đam mê phía trước nhìn từng đám tuấn tiếu nữ hài như xếp hàng đương thuốc dẫn cấp chảy nước miếng không thể xuống tay nếu nha đầu này đương không thành thuốc dẫn không lấy tới chơi chơi chờ cái gì khỉ ống mặt nói xong mang theo một mặt đáng khinh cười hướng ra ngoài đi ầm một tiếng môn bị đỉnh khai một cái đầy đầu bị đốt trọi nữ nhân che mắt trái què chân xông vào phòng ở vào hỏng mất bên cạnh Xuân Nha, dọa hét lên một tiếng. Tiếp theo, trong phòng những người khác chờ hoảng sợ. Tào mẹ, xảy ra chuyện gì? Trâu quai nón nam thấy rõ ràng người tới sau, kinh hoảng hỏi. Tào bà tử thập khiển hô một tiếng, đương gia, tố cáo cái tội ngồi xuống, nói, quá tà môn. Khỉ ống mặt khẩn trương hỏi, sao hồi sự? Ngươi sẽ không gặp được quan phủ người đi. Tào bà tử lau một tay hôi, thở phì phì mà nói, gặp được quan phủ người, ta còn có thể giống như người không có việc gì chạy đương gia trước mặt. Ta vừa mới cấp đương gia thiêu nước ấm, ở nồi cửa trượt một ngã, toàn bộ đầu chui vào hỏa, đem ta tóc lông mày thiêu. Tào bà tử một bên nói một bên khí đấm cái bàn, ở đương gia trước mặt đều khống chế không được muốn mắng người, hôm nay thật là đổ tám đời vận xuôi đổ máu. Sát cái gà tìm đồ ăn ngon, gà không chỉ có không có giết chết, còn mổ nàng mắt. Hiện mắt trái còn đau đâu. Mà gà cũng không biết chạy chạy đi đâu cơm chiều ăn khối đậu hũ, ai thừa tưởng, trong bụng sông cuộn biển gầm, còn không có tới kịp chạy tiếng nhà xí, liền kéo một quần. Mất mặt. Quá ném. Lớn như vậy, còn có thể kéo quần. 15 phút thời gian, chạy vài tranh nhà xí. Càng làm cho nàng khó có thể mở miệng chính là, mỗi lần trong bụng sông cuộn biển gầm, tới rồi nhà xí cửa liền kéo vào trong quần. Mùi hôi hương thiên, nàng thay đổi năm sáu bộ quần áo. Cuối cùng một lần nhưng thật ra thuận lợi ở nhà xí giải quyết, chính là kéo cái không ngừng chân đều ngồi sổng đã tê rần ra nhà xí môn một đầu tái đảo mặt cùng đá phiến tới cái thân mật dáng dáng hiện tại mặt còn sưng to tào mẹ câu nói kia sao nói đến đương gia đề qua đối kêu gà mái báo sáng tào mẹ ngươi xem đây là ông trời ở nhắc nhở ngươi đâu khỉ ống mặt lạnh trào nhiệt phúng hắn đối lưu bà tử lòng có bất mãn tào bà tử luôn là người làm thuê ở đương gia trước mặt xa lánh hắn rõ ràng là ba người kết phường bắt người, cuối cùng biến thành nàng cùng Mao ca công lao. Tào bà tử đồng dạng xem kỹ ống mặt cũng không vừa mắt, tâm tàn nhẫn lại xuẩn, luôn là hư chuyện của nàng. Vì thế trả lời lại một cách mỉa mai nói, kia còn không phải ngươi bổn, bùng nhão chết không lên tường. Lần trước ngươi uống rượu hỏng việc, đối thủy linh linh tiểu nha đầu xuống tay, kia chính là ta phí nhiều kính làm ra thượng đẳng thuốc dẫn, bị ngươi hủy hoại. Cũng là, ngươi liền ngươi 10 tuổi khuê nữ đều có thể xuống tay, còn có gì không thể. kỹ ốm mặt nghe xong tàu bà tử nói, trong mắt hiện lên hung ác, định trảo tàu bà tử đốt trọi tóc triều trên tường đẩy đi. Đương gia trên mặt che kính hàng băng. Trâu quai nón nam đứng ở hai người trung gian hòa giải, nói, ở đương gia trước mặt còn xảo. Đều là người một nhà, có gì hảo xảo. Hai người nghe được đương gia, lập tức im tiếng. Tàu bà tử quay người triều đương gia hỏi, đương gia, nghe nói này phê thuốc dẫn phía trên từ bỏ, tùy chúng ta tự hành xử lý đương gia quét tàu bà tử liếc mắt một cái ngay sau đó nói thu hồi tâm tư của ngươi ngay tại chỗ giải quyết rớt tàu bà tử vốn dĩ vui sướng ánh mắt theo những lời này dần dần ảm đạm đi xuống đáng tiếc này phê hóa có vài cái thủy linh linh nha đầu nàng sẽ xem người chọn thân hình như rắn nước da bạch nha đầu quải này đó nha đầu đưa đến dương châu đương ngựa gầy không chừng là cây rụng tiền còn có những người này trung có hai phú quý gia đình mấy cái giàu có nhà không đợi nàng cùng mau ca cộng lại làm tiền nhà bọn họ người đâu. Quá mệt. Đương gia. Theo này thanh kêu, bỗng nhiên một cái huyết người bùng một tiếng ở ngạch cửa trước tái đảo. Chương 128 người xấu đều quăng ngã xuất huyết. Trong phòng người hoảng sợ. kỹ ốm mặt cùng râu quai nón nam sôi nổi đi lên nâng dậy huyết người. Huyết người ngẩng đầu, nguyên lai là mặt thẹo. Ngươi sao? Có phải hay không bên ngoài cao thủ đánh vào được? Trâu quai nón nam vẻ mặt khẩn trương hỏi đao sẹo nam là bọn họ trung công phu tốt nhất. đương gia đứng lên, vẻ mặt hàng băng. đừng nói nữa. cái gì cao thủ không cao thủ. đao sẹo nam quét miệng, răng cửa cũng chưa, một cái đại lỗ thủng chảy ra huyết, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. nhưng là cả người thoạt nhìn không giả nhược, trên cổ chân cản thượng không có miệng vết thương, trên người huyết cũng không biết là lây dính người khác, vẫn là chính mình trên người miệng máu tràn ra. đương gia một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Mau ca, ngươi chạy nhanh mà giúp ta đem quần cởi ra. Mặt thẹo vừa nói vừa xoay qua mông. Trâu quai nón nam. Rốt cuộc là sao, ngươi mau nói. Thoát cái gì quần? Trâu quai nón nam vội vàng hỏi. Này trên người huyết nhìn cũng đủ dọa người. Cùng tàu bà tử giống nhau, gặp được xui xẻo sự. Kỹ ốm mặt không âm không dương mà nói. Mông, mông. Mặt thẹo sờ sờ quần của mình, chỉ cảm thấy chính mình cúc hoa đau triệt nội tâm, cắn răng nói, Bên ngoài tiếng gió khẩn, đương gia làm ta đi ra ngoài thử. Mới vừa đi ra chùa Miếu Môn, không biết nơi nào chạy tới chỉ cốc ghẻ, dọa ta đương trường liền ngã xuống. Cốc ghẻ liền dọa đến ngươi. Toả ngươi đủng quần. Khuyết sao hồi sự. Tào bà tử muốn cười, vẫn là cao thủ đâu, có tiếng không có miếng thôi. Bất quá nàng trong lòng vui vẻ, rốt cuộc xui xẻo không phải chính mình. Kỷ ốm mặt cũng ở một bên âm thầm bật cười, thống khoái a thống khoái phía trước hắn mới vừa vào hỏa khi, mặt thẹo thấy hắn nhỏ gầy, buổi tối ngủ khi tưởng áp hắn, hắn ghê tởm nhiều thế này nhật tử. Từ trong bụng mẹ tự mang sợ, có thể sao địa. Ta dọa té ngã, trên mặt đất nhánh cây chui vào bên trong mông, chảy nhiều như vậy huyết, mặt thẹo vặn vẹo mặt, hô hô kêu đau, nhánh cây bị ta bẻ gãy, còn có một nửa ở bên trong mông đâu. Mau ca ngươi chạy nhanh mà giúp ta kéo ra tới. Mọi người, mặt thẹo đã quên bổ sung chính là, hắn chiếc nhánh cây kia, sức lực quá lớn, đem chính mình mang quỳ rạp trên mặt đất, bẻ gãy trên dưới bốn viên răng cửa. Trâu quai nóng nam nén cười, cởi mặt thẹo quần, trên mông thình lình cắm nửa thanh tử gậy gỗ, huyết ào ạt ở lưu. Trâu quai nóng nam dùng sức túng nửa thanh tử gậy gỗ, mặt thẹo đau quỷ khóc sói gào. Hôm nay thật xui xẻo, không biết đắc tội nào lộ thần tiên. Mặt thẹo mang theo khóc nức nở nói. Ta nói đau sẹo, ngươi chính là thiếu đạo đức sự làm nhiều. Ngươi nói ngươi không yêu hoàng hoa khuê nữ, liền ái tiểu tử, gặp báo ứng đi, ông trời mới làm ngươi nếm thử mông nở hoa tư vị. Ngồi ở thượng đầu đương gia, lạnh lùng mà ngắt lời nói, quái lực quỷ thần thôi, không thể tin. Trâu quai nón nam nói đột nhiên im bặt. Phía trên một đạo lạnh như băng ánh mắt hận không thể đem hắn bắn ra vài đạo lỗ thủng, nhưng thật ra đã quên, đương gia cũng ái thanh tú tiểu tử. Chờ gia gia hảo, ta thế nào cũng phải từng cái trảo tiểu tử tả hỏa. Đương gia không phải nói này nhóm người không tiễn sao khỉ ốm trảo tiểu tử, làm ta chơi xong ở sát. Đao sẹo nam một bên đau ngao ngao kêu, một bên còn không quên nhớ thương mỹ thiếu niên. Mặt thẹo dựa nghiêng trên trên bàn, dẫu điếc, không phát hiện đương gia sắc mặt âm tình bất định. Khi tiểu tử đương gia nói không thể. Động ngươi chi bằng cùng ta cùng khỉ ốm nếm thử tiểu nha đầu mỹ diệu, bảo đảm ngươi này đoạn tụ phong tật xấu liền sửa lại, khỉ ốm mặt vẻ mặt dâm loạn nói. Chính là, đao sẹo ngươi trước dưỡng, làm xuân nha kia nha đầu chiếu cố ngươi ta cùng khỉ ốm đi trước sung sướng. Trâu quai nóng nam ném xuống trong tay mang huyết gậy gỗ, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Ngươi cùng tàu bà tử hôm nay thuộc về xui xẻo hai người tổ, chậm trễ ta cùng mau ca sung sướng, hai ngươi tại đây bồi đương gia đi. Khỉ ốm mặt âm dương quái khí nói. Thật đen đuổi, hai người một cái một thân huyết, một cái một đầu tiêu, chậm trễ hai người bọn họ đi chơi tiểu nha đầu. Khỉ ốm mặt cùng râu quai nón nam ở đùa bẩn tiểu nha đầu thượng luôn luôn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lúc này buông cút mắt, cùng đi thiện phòng khai trai. Bùng một tiếng, lại là một tiếng vang lớn, Khỉ ốm mặt nửa cái chân vừa định sụp ra cửa hàm, đã bị vướng ngã. Cả người phi thường buồn cười tư thế ngã trên mặt đất. Bụng đè nặng ngạch cửa, đầu cùng tay ở ngoài phòng, hai chân ở bên trong cánh cửa. Ai u, đau chết da da ta. Tào bà tử phục một tiếng vui vẻ, vui sướng khi người gặp họa nói, Khỉ ốm, đến phi ngươi xui xẻo đi. Tấm tắc, này đến bao lớn sức lực a lập tức đem mặt đất tạp ra cái hố ra tới. So sét đánh còn hăng hái đâu. Ai u? Ai u, kỹ ốm thẳng hừ hừ, da da eo. Hắn xương sườn cùng eo phải bị ngạch cửa cộng chặt đứt, đau hắn mắt đầy sao xẹt, nghe răng trợn mắt. Cách đó không xa nằm hắn răng cửa, cùng mặt thẹo giống nhau, trên dưới bốn viên răng cửa đồng thời quăng ngã rớt. Ngươi cũng không nhìn xem dưới chân, như vậy cao ngạch cửa cũng có thể té ngã, lão tử phục ngươi. Trâu quai nón nam cùng tàu bà tử giống nhau cảm thấy buồn cười. Ai u, thật là xui xẻo tột cùng. Khỉ ống mặt dục bò dậy, tránh vài cái không bò dậy. Thật tà môn, hắn mới vừa rồi đi hảo hảo, không biết sao cướp hạ một cái dẫm không, cả người không chịu khống chế tái đảo. Người mới vừa rồi không phải còn trào tàu mẹ, người không thể tồn nạo tâm, một tồn liền luân chính mình trên người. Trâu quai nón nam nén cười duỗi tay đi kéo khỉ ống mặt, lời nói còn chưa nói xong, cả người thẳng tắp ngưỡng mặt triều sau tái đảo bùng một tiếng, sau so vừa nãy thanh âm còn đại. Đương gia. Tào bà tử. Mặt thẹo. Xuân Nha, Xuân Nha dọa tiếp tục triều bóng ma né tránh. Ha 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 ha, ha 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 ha, mặt thẹo dẫu điếc, liệt miệng cười ha hả. Ông trời quả nhiên công bằng, xui xẻo không thể chỉ hắn xui xẻo. kỹ ống mặt cùng râu quai nón nam tay cầm tay bò lên, mặt thẹo tiếng cười đột nhiên im bặt. Không có biện pháp, Mặt thẹo từ khỉ ống mặt trên người mơ hồ nhìn đến chính mình huyết hồ bóng dáng. Cười cái gì cười. Khỉ ống mặt bất mãn mà nói. Miệng so lều tranh tử còn khắp nơi lọt gió đâu. Một khuôn mặt hồ mãn huyết, đôi mắt sưng to, môi ngoại phiên. Trâu quai nóng nam trên mặt đảo còn hảo, nhưng cái ốc bị khái một cái lỗ thủng, huyết ào ào chảy ra, theo cổ uống lượng thẳng hạ. Quá thảm. Đương gia nhìn trước mắt bốn cái tổ chức thành đoàn thể xui xẻo đồng đội, trong lòng mọi cách tư vị xui xẻo cũng không mang theo như vậy. Hắn con người ở ánh đèn hạ lóe lóe, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia phấn nộn tiểu nha đầu. Lên núi đánh hổ khi, thần thụ thôn chảy ra khoa trương nghe đồn. Làm người đọc sách, hắn đối này đó nghe đồn kinh thường nhìn lại. Nhưng lúc này trong lòng cũng hơi buông lỏng. Có phải hay không chỉ cần bắt lấy cái này phúc nữ, này đó vô pháp giải thích xui xẻo chuyện này liền sẽ trừ khử. Tiểu phúc viên cùng A đến đem điền mạch miêu từ tối ôm hầm ngầm đưa tới trong thiện phòng. Điền Mạch Miêu ý thức còn không có hoàn toàn thanh tĩnh, tay chân nhũng ra, mơ mơ màng màng đi theo tiểu phúc viên bò thập phần gian nan. Còn Hảo, có Phùng Chi Hành cùng cục đá ở một bên hỗ trợ. Đem Điền Mạch Miêu đặt ở thiền phía sau giường, tiểu phúc viên cùng A đến lại về tới bọn nhỏ trung gian. Ô ô ô, ngươi không phải nói thật mau liền có người tới cứu chúng ta sao? Như thế nào còn không có người xuất hiện, ngươi có phải hay không cố ý gạt chúng ta? Một vị tiểu cô nương, thấy A đến Hảo tiểu phúc viên trở về, Nhìn không được chất vấn A đến. A đến liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, cảm thấy bị lừa, chính ngươi nghĩ cách. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Tiểu cô nương bị nghẹn lại, sau đó nhẹ nhàng nức nở lên. Thứ 129 thuốc dẫn chân tướng. Tiểu cô nương tiếng khóc có lây bệnh lực, thực mau truyền khắp mặt khác hài tử. Trong thiện phòng lại vang lên hết đợt này đến đợt khác khóc thúc thích âm. Không có biện pháp, bọn họ lại đói lại sợ hãi. Trời càng ngày càng vãng, chậm chạp không thấy người cứu. Tâm thái banh không được, cảm thấy A đến lừa gạt bọn họ. Ngươi chính là gạt chúng ta. Ngươi nếu là có biện pháp, ngươi cũng sẽ không bị chộp tới. Tiểu cô nương tức muốn học máu mà nói. A đến một trận nghẹn lời. Tính, không giải thích, nói bọn họ cũng không hiểu. Ô ô ô. Ta không nghĩ đương dược, dược là bị người ăn, trong đó một vị tiểu cô nương run rẩy khóc thúc thích. Ô ô ô. Ta cũng không cần bị kho ta tưởng về nhà. Dược là đặt ở bếp lò ngao, sẽ không đưa bọn họ đặt ở bếp lò giò heo kho giống nhau ngao nấu đi. Quan ngẫm lại liền. Da đầu tê dại. Đại gia tiếng khóc càng thêm vang dội. Chịu không nổi, ta muốn chết đói. Dù sao đều phải chết, trước khi chết muốn ăn no. Một vị tiểu nam hài móc ra trong lòng ngực cất giấu màng thầu, ăn ngấu nghiến trắng xé. Hài tử khác, ngửi được màn thầu mùi hương, nhịn không được dụ hoặc, sôi nổi móc ra chính mình trong lòng ngực màng thầu ăn ngấu nghiến a đến tưởng ngăn cản tiểu phúc viên lắc lắc đầu hắn không hưởng qua đói tư vị tự nhiên không quá lý giải người ở mau đói chết trạng thái hạ đừng nói mông hãng dược màng thầu chính là trộn lẫn nước bùng màng thầu cũng có thể nuốt xuống đi bọn họ sẽ không có việc gì a đến ca ca tiểu phúc viên chắc chắn mà nói ăn đi ăn đi dù sao màng thầu không phải độc dược ăn no ngủ một giấc cũng khá tốt ít nhất trong lúc ngủ mơ sẽ không có sợ hãi, tỉnh lại đại gia đã bị giải cứu. Phùng Chi Hành ngồi xổm ở tiểu phúc viên bên người, trong lòng quay cùng khởi sợ hãi. Này tiểu nam hài nói đại gia có thể bị cứu, có lẽ chính là an ủi đại gia. Nàng đường đường trung tỉnh hầu phủ thiên kim, cũng không dám như vậy chắc chắn. Nàng tuy rằng chưa thấy qua lấy nhân vi thuốc dẫn, nhưng nghe quá. Nói là tiền triều ai đế uống thuốc liền ái lấy nhân vi thuốc dẫn, không đơn giản là đem người đặt tại ấm sắc thuốc ngao mà là đem hình người heo giống nhau quyển dưỡng lên vi trắng trẻo mập mạp mà mỗi ngày lấy máu cắt thịt thật thật là muốn chết không thể muốn sống không được nếu thật là như vậy nàng còn không bằng lập tức đã chết hảo quá như vậy tra tấn tiểu viên bảo ngươi không sợ sao phùng chi hành run rẩy hỏi tiểu phúc viên không sợ tỷ tỷ cũng đừng sợ tiểu phúc viên chống cằm chớp mắt to vẻ mặt thiên chân vô tà ta so dược khó ăn phùng chi hành Trước cuộc là không hiểu chuyện tiểu nha đầu, còn không hiểu cái gì kêu thuốc dẫn. A à đến sờ sờ tiểu phúc viên đầu nói, tiểu viên bảo không sợ, ta thành thật sẽ không làm ngươi đương kia đồ bỏ thuốc dẫn. Ân Ân. Tiểu viên bảo dùng sức gật đầu. Phùng Chi Hành, hai ngươi thật đúng là lá gan so người đại. Hai tiểu thí hài, một hồi đi trong động nhờ người, một hồi phải đối kháng bọn buôn người, là sao tưởng? Bên ngoài truyền đến mở khóa thanh âm, bọn nhỏ tiếng khóc đột nhiên im bặt khỉ ốm mặt cùng râu quai nón nam cùng nhau đi đến bọn nhỏ mở to hai mắt hoảng sợ mà tể ở bên nhau hai người cực kỳ vừa lòng đại gia phản ứng cho các ngươi nói cái tin tức tốt khỉ ốm mặt âm trắc trắc cười đại gia run lên mấy rung. các ngươi đương không thành thuốc dẫn mấy cái hài tử ngốc ngốc nhìn khỉ ốm mặt không biết này rốt cuộc là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu râu quai nón nam tắt đi vào mấy cái tiểu cô nương bên người vương phì tay từng cái sờ sờ tiểu cô nương khuôn mặt dọa mấy cái tiểu cô nương trốn tránh nước mắt tưởng chặt đứt tuyến hạt châu lăn xuống nhìn đến trên tay hắn đau trên mặt mang theo sợ hãi áp lực thét chói tai muốn sống phải hảo hảo hầu hạ lão tử trâu quai nón nam vẻ mặt nghiền ngẫm cười hầu hạ những cái đó tiểu cô nương vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn cùng khỉ ốm mặt vẻ mặt ngây thơ không biết làm sao phùng chi hành nháy mắt đã hiểu ý tứ này hậu trạch hỗn lâu rồi biết hầu hạ ý tứ nàng chỉ nghĩ phung A đến hung hăng nhìn chầm chầm này hai người, vẻ mặt xanh mét, trong mắt phun ra hỏa, hận không thể đem này hai người xé nát. Trâu quai nón nam, đi vào tiểu phúc viên bên người, vẻ mặt sắc mị mị. Dùng đao chỉ vào nàng, mệnh lệnh nói, tiểu nha đầu. Ngươi cùng ra đi, làm gia hảo hảo đau đau ngươi. A đến nhảy ra, lập tức che ở tiểu phúc viên trước người. Gà mái hộ nhảy con giống nhau, hung hăng trừng mắt trâu quai nón nam. Nhảy ranh. Không biết lượng sức. Râu quai nón nam hùng hùng hổ hổ kéo ra A đến cánh tay, dục đem tiểu phúc viên bắt được tới. Lăng. A đến đem tiểu phúc viên hộ ở phía sau, không chút nào thoái nhượng. Nhảy ranh. Râu quai nón nam nghiền ngẫm mà nhìn A đến, mắng một câu, vỗ tay đánh qua đi. A đến lôi kéo tiểu phúc viên chợt lóe, không đánh. Đây là lần thứ hai ở choai choai tiểu tử trong tay ăn mệt. Râu quai nón nam khí điên rồi. Nâng lên chân triều A đến liền đá. A đến đứng không nhúc nhích, Che chở phía sau Tiểu Phúc Viên. A đến trên bụng ăn một chân. Lão đảo triều lui về phía sau vài bước. Mang theo phía sau Tiểu Phúc Viên cũng đi theo lui về phía sau. Hai người cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Sợ tới mức mặt khác bọn nhỏ đã quên khóc. sôi nổi xúc ở bên nhau rung thành chim cút. Râu quai nón nam sải bước đi tới. duỗi tay túng Tiểu Phúc Viên. A đến nổi điên giống nhau nắm râu quai nón nam tư đánh. Ngươi dám động nàng, buông ra nàng. A đến nghẹn ngào rống lớn khỉ ốm mặt nhìn đến hắn bắt tới cái ngạnh ra, đi lên giúp đỡ râu quai nón đè lại A đến. Tiểu phúc viên xoay qua thân mình, độc cục một đầu đụng phải khỉ ốm mặt, khỉ ốm mặt trọng tâm không xong, thiếu chút nữa tái đảo, thuận thế buông ra A đến. Tiểu phúc viên xoa eo làm trò A đến trước mặt, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, không được khi dễ A đến ca ca. Râu quai nón nam kinh thường hừ nhẹ, hai cái không biết tự lượng sức mình con kiến. Hắn dơ dơ tay là có thể bóp chết. Đương nơi này là chơi đồ hàng A. Trâu quai nón nam cười khẽ liền phải tới túng tiểu phúc viên, tiểu phúc viên vọt đến A đến bên người, lôi kéo A. Đến tay. Trâu thúc thúc, ngươi không phải nói phải hảo hảo đau ta sao. Tiểu phúc viên mở to một đôi mắt to, thập phần thiên chân vô tà. Trâu quai nón nam tâm thẳng ngứa. Hắn cùng khỉ ốm mặt liếc nhau, như vậy thủy nộn nộn tiểu nha đầu, quá hợp khẩu vị. Đúng vậy, làm thúc thúc hảo hảo đau đau ngươi. Trâu quai nón nam cả người tô, trên đầu động cũng không cảm thấy đau. Vậy ngươi sẽ cho ta đường ăn sao?" Tiểu Phúc Viên mềm mại hỏi. "A đến." Hắn không nghĩ tới Tiểu Phúc Viên lý giải đau nàng là cho nàng đường ăn. Nha đầu này không chỉ có không sợ hãi, còn bị người vài câu lời hay cấp dỗ dành. A đến quả thực muốn vội muốn chết, đem Tiểu Phúc Viên triều phía sau lôi kéo, sụ mặt nói, "Hồ nháo. Ăn cái gì đường? Chờ đi ra ngoài, ta cho ngươi một xe." Tiểu Phúc Viên bắt lấy A đến tay khó hiểu hỏi, "Thúc thúc đường vì cái gì không thể ăn?" A đến. Ngày thường không như vậy A ngươi, sao bị viên đạn bọc đường liền như vậy công hãm. A đến cũng không cho tiểu phúc viên giải thích, đem hắn hộ ở trong ngực, gắt gao nắm chặt tay nàng, hướng râu quai nón nam cùng khỉ ốm mặt nói, lăng. Mơ tưởng mang đi nàng. Râu quai nón nam thẹn quá thành giận, hắn cư nhiên lại nhiều lần bị này nhảy ranh uy hiếp. Nói liền phải thượng thủ đánh. A đến gắt gao ôm tiểu phúc viên, kiên quyết không buông tay. Khỉ ốm mặt hướng râu quai nón nam dâm loạn cười nói mau ca hắn không phải ngăn đón sao cùng nhau mang đi làm hắn nhìn chúng ta sao đau này tiểu nha đầu tiểu phúc viên trong lòng thực sốt ruột a đến đã ăn một chân không thể lại ăn lần này hẳn là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị đánh đi vì nàng ô ô ô trong lòng thập phần cảm động nàng cũng không thể làm a đến lại bị đánh nàng muốn hung hăng nguyền rủa này đó người đáng ghét xui xẻo đặc biệt là đối A đến ca ca động thủ người. Mang chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiểu Phúc Viên nói. Vì thế, trâu quai nón nam cùng khỉ ống nam một bên một cái sách theo hai người đi ra thiện phòng. Chương 130 nguyền rủ người xấu suối quẩy. A đến cùng Tiểu Phúc Viên giống đường hồ lô sâu lên tới bị sách hướng thiện phòng cửa. Trong phòng mặt khắc hài tử dọa càng thêm rung làm một đoàn. Phùng Chi Hành cùng cục đá đứng ở một khối, trong lòng sợ muốn mệnh. Phùng Chi Hành nghĩ đến tiểu phúc viên đưa nàng phù dung bánh, lại an ủi nàng đừng khóc, lại nghĩ đến mới vừa rồi đều cùng bọn họ cùng nhau toản thiền đáy giường hạ ám động. Cũng coi như là người cùng thuyền. Lại nói chính mình vẫn luôn mộng tưởng đương hiệp nữ, hiệp nữ thấy đồng bạn rơi vào hổ khẩu thờ ơ tính cái gì hiệp nghĩa chi khí. Vì thế, trong lòng ngực dâng lên một cổ bi tráng, ngao ngao kêu tiếng lên. Hung tợn mà tay chân cùng sử dụng đá đánh kẹp theo tiểu phúc viên khỉ ốm mặt, tưởng đem tiểu muội muội cứu tới người xấu đi tìm chết, đem nàng buông xuống. Phùng Chi Hành ở hậu phủ lớn lên, du tẩu quý tộc yến hội, ở bát quái trung biết được có nam tử liền ái ấu tiểu nữ đồng. này hai người mang đi tiểu phúc viên, nàng tự nhiên rõ ràng tiểu phúc viên sắp gặp phải nguy hiểm. đáng thương tiểu muội muội còn một bộ ngây thơ bộ dáng, cho rằng mang nàng ăn đường đâu. u, lại tự động đưa tới cửa một cái, nha đầu này là người cương liệt, tránh được, xem ra còn không có bị đánh phục. Khỉ ốm mặt âm âm cười, nâng lên chân liền phải triều phùng chi hành ngực đá. Cục đá vốn dĩ dọa để dựa vào trên tường hai chân trung lên, thấy phùng chi hành muốn ai đá. Không biết nơi nào tới dũng khí, tiến lên, lập tức đụng vào khỉ ốm mặt trên đùi. Sau đó móc ra trong lòng ngực màng thầu, triều khỉ ốm mặt trên mặt một khấu. Cái gì ngoạn ý, tê. Khỉ ốm mặt đau co giật, hắn mặt mới vừa rồi bị té bị thương, bị màng thầu một buồn, đau ngao một tiếng. Ngay sau đó, tay buông ra tiểu phúc viên chảy xuống đến trên mặt đất. Phùng Chi Hành cùng cục đá tiếp tục nghiêng ngã lão đảo đi đâm râu quai nón nam. Biên đâm biên tư đánh. Râu quai nón nam bị đâm lửa giận tận trời. Cũng dám chọc ngươi da gia, gia ta. Khỉ ốm mặt duỗi tay đi bắt Phùng Chi Hành cùng cục đá, cục đá chợt lóe thân, hắn bắt được Phùng Chi Hành. Mau ca, chúng ta còn không có hưởng qua kinh thành quý nữ. Không phải nói nàng là trung tỉnh hầu phủ thiên kim sao chúng ta hôm nay hai anh em thay phiên khai trai nếm thử hầu phủ thiên kim tư vị Kỷ ốm mặt dùng ngón tay ở phùng chi hành trên mặt xoa bóp không có hảo ý mà cười tiểu phúc viên ánh mắt chấn động phùng tỷ tỷ bối cảnh như vậy ngạnh a à đến nhìn phùng chi hành liếc mắt một cái phùng chi hành dọa đồng tử co chặt nàng biết này ý nghĩa cái gì chẳng sợ chính mình từ bọn họ trong tay lưu nửa cái mạng đi ra ngoài vì bảo trong nhà danh dự cũng sẽ bị bức tự sát hoặc là bị người trong nhà đưa đi đương ni cô khỉ ốm ngươi chủ ý không tồi, ta ghét nhất những cái đó giả mù sa mưa cao môn quý nữ. Hôm nay, nếu nàng chủ động đưa đến bên miệng, ta liền nếm thử cao môn quý nữ tư vị. Râu quai nón nam trong tay sách theo A đến, nâng lên chân liền phải triều phùng chi hành đá vào. Trước cấp quý nữ một cái giáo huấn Phùng chi hành muốn tránh cũng không được, ở khỉ ốm mặt trong tay giải dụa. Này một dưới chân đi, phùng chi hành không bỏ mạng cũng đến tàn. Tiểu phúc viên vừa lúc ngồi sổng ở râu quai nón nam một bên, Vọt đến trâu quai nón nam chân biên. Xét đánh không kịp bưng tay chi thế, đôi tay triều. Hắn đủng quần hung hăng một túm. Trâu quai nón nam căn bản không đem tiểu phúc viên phóng nhãn. Ngao. Trâu quai nón nam ngao một giọng nói gào ra tới. Đá ra đi chân tức khắc bị tiết đi rồi sức lực, vô lực rủ xuống. Hạ thể đau theo thần kinh thẳng thoáng đỉnh đầu. Mẹ nó, sao vừa nãy cái ốc chấm đất còn đau gấp trăm lần. Đau trâu quai nón nam buông ra A đến che lại hạ thể thẳng chửi má nó. Tiểu Phúc viên nhịn không được che miệng cười, lộc cộc chạy đến A à đến bên người. A à đến đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực không buông tay. Râu quai nón nam nắm đủng quần quỳ trên mặt đất, nhìn chầm chầm tiểu phúc viên hồn nhiên ngây thơ tươi cười, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Như vậy cái đậu đinh đại tiểu nha đầu bạo hắn trứng, quả thực là lật thuyền trong mương. Khỉ ốm mặt thấy râu quai nón nam bị nhéo trứng, một mặt cười ẩn ở trong mắt, trong lòng vui sướng khi người gặp họa thực mỗi lần đều là hắn ăn trước thịt, làm chính mình ăn ra. Bằng gì? Chỉ bằng hắn so với chính mình sớm nhập bọn. Khi tiểu nha đầu làm chính mình muốn làm sự. Ha ha ha, không tồi, không tồi, nơi này thủy linh linh tiểu cô nương đều là chính mình. kỹ ốm mặt cả người thoải mái đang muốn thứ râu quai nón nam vài câu, bỗng nhiên trên tay ăn đau, ngao một giọng nói. Nguyên lai like là Phùng Chi Hành thừa dịp hắn không chú ý tàn nhẫn cắn hắn một ngụm. Cục đá từ nhỏ phúc viên trên người tham khảo linh cảm, từ khỉ ốm mặt trong tay một cái đổi chiều liền phải đi đào tổ chim khỉ ốm mặt so râu quai nón nam rõ ràng cảnh giác đem cục đá đẩy ngã trên mặt đất đau cục đá nghe răng trợn mắt phùng chi hành nhân cơ hội từ khỉ ốm trên mặt tránh thoát chạy đến tiểu phúc viên cùng a đến bên người tiểu muội muội đừng sợ tiểu phúc viên trong lòng cảm động phùng tỷ tỷ chính mình rõ ràng sợ muốn chết lại còn an ủi nàng đừng đá ta cút ngay cục đá lăn trên mặt đất khóc lớn lên Tiểu Phúc Phi nhìn chầm chầm khỉ ốm mặt, nguyền rũ ngươi, xui xẻo. Bỗng nhiên, góc tường xúc một cái hài tử, trong lòng ngực tàn màng thầu lăn ra tới. Vẫn luôn lăn đến khỉ ốm mặt lòng bàn chân, hắn đá hướng cục đá một chân treo ở giữa không trung, một cái chân khác bị màn thầu vừa trượt, cả người tái đảo. A. À. Một tiếng, khỉ ốm mặt té bị thương mặt lại cùng sàn nhà tới cái thân mật hôn môi. Đau cả người giống trong nồi hấp tôm giống nhau cung thân mình kêu lên. trên. Trên trán huyết trào ra, hồ vẽ mặt. Cục đá vừa lăn vừa bò chạy đến tiểu phúc viên bên người, trung bần bật tránh ở A đến phía sau. Đi. A đến một tay nắm tiểu phúc viên, mang theo phùng chi hành cùng cục đá triều thiện phòng cửa chạy đi. Khỉ ốm mặt khí điên rồi, bò dậy liền đuổi theo. Mới vừa bò dậy, dưới chân vừa trượt, lại dẫm đến mới vừa rồi màn thầu, cả người ngưỡng mặt tái đảo. Khi ngã xuống đất thật lớn tiếng vang, làm tể ở góc tường bọn nhỏ chấn mấy chấn. Cũng đem thiền phía sau giường bị giấu đi điền mạch miêu đánh thức vài phần. Điền mạch miêu suy yếu nằm ở thiền đáy giường hạ, tứ chi nhũng ra, giọng nói phát ách. Nàng nghe được trong thiện phòng động tĩnh, xuyên thấu qua khe hở nhìn đến tiểu phúc viên cùng A đến rơi vào ác nhân tay, tưởng bò dậy gia nhập chiến đấu. Lại cả người vô lực, trong lòng lo lắng suông. Khi ống mặt ngã xuống đất sau, điền mạch miêu nhìn đến hắn trên mặt đất đầu một quai, không biết là đã chết vẫn là hôn mê, dù sao không có động tĩnh. Chính thở vào nhẹ nhõm, ở trong lòng cấp tiểu phúc viên cùng A đến điểm tán, liền nhìn đến một cái khác cao lớn thân hình đứng lên. Trâu quai nón nam chưa từng có giống hôm nay như vậy ăn mệt quá. Đầu tiên là cái ốc quan ngã cái huyết lỗ thủng. Lại là bị tiểu nha đầu đào tổ chim. Hắn quả thực khí điên rồi. Đúng quần đau hoàn toàn chọc giận trâu quai nón nam, hồng con mắt nổi điên giống nhau triều tiểu phúc viên đi đến. Nhất định phải làm này tiểu nha đầu nếm thử hắn lợi hại không thể. Tiểu phúc viên quay đầu lại, trong lòng mặt niệm, làm hắn xui xẻo. Râu quai nón nam mắt thấy muốn đuổi kịp, bỗng nhiên dẫm đến khỉ ốm mặt chân, cả người thật mạnh tạp tới rồi khỉ ốm mặt trên người. Khỉ ốm mặt ngũ tạng lục phủ bị râu quai nón nam đè ép, kêu trên một tiếng, trong miệng hà hà thở hỗn hển vài cái, hai mắt vừa lật, sống sờ sờ bị râu quai nón nam áp nuốt khí. Tránh ở góc tường bọn nhỏ sợ ngây người. Râu quai nón nam sửng sốt một lát, từ khỉ ốm trên người bò dậy tiếp tục tức muốn học máu triều tiểu phúc viên bọn họ đuổi theo. 131 người xấu nghẹn quốc cách chết sao hồi sự náo loạn lớn như vậy động tĩnh còn không chê loạn nộp tiểu phúc viên bọn họ mới vừa chạy đến thiện phòng cửa cửa liền thoáng hiện hai bóng người một tráng một gầy mở miệng nói chuyện chính là cái kia tương đối tráng người eo đừng đau vẻ mặt đau sẹo nhánh cây giống nhau cù ở gương mặt thượng hoặc nhìn phi thường đáng sợ gầy người khoanh tay mà đứng dưới ánh trăng một bộ áo xanh mang theo mũ thấy không rõ mặt trâu quai nóng nam cũng không thèm nhìn tới mặt thẹo đối với gầy cái kia tố khổ. Đương gia, khỉ ốm bị bọn họ mấy cái vướng ngã tắt thở. Trâu quai nóng nam đem chính mình hái được cái sạch sẽ. Đương gia lông mày giật giật, một đôi mắt xuyên thấu qua vành nón phát ra âm trầm quang, nhìn chầm chầm trước mắt mấy cái hài tử. A à đến gắt gao ôm tiểu phúc viên, phùng chi hành cùng cục đá dọa súc co rụt lại. Mau ca, ngươi hống ai đâu? Ngươi cùng khỉ ốm không đối phó, nhất định là ngươi vụng trộm hạ độc thủ, chỉ bằng này mấy cái hài tử ngươi còn không bằng nói hắn là bị đậu hũ đâm chết. Mặt thẹo đại đao rộng mã cười nhạo. Liền trước mắt này mấy cái tiểu tể tử, hắn một tay miết một cái, đều không mang theo phí lực khí. Có thể đem khỉ ốm mặt cấp lộng chết. Đương gia, ta không lừa ngài, hắn là bị màn thầu đâm chết. Râu quai nóng nam vẽ mặt thật cẩn thận, quá tà môn, hắn tận mắt nhìn thấy đến khỉ ốm bị một con màn thầu vướng ngã, bẹp lập tức đầu đâm địa. Sau đó không động tĩnh. Đến nỗi hắn nhân tố, chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, không phải đến chết nhân tố. Đương gia Mặt thẹo Đương gia nhìn chầm chầm trước mắt bọn nhỏ, đặc biệt là tiểu phúc viên, dưới ánh trăng một trương thiên chân vô tà oánh nhuận khuôn mặt, cùng với nàng bên cạnh nhìn chầm chầm hắn giống như sư tử giống nhau tiểu thiếu niên. Không lý do trong lòng đánh cái đột. Xem ra, cái này nha đầu đến lưu trữ, nói không chừng về sau có trọng dụng. Trâu quai nón nam tức muốn học máu, tiếp tục nói, đương gia, hôm nay nhất định hảo hảo thu thập bọn họ mấy cái cấp kỹ ốm báo thù đặc biệt là cái này tiểu nha đầu cái này tiểu nha đầu cái này tiểu nha đầu một bụng ý nghĩ xấu hắn không mặc mũi nói chính mình bị đào tổ chim hiện tại tổ chim điểu còn nhất trừ nhất trừ đau a đến đem tiểu phúc viên ôm càng thẫn. tiểu phúc viên nhìn chầm chằm râu quai nón nam nghĩ thầm càng xui xẻo sự lập tức liền buông xuống ở trên người của ngươi nguyền rủa ngươi còn có bên người nàng nhảy ranh, bọn họ là một đám, cần thiết làm cho bọn họ nếm thử lão tử lợi hại. Trâu quai nón nam triều trên đầu một mạc, một tay huyết, trên đầu huyết lỗ thủng lại bắt đầu đổ máu, phía dưới tổ chim tựa hồ càng đau. Quả thực là trên dưới giác công, hắn hận cực kỳ. Trâu quai nón nam thương cùng hận, đương gia không quan tâm. Hắn quan tâm chính là trước mắt này hai hài tử. Đương gia nâng lên mí mắt tử, rất có hứng thú mà quét quét tiểu phúc viên cùng A đến một cái bị xưng là phúc nữ hương giả nha đầu, một cái hậu duệ quý tộc. Tuy rằng phía trên hạ mệnh lệnh là một cái người sống đều không lưu. Hai người nếu đều có thể chọc trong tay. Đương gia trong lòng như sôi trào nước sôi quay cùng, trước mắt tiểu tử chọc trong tay, vì sầu trảo không được thiên hạ. A à đến ngưỡng mặt, hung ác mà nhìn chầm chầm đương gia cùng mặt thẹo, một bộ bể nghệ thiên hạ bộ dáng. Đương gia, tiểu tử này thoạt nhìn hương vị không tồi, làm ta giáo huấn một chút hắn mặt thẹo hướng A đến cười cười. Như vậy thanh tú nam hài, hắn thấy liền mềm mại. A đến càng thêm hung ác mà nhìn chầm chầm mặt thẹo. Mặt thẹo trong lòng rung lên. Tiểu phúc viên trong trẻo lượng ánh mắt nhìn trước mắt đương gia, tổng cảm thấy tự hồ ở nơi nào gặp qua. Đương gia, còn có này hai nhảy ranh. Râu quai nóng nam thấy đương gia sắc mặt âm tình bất định ở tiểu phúc viên cùng A đến trên mặt lưu luyến, chỉ vào phùng chi hành cùng cục đá, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Nếu không phải này hai người ngang trời đâm ra tới tư đánh, hắn cùng khỉ ốm cũng sẽ không tao này ám toán. Này đó nhảy ranh, một cái đều chạy không thoát. Xem hắn cùng đương gia sao thu thập bọn họ. Đương gia, ngươi luôn chê bỏ nữ nhân dơ. Cái này nha đầu không giống nhau, nàng là trung tỉnh hầu phủ thiên kim, như vậy thiên kim đều là xứng hoàng tử, nếu không ngài trước nếm thử hương vị. Trâu quai nón nam thấy đương gia không nói lời nào, vẻ mặt lấy lòng mà cùng đương gia nói. Phùng Chi Hành dọa run rẩy mấy cái. Đương gia ánh mắt không ngờ mà quét râu quai nón nam liếc mắt một cái, chỉ chỉ A đến cùng tiểu phúc viên nói, hai người bọn họ lưu lại, dư lại hai cái tùy các ngươi xử trí. Động tĩnh tiểu chút. Tiểu phúc viên bỗng nhiên mở to hai mắt. Trước mắt người là xuống núi thôn An Tú Tài, cái kia kẻ điên, cứ việc thanh âm thay đổi, nàng cũng có thể nghe ra tới. Cái này kẻ điên. Mệt nhị ca ca còn hảo tâm xem ngươi thế ngươi gội đầu nguyền rủa ngươi xui xẻo. Râu quai nón nam tuy rằng không tình nguyện buông tha tiểu phúc viên, nhưng đương gia mệnh lệnh hắn lại không dám cãi lời. Vì thế, cởi xuống bên hông đai lưng triều phùng chi. Hành chột tới. Mà mặt thẹo tắt cười gian, dùng tay ma xoa cục đá mặt. Tuy rằng không ăn đến cái kia xinh đẹp tiểu tử, nhưng cái này tiệm bánh bao lão bản nhi tử cũng không tồi, bạch bạch nộn nộn, bánh bao thịt giống nhau. Phùng chi hành cùng cục đá dọa kêu to. Ai, ai, sao hồi sự bỗng nhiên râu quai nón nam ôm bụng đau kêu một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng một trận lộc cộc lộc cộc thanh âm tiếp theo phát phát thanh râu quai nón nam cư nhiên ngay tại chỗ kéo bụng hắn đai lưng cởi bỏ quần rớt đến cổ chân hoàng bạch vật theo chân chảy ròng mà xuống ngoại tào mau ca ngươi sao hồi sự buổi tối ăn nhiều mặt thẹo đình chỉ sờ cục đá che lại miệng mũi dục nôn mửa đương gia lui về phía sau hai bước về phía trước bắt lấy vẻ mặt ngốc A đến cùng tiểu phúc viên triều nhà kề đi đến. A đến dãy dụa, tiểu phúc viên thanh thúy thanh âm vang lên, A đến ca ca, đây là ta nhị ca sư huynh, không có việc gì. Đương gia ánh mắt lòe ra một mặt hung ác quan. Tự nhiên bị tiểu nha đầu nhận ra tới. Xem ra không thể để lại. Mặt thẹo thì tại phía sau kẹp cục đá, đi theo đương gia cùng nhau chạy trốn. Phùng chi hành bị xú vị huân choáng ván đầu, thấy tiểu phúc viên cùng A đến bị đương gia sách lên tới, cũng cùng nhau đuổi kịp. Nàng trong lòng tưởng, chết cũng muốn chết cùng nhau, nàng không cần một mình lưu lại. Râu quai nón nam tự giác ở đương gia trước mặt mất mặt mũi, ném xuống vùng chi hành, ôm bụng vội vàng triều nhà xí toản đi. Mới vừa ngồi sổng xuống, trước mắt tối sầm, cả người ngã tiếng hầm cầu. Hầm cầu rất sâu, hắn trọng lực lại đại, diện mạo cũng chưa đi vào. Thiếu chút nữa không nghẹn chết. Một hút khí, hoàng bạch vật thẳng triều miệng mũi toảng cả người giống như ở bùng lầy lăn lộn heo, vạn phần chật vật. Hắn giãy dụa hồi lâu, đôi tay mới ấn đến dẫm bàn đạp, nghẹn khí dùng sức triều thượng bò, cả người bọc đầy hoàng bạch vật. Mùi hôi hương thiên. Bất chấp cảm tháng xui xẻo tột cùng, tè ra quần khó khăn bò ra tới. Còn không có tới kịp chuyển khẩu khí, nhà xí trần nhà một con đại con bò cạp rơi xuống, đối với hắn mong chính là một chập. A. À, trâu quai nón nam kêu trên một tiếng con bò cặp lại lần nữa tàn nhẫn chập, râu quai nón nam đau lăn lộn. Bùng một tiếng, cả người một lần nữa ngã vào hầm cầu. Lần này, hắn là thật không sức lực bò ra tới. Không biết, hắn cùng khỉ ống mặt tới rồi địa phủ có thể hay không hữu hảo thân thiết giao lưu, một cái bị màn thầu đâm chết, một cái bị hầm cầu chết đuối, ai chết càng nghẹn khuất. Chương 132 đưa ngươi rắn độc đương lễ vật. An Tú Tài đem tiểu phúc viên cùng A đến ném tới nhà kề. Đại thúc, ngươi sẽ giống ta nhị ca giống nhau đau ta đi. Tiểu phúc viên hồn nhiên thanh âm bỗng nhiên đột ngột vang lên. An tú tài dục ngồi xuống, nhìn nàng. Tiểu phúc viên bị A đến dắt ở trong tay, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn lại hắn. Hắn là nhị ca sư huynh, kêu hắn ca ca không xứng, vẫn là kêu đại thúc đi. Cái này kẻ điên, thế nhưng là giả ngây giả dại. Cũng phí nhị ca đại hắn như vậy chân thành. Lần trước tại Hạ Sơn Thôn, những cái đó hài tử đuổi theo hắn ném nhánh cây nhổ nước miếng nàng còn dùng cốc ghẻ cùng xà giúp quá hắn ngẫm lại liền quá làm nhân khí phẫn a đến đứng ở một bên sắc mặt tối sầm tiểu viên bảo rốt cuộc có biết hay không tình cảnh hiện tại nhìn đến người quen liền kỳ hảo cái này người quen rõ ràng là cái ác ma an tú tài tối tăm con mắt trắng độc giống nhau nhìn chầm chầm tiểu phúc viên ngay sau đó nói đương nhiên thanh âm lạnh lùng mà tôi hàng băng làm người nghe chi cả người hiện lên nổi da gà tiểu phúc Phi ngọt ngào mà cười cùng hắn đối diện vỗ vỗ tay nói quá tốt rồi đại thúc ta đói bụng ta muốn ăn cơm a đến phùng chi hành cục đá tiểu phúc viên là đang làm gì a không chỉ có đem trước mắt người trở thành người tốt còn hỏi xin cơm ăn hảo a lần trước ngươi nhị ca cho ta mang bánh bao không tồi liền thỉnh ngươi ăn bánh bao thịt tử đi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn an tú tài đạm cười hảo a hảo a Đại thúc thật tốt. Hì hì hì, ta sẽ ngoan ngoãn đát. Tiểu Phúc viên vẻ mặt thiên chân vô tà, phản phất thật đem trước mắt người trở thành nhị ca bạch nhị tráng. Tiểu viên bảo, không được ăn. A à đến gắt gao lôi kéo nàng, vẻ mặt vội vàng. Tiểu Phúc viên không dao động. Tào mẹ, ngươi đi phòng bếp cho nàng lộng bánh bao. Vừa lúc tào mẹ đi tới, An Tú tài phân phó nói. Là, đương gia. Xuân nha ngươi tới nhóm lửa. Tào mẹ Triều Xuân Nha vẫy tay, nghĩ nghĩ vấn an tú tài, đương gia, khỉ ốm sao xử lý. Chôn. Đều là quân cờ thôi, đã chết liền đã chết. Tào mẹ mang theo Xuân Nha đi, Xuân Nha trải qua tiểu phúc viên bên người, nâng lên đôi mắt lượt nàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo án cùng độc. Tiểu phúc viên trong lòng nói thầm, không cho ngươi đương nhị lan con dâu nuôi từ bé, còn đem chúng ta cả nhà hận thượng. Đương gia, ta trước mang này hai người đi sung sướng. Mặt thẹo một tay một cái sách theo cục đá cùng phùng chi hành triều ngoài phòng ám ảnh đi đến, trong miệng phát ra âm trắc trắc mà cười. Hai người ở mặt thẹo trong tay giải dụ, loạn đá, vẽ mặt nước mắt. Mặt thẹo sách theo hai người. Đi vào dưới một cây hòe lớn, đem cục đá ấn ở trên thân cây. Một chân câu lấy phùng chi hành. Tiểu phúc viên đón mặt thẹo thân ảnh, trong miệng mặt niệm, nguyền rủ ngươi, suối quẩy. Ngoạ tàu, cái quỷ gì ngoạn ý. Mặt thẹo ở giải quần khi, bỗng nhiên một cái ướt hoặc đồ vật hồ ở trên mặt. Bắt được trong tay, nương ánh trăng vừa thấy, là một con hắc thuần thuần cóc ghẻ. Ngao một tiếng, mặt thẹo dùng sức phủi tay, cóc ghẻ vững vàng mà ngồi sổng ở trong tay hắn, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Cút ngay, chết cóc ghẻ. Mặt thẹo quả thực dọa hôn mê. Mặt thẹo không sợ trời không sợ đất, hắn liền sợ cóc ghẻ. Phía trước đã dẫm đến cóc ghẻ dọa quan ngã vẻ mặt huyết, hiện tại này chỉ cóc ghẻ sao âm hồn không tan đi theo hắn còn. Mặt thẹo sợ cóc ghẻ an tú tài là biết đến, vì vậy nghe được bên ngoài động tĩnh không có để ý. Hắn lực chú ý đều ở tiểu phúc viên cùng A đến trên người, tâm tư chuyển động ở tính toán cái gì. Cục đá từ mặt thẹo trong tay tránh thoát, dưới chân giẫm một cái thứ gì, vừa thấy cũng là chỉ cóc ghẻ. Cục đá sợ mèo hoang, nhưng không sợ cóc ghẻ. Hắn run rẩy sách lên cóc ghẻ chân, ác hướng gan biên sinh, tái đến mặt thẹo trong cổ cốc ghẻ theo cổ, bò tiếng mặt thẹo quần áo bên trong, lạnh lẽo trơn trượt xúc cảm làm mặt thẹo cả người rùng mình. Phùng Chi Hành đứng ở một bên kinh ngạc đến ngay người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy sợ cốc ghẻ. Một cúi đầu nhìn đến bên chân cũng ngồi sổ một con cốc ghẻ, không chút do dự sách lên hai cái đùi liền triều mặt thẹo ném đi. Mặt thẹo nhảy chân muốn đi đá cục đá cùng Phùng Chi Hành. Lúc này cô qua cô qua thanh âm truyền đến, dưới tàn cây tụ một đống cốc ghẻ cục đá cùng phùng chi hành hai người phối hợp một con lại một con triều mặt thẹo ném cóc ghẻ mặt thẹo quả thực dọa điên rồi biên kêu biên trốn lại một con cốc ghẻ hồ ở trên mặt ngao một tiếng mặt thẹo té lăn trên đất eo sườn đau hung hăng cắm ở ngực mặt thẹo đến chết đôi mắt cũng chưa nhắm lại tổng số chỉ cốc ghẻ đối diện an tú tài nghe được bên ngoài mặt thẹo tru lên thanh không thích hợp ra cửa xem xét phát hiện đã tắt thở tiếp theo nghe được nhà xí xuân nha kêu sợ hãi nói hầm cầu có người vớt ra tới là Mao Ca đã đi diêm vương gia nơi đó đưa tin cả đêm tổng thất ba cái thuộc hạ an tú tài rùng mình một cái trở lại trong phòng một phen nắm tiểu phúc viên chiếu cổ liền véo nhất định là cái này tiểu phúc nữ nhất định là nàng bao gồm lần trước hắn quyển dưỡng lão hổ bị đánh chết cũng là nàng a à đến sông lên đi đối an tú tài điên cuồng đá đánh ngươi buông ra nàng ngươi buông ra nàng a à một tiếng vang vọng nhà kề an tú tài buông lỏng ra tiểu phúc viên cổ chỉ thấy trên tay hắn quấn quanh một con rắn độc tê tê mà hướng tới hắn phun lưỡi rắn là rắn độc an tú tài ở núi rừng giang lớn lên tự nhiên nhận thức này một kịch độc vô cùng xà đại thúc ngươi là nhị ca hảo bằng hữu ta phải hảo hảo đối với ngươi tiểu phúc viên đứng ở an tú tài trước mặt chấp hồn nhiên mắt to lộ ra mỉm cười ngọt ngào cái này tiểu ác ma An Tú Tài hận không thể xé nát hắn. Tiểu Viên Bảo, ngươi thay đổi cái gì ma thuật? An Tú Tài trấn định trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, khinh thanh tế ngữ mà hống nàng, ngươi đem nó thu hồi đi, ta cho ngươi bánh bao ăn có được hay không? Tiểu Phúc Viên gật đầu, cười nói, "Hảo. Đậu ngươi chơi đâu, đại thúc không thích ta làm nó rời đi là được." Vừa dứt lời, xà xoắn thân mình theo mái hiên bò đi rồi. "A đến ca ca, chúng ta đi thôi." Tiểu Phúc Viên dắt A đến tay hai người không coi ai ra gì triều ngoài phòng đi đến. Mới vừa đi tới cửa, An Tú Tài cầm vũ khí sắc bén dục mạc tiểu phúc viên cổ. Tiểu phúc viên xoay người, tiếp tục thiên chân vô tà nói, xem ra đại thúc vẫn là thích xà. Lại một con rắn quấn quanh đến An Tú Tài cánh tay thượng, triều hắn phun lưỡi rắn. An Tú Tài thiếu chút nữa hít thở không thông, này xà so vừa nãy còn độc. Cắn hắn. Tiểu phúc viên nhẹ nhàng xoa xoa xà cái đuôi. Rắn độc nhe răng, Chiếu an tú tài cổ cắn một ngụm. Ngao một tiếng. An tú tài trận trắng mắt nằm ngã xuống đất. Đi. A à đến nắm tiểu phúc viên tay vọt tới trong viện. Phùng chi hành cùng cục đá. Thấy hai người bọn họ không có việc gì. Vẽ mặt huyết ô đi theo hai người chạy. Đi trong phòng kêu mặt khác hài tử cùng nhau chạy. Còn có lúa mạch non tỉ tỉ. Tiểu phúc viên nói. Bốn người cùng nhau đi vào thiện phòng. Điền mạch miêu đã phù phím thân thể đi vào cửa. Xem ra. Dược hiệu mau đi qua. Lúa mạch non tỉ tỉ. Tiểu phúc viên cùng cục đá hô. Đi. A đến triều trong phòng mặt khắc hài tử hạ lệnh. Những cái đó hài tử ngơ ngác mà nhìn chầm chầm A đến, không dám động. Đi A. Người xấu đều đã chết. A đến nói. Có phản ứng lại đây hài tử, đi theo cùng nhau vọt tới cửa, những cái đó nhịn không được ăn sam mông hãng dược màn thầu hài tử còn ở ngủ say. Tính, có thể mang đi nhiều ít mang đi nhiều ít lưu lại chờ người tới cứu đi. A à đến nắm tiểu phúc viên, cục đá cùng Phùng Chi Hành đỡ điền mạch miêu, mặt khác bọn nhỏ hỗ trợ, cùng nhau thoát đi thiện phòng. Vừa tới đến trong viện. Chỉ nghe ta hét thảm một tiếng. Nguyên lai là tàu bà tử ở phòng bếp băm nhân chưng bánh bao, trong tay vừa trượt, dao phay lăn xuống đem cẳng chân chém đứt. Chương 133 khu mỏ cùng binh khí. Gió thổi động tiếng thông reo từng trận. Trăng lên giữa trời, bên ngoài đen nhánh một mảnh, chỉ có rất nhỏ côn trùng kêu vang. Liên miên phập phòng đỉnh núi, trong bóng đêm giống như một tôn cự thú. Dưới ánh trăng, đao sẹo nam huyết uống lượng chảy xuôi, đôi mắt mở to thành chuông đồng, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Đi theo A đến cùng tiểu phúc viên cùng nhau bọn nhỏ bị dọa thét chói tai. Không được kêu. A đến bản khuôn mặt nhỏ răng dậy. Tiểu phúc viên cùng A đến đám người đi vào cửa, chỉ thấy đại cửa sắt bị xích sắt khóa chặt. Mấy cái lớn một chút hài tử, hợp lực dùng sức hoảng, đều không có diêu khai a đến ngẩng đầu nhìn bốn phía cao ngất vách tường nhíu nhíu mày hắn cảm thấy hắn có thể bò đi ra ngoài nhưng tiểu phúc viên đâu kia chân ngắn nhỏ đừng nói bò tường đều không nhất định có thể đi hai dặm mà phải bị hắn bối còn có điền mạch miêu tứ chi phù phiếm có thể bò lên trên đi mới là lạ hắn lại không yên tâm đem tiểu phúc viên lưu lại nơi này hắn đi gọi người phải đi cần thiết cùng nhau đi bọn nhỏ nhìn lên tường cao có mấy cái quê nhà hài tử chắc chắn này độ cao không làm khó được bọn họ nhưng đón ánh trăng tường trên đỉnh được khảm mảnh sứ vỡ phát ra trắng bệt quang tâm thái muốn băng khuyết nhục chi thân từ mảnh sứ vỡ thượng phàn đi ra ngoài phỏng chừng đến ném nửa cái mạng nơi xa truyền đến lan vệ đại gia kinh sợ muốn khóc a đến ca ca ta biết nơi nào có thể đi ra ngoài tiểu phúc viên đôi mắt dạo qua một vòng thanh thúy nói a đến hồ nghi nhìn về phía nàng tiểu phúc viên lôi kéo a đến tay xoay người lộc cục triều đại môn tương phản phương hướng đi đến. Phùng Chi Hành cùng cục đá đỡ điện Mạch Miêu đi theo phía sau, không biết vì sao, Phùng Chi Hành chính là thực tín nhiệm cái này tiểu muội muội. Nàng lưu ý đến, từ cùng tiểu muội muội ở một khối, tổng có thể gặp giữ hóa lành. Mặt khác hài tử treo nước mắt đuổi kịp. Dù sao cũng không mặt khác chiêu số có thể đi. Đi đến giữa sân, nghe được ai u, ai u kêu rên. Tào bà tử kéo một cái huyết chân từ phòng bếp triều nhà kề bò, huyết đem trên mặt đất thảo ướt nhẹp. Bọn nhỏ hù nhảy dựng, dọa sôi nổi theo sát A đến hướng phía trước đi. Nhìn đến trước mắt tán loạn đám nhảy ranh, tàu bà tử trong mắt phun ra ác độc hỏa. Cũng phí như vậy nhiều tâm tư chọc tới nhiều như vậy hảo hóa, cứ như vậy chạy. Tiểu phúc viên xoay qua thân hướng nàng thiên chân cười, tàu bà tử trong lòng rung lên, kinh phía sau lưng đều là hãng. Tiểu tể tử. Đáng chết. Tàu bà tử đau mặt vặn vẹo, triều nhà kề hô lớn, đương gia, hóa chạy. Trong phòng điểm đèn, lại không có động tĩnh. Tào bà tử gian nan mà bò đến nhà kề cửa, thấy ngạch cửa sau nằm một người, cổ máu chảy đầm đìa một mảnh. Áo xanh, màu đen mũ lăn xuống một bên. Không phải đương gia là ai? Đương gia cũng gặp ám toán. Tào bà tử khóc không ra nước mắt. Thường lui tới đều thuận thuận lợi lợi. Như thế nào lần này liền như vậy tà môn, mỗi người đều tao ngộ xui xẻo sự, tựa như đắc tội nào lộ thần tiên giống nhau, bọn họ mỗi người đều trốn không thoát. Trên đùi cơn đau, nghĩ đến bị màn thầu đâm chết khỉ ốm mặt, bị cốc ghẻ dọa cắm đau đau sẹo nam, ngã vào hầm cầu tắt thở râu quai nón nam. Tào bà tử trong lòng quay cùng tuyệt vọng. Tử vong sợ hãi áp nàng thở không nổi. Những cái đó bọn nhỏ thấy tiểu phúc viên cùng A đến một lần nữa trở lại thiện phòng, đứng ở thiện phòng cửa kinh sợ không dám bước vào này gian cầm tù bọn họ nhà ở. Điền mạch miêu mềm nhẹ mà mở miệng nói, đều vào đi thôi, chạy trốn quan trọng nói phù phiếm bước chân đi theo đi vào nàng đại khái suy đoán đến bọn họ muốn từ nơi nào đào tẩu tiểu phúc viên cùng a đến vòng đến thiền phía sau giường lấy xuống gỗ tử đàn y hướng tới mỏ gõ vài tiếng ở thiện phòng cửa a đến liền minh bạch tiểu phúc viên theo như lời chạy trốn thông đạo chính là cái này thiền giường sau lưng cửa động buổi tối bọn họ đi xuống cứu điện mạch miêu khi liền phát hiện bên trong là một cái thật dài thông đạo hơn nửa tàu bà tử trong miệng theo như lời này thông đạo đi thông khu mỏ những cái đó không đảm đương nổi thuốc dẫn thiếu niên đều bị ném vào đi đào quặng. Kết hợp nàng lời nói, An Tú Tài ở khu mỏ, nhưng cũng không có từ thông đạo ra tới, mà là từ địa phương khác tiến vào chùa miếu. Bằng này nhưng phán đoán, khu mỏ nhất định có xuất khẩu. Thực mau, sàn nhà bị sốc lên. Vẫn là cái kia chết lặng thiếu niên. Tới, chui vào tới. Tiểu phúc viên chỉ vào lộ ra cửa động, triều sau lưng mặt khắc hài tử vẫy tay. Những cái đó bọn nhỏ ngươi nhìn xem ta, Ta nhìn xem ngươi, đối đen như mực cửa động tràn ngập sợ hãi. Thậm chí nhát gan đã bắt đầu khóc thúc thít Không được khóc, đi theo chúng ta. A đến giận dữ. Nói nắm tiểu phúc viên tay liền phải chui vào đi. Ta trước tới. Điền mạch miêu cái thứ nhất hạ động, trong lòng nghĩ đến vạn nhất trong động có tình huống, còn có nàng để ở phía trước. Chạy trốn quan trọng. Quảng đi. Phùng chi hành chợt lóe thân cũng chui đi vào. Tiếp theo là cục đá không chút do dự chui đi vào. Chạy trốn quan trọng, mặt khác hài tử cũng đi theo chui đi vào. Trong động càng đen, bò a bò, rốt cuộc bò đến trống trải địa phương. Nhưng khoảng cách xuất khẩu vẫn là thật xa xôi. Tiểu ca ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tiểu phúc viên hỏi cho bọn hắn mở cửa thiếu niên. Thiếu niên nhấp miệng, lắc đầu, trên mặt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi, không có đương gia mệnh lệnh, chạy thoát, sẽ bị đánh. Tiểu phúc viên thở dài, hắn nhất định bị đánh sợ. Đương gia bị rắn cắn đã chết. Điền Mạch Miêu nói, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau trốn đi. Thiếu niên không nói lời nào, dựa vào góc tường ngồi xuống, tiếp tục chết lặng một khuôn mặt. Thời gian không đợi người. Tiểu phúc viên bọn họ không hề khuyên bảo, dọc theo cửa động tiếp tục hướng phía trước đi. Lộ phi thường gập ghềnh, đều là đá vụn tử. Càng đi càng hẹp, có giai đoạn cấp lỗ chó giống nhau hẹp, yêu cầu bò chui qua đi may mắn mọi người đều là choi choi hài tử điền mạch miêu dáng người cũng nhỏ xinh có thể bò đi ra ngoài a à đến ánh mắt lấp lánh như lan hảo cái an tú tài cửa động như vậy hẹp khẳng định không cho thợ mỏ cơm ăn làm cho bọn họ bảo trì mảnh khảnh thân mình mới có thể ở chỗ này bò tiếng bò ra tiểu phúc viên mệt thở hồng hộc a à đến không nói hai lời ông nàng hướng phía trước đi thực mau phía trước xuất hiện một cái sông ngầm róc rách nước chảy thanh nghe được lỗ tai có một loại âm trầm sợ hãi Mấy cái hài tử quần áo dày vớ bị sông ngầm thủy ướt nhẹp. Có nước sông, liền mau đi ra. Điền mạch miêu thanh âm ở trong sơn động quanh quẩn. Nàng dược hiệu mau đi qua, tuy rằng vẫn là không có sức lực, nhưng có thể đuổi kịp đại gia bước chân. Nghe nói liền đi nhanh đi ra ngoài, vẽ oải bọn nhỏ một lần nữa đánh lên tinh thần. Không biết vừa lăn vừa bò đi rồi bao lâu, tiếp tục xuyên qua một cái, lỗ chó, trước mắt bỗng nhiên rộng mở thông suốt. Như bạc ánh trăng nghiêng mà xuống trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh ánh lửa cùng với gan bùng bùng thanh trên mặt đất bãi đầy binh việt binh đao khí ở dưới ánh trăng phát ra lạnh lùng quang ánh lửa chiếu rọi chỗ bên cạnh là thật lớn khu mỏ bên trong có cái đại động trong động mặt không ngừng truyền ra thiết khí tiếng đánh tạc vách tường thanh hẳn là những cái đó ném vào nơi này thiếu niên ở làm việc a à đến ca ca vì cái gì nơi này có làm nghề nguội tiểu phúc viên chỉ vào trên mặt đất từng hàng binh khí tò mò hỏi A đến sắc mặt đột biến. Đại hạ không cho phép tư thải quảng sắc, càng không cho phép đúc binh khí. Đây là muốn tạo phản sao? Đây là ai ở sau lưng thao tác? Chỉ bằng an tú tài chỉ sợ làm không được. Làm nghề nguội len ken len ken thanh truyền đến. A đến ca ca, ngươi xem. Tiểu phúc viên chỉ hướng quảng sắc cửa động. Chương 134 thoát đi khu mỏ. A đến theo tiểu phúc viên ngón tay phương hướng, nhìn đến vài vị thiếu niên cổng khu mỏ nối đuôi nhau mà ra phía sau đi theo một vị tráng hán, trong tay cầm roi. họ con nhảy con. Dám đảm đưa ngươi da da mặt lười biến. Tráng hán hùng hùng hổ hổ đem roi hung hăng trừ ở phía trước thiếu niên trên người. Trừ phiên trên người hắn sọt, thiếu niên lão đảo ôm đầu ngồi sổng xuống. Lên, cho ta bối thượng. Lại là một roi nghênh diện trừ qua đi, bang một tiếng dòng vang, vang vọng ở trong sơn cốc. Thiếu niên tự hồ bị đánh thói quen, không khóc không nháo, ngốc ngốc một lần nữa đem khu mỏ nhặt được sọt. Ánh lửa hạ, thiếu niên cùng trong sơn động thiếu niên trên mặt hiện ra giống nhau chết lặng. Cùng nhâm mệnh, a đến đem tiểu phúc viên triều chính mình bên người kéo chặt chút. Bọn họ xâm nhập tiếng thiên đại bí mật, sau lưng độc thủ không biết là ai. Trong đó nhát gan dục khóc, a đến sắc bén ánh mắt đường ngang đi. Làm nghề nguội lấy quặng, không thua hơn trăm người. Những người này máy móc nghe lệnh tráng háng, vạn nhất bọn họ bị phát hiện, phi bị diệt khẩu ném vào luyện thiết bếp lò không thể khu mỏ cùng luyện binh khí tràn phi thường ẩn nấp, chung quanh núi rừng dày đặc, không chú ý căn bản phát hiện không được. A đến tưởng phỏng chừng vào nhầm người, cơ bản đều bị diệt khẩu. Vài tiếng chó sủa vang lên, khu mỏ khẩu buộc mấy chỉ hung ác mà đại chó săn, đón ánh lửa phát ra răng nanh. A đến tâm thần đều chấn, liên tưởng đến bị bạch gia phụ tử đánh chết lão hổ, trên cổ mau có bị người quyển dưỡng dấu vết. Không đoán sai nói, hẳn là bị an tú tài đám người quyển dưỡng, dùng để kinh sợ chui vào núi sâu trung thôn dân nhiều năm như vậy, cái này quặng không bị phát hiện, còn không phải là bởi vì có cọp cái lui tới. Nơi đó có con đường. Tiểu Phúc Viên Triều khu mỏ một bên chỉ chỉ, là một cái bị dẫm đạp bụi cỏ uống lượng đi ra ngoài, hẳn là đi ra khu mỏ lộ. An Tú Tài từ từ chuyển tỉnh, liều mạng cuối cùng một tia thanh tỉnh, móc ra trong túi giải độc hoàng, kéo vang lên trong lòng ngực đạn tín hiệu. Nháy mắt, giấu ở núi rừng cao thủ xuất động. Hắn dãy dụ cầm lấy trên bàn đèn dầu, bò ra ngoài cửa đương gia. Tào bà tử chịu đựng đau nhất, trong giọng nói đều là xúc động phẫn nộ, lên án nói, bọn. Nhảy ranh đều chạy thoát. Nói còn chưa dứt lời, nàng đồng tử co rụt lại. Trong ánh mắt ngọn lửa thốc thốc chất động. Đương gia sao hồi sự, bị rắn cắn một mụn điên rồi sao? Đương gia là ta. Tào mẹ. Tào bà tử hoảng sợ nhìn trước mắt trạng nếu điên cùng an tú tài, trung rẩy thanh âm kêu. An tú tài hóa thân rắn độc giống nhau, do đèn dầu, không chút do dự ném tới tàu bà tử trên người ngọn lửa liếm tàu bà tử quần áo đằng cả người bị hỏa bao vây tàu bà tử chặt đứt một chân trốn không thể trốn sinh sôi bị lửa đốt trên mặt đất lăn lộn an tú tài từ trên cổ lau một tay huyết xách theo tàu bà tử không bị thiêu đốt chân kéo dài tới nhà kề tướng môn một khấu hỏa ở trong phòng lan tràn mở ra a à, đương gia người hảo độc ngao đau đương gia cứu ta đương gia. Ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tào bà tử lên án mạnh mẽ, cầu xin, mắng, thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Nhà kề hỏa càng thiêu càng vượng, vẫn luôn chạy dài đến thiện phòng. Cuối cùng toàn bộ chùa miếu hóa thân biển lửa. An tú tài đứng ở dưới ánh trăng, ánh lửa ánh hắn vặn vẹo gương mặt. Tào bà tử chờ bọn đạo chích, hắn cũng không để vào mắt, chẳng qua là chính mình chế tạo lừa bán hài đồng biểu hiện giả dối thôi cho nên bọn họ chết, hắn một chút gợn sóng đều không có. Xuân Nha thừa dịp An Tú Tài điên cuồng dơ lên đèn dầu khi, lặng lẽ chui vào thiện phòng, vòng đến thiền phía sau giường đầu, học tiểu phúc viên bộ dáng, gỡ xuống một chùi y gõ vang lên mỏ. Sàn nhà mở ra, Xuân Nha nghiêng ngã lão đảo chui đi vào. Thiện phòng mật đạo, chết lặng thiếu niên ở ánh lửa trung, đem bị mông hãng dược mông phiên hài đồng từng bước từng bước kéo vào đi. Chết lặng thiếu niên đem hài đồng nhóm giấu ở mật đạo một chỗ ám trong động làm xong này hết thảy hắn triều khu mỏ chỗ bò đi a đến nắm tiểu phúc viên tay, đi theo điền mạch miêu ở một cây lại một thân cây sau triều khu mỏ xuất khẩu di động sắc trời đã đã khuya các ngày thường tiểu phúc viên sớm đã nặng nề tiến vào mộng đẹp lúc này vây nhẹ nhàng ngáp thật muốn hảo hảo ngủ một giấc tới ta cổng ngươi a đến ngồi sổng ở tiểu phúc viên bên người không khỏi phân trần đem hắn bối đến bối thượng tiểu phúc viên dáng a đến bối buồn ngủ càng đậm. Đã có thịt người nệm, vậy mị một hồi đi, hy vọng tỉnh lại khi, có thể đi ra ngoài. Ai u? Một tiếng kinh hô. Đi ở phùng chi hành phía sau tiểu cô nương một chân dẫm không, vạn bị thương chân, đau thở ra thanh. Tiếng vang ở bầu trời đêm dị thường đột ngột. Đưa tới đứng ở quạng mỏ khẩu trường roi tráng hán chú ý. Hắn triều A đến bọn họ xoay lại đây, mặt ở ánh lửa giữ tận một đoàn. A đến bọn họ tránh ở thụ sau, ngừng thở. Đáng háng vẻ mặt bừng tỉnh mở ra cẩu lồng sắt đem số chỉ đại chó săn phóng ra đại chó săn ngao ô ngao ô triều a đến bọn họ bay nhanh lộ ra bạch sâm sâm răng nhọn điền mạch miêu thuận tay thao khởi một cây gậy gỗ hộ ở tiểu phúc viên cùng a đến trước mặt mặt khắc hài tử dọa run bần bật ở trong rừng cây kinh hoảng chạy trốn tiểu phúc viên mới vừa tiến vào ngọt ngào mộng đẹp liền bị tiếng thép chói tai chó sủa thanh đánh thức vừa mở mắt ra mẹ nó liền nhìn đến mấy chỉ đại chó đen triều nàng cùng a đến đánh tới A đến đem tiểu phúc viên từ bối thượng buông, đem nàng đầu ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, A đến mở to hai mắt. Đại chó đen cư nhiên thẳng tắp đụng vào trên cây, đâm hôn mê. Điền mạch miêu trong tay cầm gậy gộc đương trường thạch hóa, nàng mới vừa khôi phục sức lực, còn không có phát huy đâu, sao cẩu liền chính mình đâm hôn mê. Một con tiếp một con đại cẩu, hổ gầm chạy tới, lại ngao một tiếng đâm thụ, té xỉu. Những cái đó chạy trốn bọn nhỏ đều làm tốt miệng chó bỏ mạng chuẩn bị, lại trơ mắt nhìn cẩu một con tiếp một con cấp hạ sủi trảo giống nhau phía sau tiếp trước đâm thụ. Này sợ không phải đàn ngốc cẩu. Tráng hán phát hiện không quá thích hợp, khiên đại đao tự mình chạy tới xem xét. Dưới ánh trăng, hắn nhìn đến một đám hài tử chim cút giống nhau tể ở sau thân cây đầu. Hắn cười lạnh một tiếng, muốn chạy, đi vào nơi này có thể chạy trốn. Những cái đó khu mỏ tiểu tử, cái nào không chạy qua, nhưng cái nào cuối cùng đều dập đầu xin tha. Này đó hài tử trung, cứ nhiên có cái đại cô nương hắn ở trong núi ngẩn ngơ lâu như vậy đều quên sơn ngoại cô nương bộ dáng trước mắt sáng ngời đây là dê vào miệng cọc a hắn duỗi tay liền triều điền mạch miêu túng đi bang một tiếng điền mạch miêu cho hắn một cái tác điền mạch miêu mới vừa khôi phục sức lực dùng sức quá lớn trọng lực không xong quơ quơ dựa vào trên cây a đến đem tiểu phúc viên giấu sau thân cây trong bụi cỏ cầm lấy cục đá phùng chi hành cùng cục đá cũng học A à đến nắm lên cục đá. Mụi tử, làm ca hảo hảo đau đau ngươi. Tráng hán trong mắt phát ra nhan sắc quan mang, vương tay đi niết điền mạch miêu cầm. Ân hừ. Theo một tiếng kêu rên, tráng hán mềm mại mà tái đảo. Tiểu phúc viên. Ta còn không có nguyền rủa đâu, sao liền đổ. Dưới ánh trăng, tiểu phúc viên nhìn đến trong sơn động chết lặng thiếu niên, trong. Tay cầm binh đao, hung hăng đâm vào tráng hán phía sau lưng, đem hắn đâm cái đối xuyên chết lặng thiếu niên bắn một tay vẽ mặt huyết, trong mắt phát ra lạnh băng quang. Chương 135 so giết heo còn đơn giản. Chết lặng thiếu niên từ trán háng phía sau lưng đem đao rút ra, tùy tay túng đem bên cạnh thảo xoa xoa đao thường huyết. Tiểu Phúc Viên mở to hai mắt. Vốn tưởng rằng là cái bị dọa ngốc, nguyên lai là cái che giấu đại lão A. Sợ tới mức mọi nơi chạy trốn bọn nhỏ, tốt năm tốt ba nằm ở trong bụi cỏ hoặc đại thụ sau rung bần bật. Dưới ánh trăng, dơ hàng quang đao, Diêm La Vương giống nhau mang theo sát khí thiếu niên. Từ bị kiếp đến thiện phòng, bọn họ kiến thức quá các bọn buôn người, đe dọa, ẩu đả, trải qua đủ loại, thật sự sợ cực kỳ. Từng cái giống như chim sợ cành công, e sợ cho cái này chết lặng thiếu niên cũng là bọn buôn người tập thể, là tới đưa bọn họ bắt được trở về. Tiểu ca ca, ngươi thật là lợi hại. Tiểu phúc viên nâng lên lượng lượng đôi mắt, triều chết lặng thiếu niên điểm cái tán. Chết lặng thiếu niên nâng lên mí mắt nhìn về phía tiểu phúc viên, mới vừa rồi nàng ở mật đạo đào một khối đường nhét vào trong tay hắn cảm ơn ngươi a kinh hồn chưa định điền mạch miêu triều hắn nói lời cảm tạ ta biết lộ theo ta đi chết lặng thiếu niên thu hồi đao ở phía trước dẫn đường đi a đến triều tứ tán hài tử hạ lệnh bọn nhỏ một lần nữa tụ ở bên nhau sắc mặt trắng bệch đi theo đi bọn họ xiêm y bị quát phá trên mặt lăng mãn bùng vạn phần chật vật a đến ca ca ta chính mình đi Tiểu Phúc Viên nhẹ nhàng vỗ vỗ ngồi xổm ở nàng trước người A đến bối, nàng đã không mệt nhọc, tuy rằng chân thực đoạn, rất mệt, nàng cũng có thể chính mình đi, A đến đã bối nàng một đường. Lại bối đi xuống, nàng sẽ ngượng ngùng. Ta tới bối Tiểu Viên bảo đi. Điền Mạch Miêu đem A đến túng lên, nói. Tiểu Phúc Viên lắc đầu, nói, ta chính mình có thể đi. Nói lộc cộc đuổi theo chết lặng thiếu niên. A đến chỉ phải chạy chậm qua đi, giữ chặt tay nàng. Phùng Chi Hành vừa đi vừa muốn khóc, từ nhỏ lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ có ăn qua như vậy đau khổ. Lúc này nàng, bụng đói kêu vang, tay chân bị hoa thương. Khi còn bé nàng đi theo mẫu thân đi biên quan cậu gia trụ quá 2 năm, ở biên quan phong tuyết trung cũng không ăn qua như vậy đau khổ. Nếu không phải chính mình quá giả không quy củ, trong nhà cũng sẽ không đưa chính mình đến Hoài Thành Đại Nho nhà ngoại học quy củ. Phùng Chi Hành lặng lẽ lau nước mắt. Đoàn người đi theo chết lặng thiếu niên xuyên qua bụi cỏ vượt qua một cái sông nhỏ, đi vào một mảnh sơn cốc. Lại đi một đoạn đường liền đến phía dưới thôn. Điền Mạch Miêu nói. Miệt Minh Phong Thanh. A à đến cùng tiểu phúc viên nhớ rõ nơi này, lần trước lên núi đánh hổ khi, Vưu Kim Quế liền dẫn bọn hắn đi vào quá này phiến sơn cốc. Mau về đến nhà. Tiểu phúc viên mệt hai chân thiếu chút nữa phế bỏ, chỉ nghĩ một môn ngồi dưới đất thở dốc. Mặt khác hài tử trong mắt phát ra mong đợi quan, bọn họ được cứu trợ. Có người. A đến nghe được cách đó không xa rừng thông truyền ra dị động, Triều Đại Gia nói. Sau đó đem Tiểu Phúc Viên gắt gao dấu ở phía sau. Thanh âm này không phải người của hắn. Vừa dứt lời, từ cây cối đi ra hai người, dơ cây đuốc. Là muội mùi. Là Tiểu Viên bảo, còn có A đến. Hai người dơ cây đuốc liền Triều Tiểu Phúc Viên bọn họ chạy tới. muội mùi. Tiểu Viên bảo. A đến. Nương ánh lửa, Tiểu Phúc Viên thấy rõ ràng. Tam ca. Thanh mầm tỷ tỷ Là bạch tam tráng cùng vưu thanh nha. Miên lai, trong thôn người đều đi trấn trên quan đạo đi tìm người. Vưu thanh nha thấy đại gia xem nhẹ núi rừng, liền sách theo lưỡi hái tới núi rừng chạm vào vận khí. Vừa lúc bạch tam tráng mới từ hoài thành đưa hóa trở về, đến trấn trên biết được mùi mùi ném, sốt ruột hoảng hốt triều gia đuổi, ở trên sơn đạo gặp được lên núi tìm người vưu thanh nha. Hai người liền kết bạn lục soát sơn. Thật đúng là bị hai người lục soát muội muội. Bạch Tam Tráng ôm tiểu phúc viên, mang theo khóc nức nở, quả thực là mất mà tìm lại. Thế nào, không có bị thương đi. Muội muội, cả nhà đều vội muốn chết. Lúc này hảo, nhưng tính tìm được ngươi. Bạch Tam Tráng kích động nói năng lộn xộn, đều quên hỏi tiểu phúc viên là sao vứt. Tam ca, ta không có việc gì, lúa mạch non tỷ tỷ cũng ở. Tiểu phúc viên lắc lắc bạch Tam Tráng tay, triều điền mạch miêu quay đầu. Lúa mạch non, ngươi sao cùng bọn họ ở bên nhau bạch tam tráng vẻ mặt nghi hoặc ngay sau đó buông muội muội thấy điền mạch miêu trên mặt có thương tích duỗi tay muốn đi xúc nàng mặt ngươi mặt sao bị thương bạch tam tráng bàn tay giữa không trung buông vẻ mặt lo lắng không phải nói lời này thời điểm quay đầu lại ta nói cho ngươi chúng ta đi trước đi tiểu viên bảo bọn họ đều mệt mỏi điền mạch miêu nói Vô thanh nha sớm phát hiện điền mạch miêu thấy bạch tam tráng đối điền mạch miêu đầy mặt lo lắng bộ dáng nhàn nhạt mà quay mặt đi nói ăn một chút gì lót lót bụng đi vưu thanh nha trên vai cổng màng thầu cùng thủy cởi xuống tới phân cho đại gia mỗi người phân một khối nho nhỏ màng thầu mấy ngụm nước phùng chi hành mồm to nuốt luôn luôn cẩm y ngọc thực nàng cảm thấy này màng thầu so món ăn trân quý còn mỹ vị ngay cả a đến đều cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn liền ngón trỏ thượng màng thầu toái ra đều lặng lẽ liếm sạch sẽ vưu thanh nha trong lòng không quá thống khoái một chút không nghĩ đem màn thầu phân cho Điền Mạch Miêu, nghĩ nghĩ vẫn là bẻ một khối đưa cho nàng. Đi. Đại gia ăn xong uống xong, bắt đầu lên đường. Mắt thấy muốn đi ra sơn cốc, liền thấy trong rừng bay tới mấy cái hắc y nhân. Xách theo đao liền triều bọn họ bổ tới. Không cần lưu người sống. Trong đó một cái nói. Dưới ánh trăng, bọn họ che mặt, trong tay cầm đại khảm đao. Tiểu Phúc Viên thở dài, này rốt cuộc đắc tội nơi nào thần tiên, một đợt tiếp một đợt đại gia một trận kinh hoảng thất thố. Bọn nhỏ thét chói tai. Chết lặng thiếu trong mắt phát ra hung ác quang, rút đao ra liền triều gần người một cái hắc y nhân chém tới. Bạch Tam Tráng gắt gao ôm tiểu phúc viên, hắn tưởng chính là bị băm thành thịt nát cũng muốn che chở muội muội. A đến cũng gắt gao canh giữ ở tiểu phúc viên bên người. Tiểu phúc viên nhìn những cái đó hắc y nhân, nguyền rủa các ngươi. Một cái hắc y nhân giơ đao triều vưu thanh nha bổ tới, vô thanh nha còn không có phản ứng lại đây, điền mạch miêu từ nàng eo rút ra lưỡi hái lập tức chém vào hắc y nhân trên tay ngao một tiếng đao rớt ở bụi cỏ vưu thanh nha nhặt lên đao không quan tâm triều hắc y nhân ngực rác đi vưu thanh nha trong lòng sợ muốn chết nhưng không muốn ở điền mạch miêu trước mặt rơi xuống hạ phong này đáng chết thắng bại dục chết lặng thiếu niên đem bọn nhỏ hộ ở sau người cầm đao cùng sát thủ chu toàn điền mạch miêu cùng vưu thanh nha xách theo đao chạy đến chết lặng thiếu niên bên người ba người cùng nhau cùng sát thủ giằng co. Vốn tưởng rằng còn không phải là sát mấy cái nhảy ranh, chính là sao đều gần không được những cái đó hài tử bên người. Phía trên nói, trọng điểm là cái kia tiểu tử cùng nha đầu. Dẫn đầu người triều A đến cùng tiểu phúc viên một lóng tay. Tiểu phúc viên. Ta ăn nhà các ngươi gạo. Nguyền rủa các ngươi. Hắc y nhân tạm thời buông tha mặt khác hài tử, xoay người triều tiểu phúc viên cùng A đến chém giết mà đến. Bạch tam tráng một phen kéo quá A đến, cắt cao ôm hai hài tử. Nha, lão nương chém chết các ngươi. Điền mạch miêu bột phát ra một trận trống giận, sách theo lưỡi hái liền triều dẫn đầu chém tới. Không biết lượng sức tiểu nữ tử, dẫn đầu người căn bản không đem điền mạch miêu để vào mắt, bay thẳng đến điền mạch miêu ném ra một cây đao. Khi thanh đao đánh vào điền mạch miêu lưỡi hái thượng, cư nhiên bắn ngược trở về, lập tức cắm vào dẫn đầu người trên cổ. Dẫn đầu người phát đao trang ít tư thế còn không có thu hồi tới, liền, tắt thở. Điền Mạch Miêu Vưu Thanh Nha Bạch Tam Tráng Điền Mạch Miêu, này, sao so giết heo còn đơn giản Đều không mang theo dãy dụa Những cái đó hắc y nhân thấy lão đại đã chết do đao triều Điền Mạch Miêu chém giết Đã chết cũng không thể cho các ngươi hảo quá Điền Mạch Miêu trong lòng ai tháng Cầm lưỡi hái một trận chém lung tung Lúa mạch non Bạch Tam Tráng khẩn trương hô to Vưu Thanh Nha bỗng nhiên tới dũng khí, cũng cầm đao không quan tâm vọt vào những cái đó hắc y nhân. Những cái đó hắc y nhân chỉ cảm thấy chúng ta giống nhau, hoặc là đao chém vào đối phương đao thượng đạn trở về, hoặc là bị trên mặt đất thảo vướng ngã, như thế nào đều chém không đến này hai người trên người. Hai người nắm tay điên rồi giống nhau chém giết, hắc y nhân nhóm sôi nổi ngã xuống đất. Chương 136 về đến nhà. Hà Thuận cùng võ tấm ảnh nhỏ cùng với tạ tiểu liên mang theo các hộ vệ đuổi tới thời điểm. Liền nhìn đến trước mắt lệnh người giật mình đại trường hợp những cái đó sát thủ nhóm uống say giống nhau vòng vòng điền mạch miêu cùng vưu thanh nha một cái sách theo lưỡi hái một cái cầm đại khảm đao điên rồi giống nhau chém lung tung một hơi trên mặt đất đổ một loạt sát thủ nằm ở trong bụi cỏ ai ai trên rỉ có cổ bị vết cắt có bị chém bị thương chân cẳng có trên đầu bị chém cái đại lỗ thủng thậm chí có tắt thở tạ tiểu liên cảm khái này hai cô nương vừa thấy liền không có công phu lại thân thuộc về loạn quyền đánh chết sư phụ và loại hình nhưng cho dù lại loạn quyền này đó trên mặt đất nhưng đều là cao thủ a này quả thực quá không thể tưởng tượng huyện lệnh lưu hồng đại nhân theo ở phía sau tới rồi kia biểu tình cùng rơi rụng ở trong bụi cỏ bị quải hài tử giống nhau thạch hóa này hai cô nương hắn bàn tay vung lên phía sau mười mấy nha dịch về phía trước đem trên mặt đất người trói áp xuống đi điền mạch miêu thở hỗn hển khẩu khí đi vào bạch tam tráng cùng tiểu phúc viên bên người vô thanh nha sách theo đại thảm đao cấp không chém đã ghiền giống nhau, triều bó người tiếp tục chém giết. Bị vỏ tấm ảnh nhỏ giữ chặt, nói, đình chỉ, vưu cô nương, đã biết ngươi lợi hại. Không nghĩ tới vưu thanh nha ném xuống đại khảm đao, ngồi sổn trên mặt đất, trung bần bật, khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, điền mạch miêu sát tốt. Xấu giết qua heo, ta liền heo cũng chưa giết qua liền chém người. Ô ô ô, ô ô ô, võ tấm ảnh nhỏ điền mạch miêu. Ta giết qua heo ta cũng sợ a. À. Này hết thảy tiểu Phúc viên cũng không biết, nàng nguyền rủa xong hắc y nhân, liền ngáp một cái, ghé vào tam ca trong lòng ngực nặng nề ngủ. Tiểu Phúc viên là bị đói tỉnh. Nàng tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao. Mở nhập nhèm đôi mắt, phát hiện là nằm ở nhà mình trên giường, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về đến nhà, thật tốt. Xoa xoa hai mắt, lại mở, liền nhìn đến trước mắt một vòng người vây quanh nàng nãi nãi, lão cha, lão nương, đại ca, đại tẩu, nhị ca, tam ca. Cả nhà đem nàng làm thành một vòng. Trong ánh mắt treo hồng tơ máu, ánh mắt kia, vui mừng lộ ra đau lòng, liền sợ nàng lại lần nữa ném giống nhau. Nãi nãi, nương, cha, tiểu phúc viên há mồm, hô lên thanh âm. Thanh âm vẫn là như vậy ngọt. Nghe được tiểu phúc viên thanh âm, bạch lão thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân thị đương trường liền nhịn không được, một phen ôm tiểu phúc viên khóc lên nương tâm can bảo bối nhưng tính đã trở lại ô ô tiểu phúc viên bị ôm thở không nổi có thể thấy được chân thị là dọa sợ tiểu phúc viên ném nàng quả thực mất hồn chân thị thiếu nữ thời đại gia đạo sa sút nàng bị bán được dương châu may mắn đến bạch gia cứu giúp không lưu lạc phong trần nàng thật sợ tiểu phúc viên bị bán được kia dơ bẩn địa hiện tại tiểu phúc viên an an ổn ổn ở nàng trong lòng ngực kêu nàng nương nàng mất đi hồn lại về rồi đại tẩu tạ xuân đào thấy bà bà ôm tiểu cô khóc cũng đi theo lau nước mắt cô em chồng ném nàng cũng đau lòng muốn chết nhị tẩu vưu kim quế ở một bên cư nhiên cũng rơi xuống nước mắt là hỉ cực mà khóc nước mắt bạch lão thái thái nảy sinh ác độc nói nếu tiểu phúc viên tìm không trở lại liền đem bạch chiêu muội thúc cháu đuổi ra môn lúc này cô em chồng đã trở lại tam lan cũng không cần đuổi ra môn bạch lão thái thái đôi mắt hồng hồng đời này nàng ở bất luận cái gì sự trước mặt đều có thể chống đỡ Tiểu Phúc Viên ném, nàng thiếu chút nữa banh không được. Xác thật là, tiểu cháu gái ném, ở toàn bộ nhà họ Bạch, cấp thiên sập xuống giống nhau. Tiểu Phúc Viên vương tay, cấp chân thị xoa xoa, an ủi nói, nương, không khóc, ta hảo hảo. Nhìn đến người trong nhà cái dạng này, trong lòng ê ẩm. Nàng bị bắt cóc khi, trong lòng tự nhiên thực sợ hãi. Sau đó ở thiện phòng gặp được các loại đe dọa cưỡng bức. Khi đầy đất huyết, khi từng trương người xấu mặt. Lại toản mật đạo, sợ hắc động, chạy vội trốn, vây đói bức bách. Hiện tại đi vào ấm áp trong nhà, nhìn trước mắt thân nhân, bị quải ủy khuất xông ra, đôi mắt đột nhiên đỏ, thanh âm mang lên khóc nức nở. Hảo đói. Chân thị mẹ chồng nàng dâu hai lau lau đôi mắt, có thể kêu đói đã nói lên không ngại. Tạ Xuân Đào nghe được tiểu cô nói đói, không cần phân phó, bận việc lên. Tiểu cô, trong nồi cho ngươi hầm canh gà, đại tẩu này liền cho ngươi xé đùi gà tới. Tạ à Xuân Đào vừa nói vừa hướng bên ngoài đi. Tiểu cô, nhị tẩu cho ngươi làm làm thơm chảo mặt, này liền cho ngươi bưng tới. Vưu Kim Quế nhanh như chớp hướng ra ngoài chạy. Đem ta cho các ngươi tiểu cô chưng canh trứng cũng bưng tới. Bạch lão thái thái triều ngoài cửa sổ kêu. Hảo lạc, nãi. Được rồi, nãi. Bên này nữ quyến vội vàng, các nam nhân tranh trước khủng sau súng lại đi lên. Tam ca. Tiểu phúc viên nhìn đến bạch tam trắng hảo hảo, yên lòng hôm qua kia sát thủ không chém thương tam ca tiểu viên bảo ngươi chịu khổ sợ hãi đi bạch một bản xoa xoa tiểu phúc viên đầu một trương miệng mang theo khóc nức nở bạch da mặt khác nam nhân đều sôi nổi đỏ đôi mắt muội muội ngươi tỉnh không có việc gì đã trở lại bạch tam tráng bởi vì tìm được rồi tiểu phúc viên ở bạch gia địa vị chưa từng có tăng vọt trước mắt ở bạch một bản trong lòng là nhất thuận mắt nhi tử hắn đạt được huynh đệ trung dẫn đầu mở miệng quyền lợi muội muội, chân còn đau không? Khi mẹ mình đáng giận, ta nếu là gặp được bọn họ, thế nào cũng phải tấu chết bọn họ. Bạch Đại Tráng đẩy ra Bạch Tam Tráng, Triều Tiểu Phúc Viên nói, hắn chính là một cái quốc gõ chết lão hổ đánh hổ anh hùng. Muội muội, mẹ mình đầu thế nhưng là, thế nhưng là ta kia sư huynh, nhị ca có mắt không trồng. Bạch Nhị Tráng run rẩy mà nói, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ngày hôm qua tìm được Tiểu Phúc Viên sau, từ Lưu Hồng Đại Nhân trong miệng biết được mẹ mình đầu cư nhiên là An Tú Tài, Bạch Nhị Tráng hung hăng phiến chính mình. Hối hận không biết nhìn người, hắn thế nhưng còn mang muội muội đi qua An Tú Tài gia. Không có việc gì, Nhị Ca, ngươi cũng bị hắn lừa. Tiểu Phúc Viên An ủi thiện lương Nhị Ca. Thiện lương không tội, có tội là lợi dụng người khác thiện lương làm ác người. Muội muội, về sau ta phải bảo vệ ngươi, làm ai cũng không dám đánh ngươi chủ ý. Tứ ca bạch phán muội từ tư thục đã trở lại, Rốt cuộc tiểu phúc viên bị quải, nháo mãn thành đều biết. Muội muội, đều là ta sai. Bạch chiêu muội vẻ mặt ấy nấy. Cô cô, còn có ta, là ta không thấy hảo ngươi. Cô cô, ta cũng có sai, ta về sau. Không bao giờ làm chính ngươi ngốc. Tiểu phúc viên nhìn lão cha, các ca ca cùng với cháu trai nhóm quan tâm khẩn trương mặt, trong lòng dâng lên ấm áp. Nàng đã tha thứ ngũ ca, ngũ ca cũng không phải cố ý. Liền tính ngũ ca ở, cũng sẽ cùng nhau bị bắt đi. Tiểu phúc viên triều bọn họ lộ ra gương mặt tươi cười. Viên bảo muội muội Bỗng nhiên truyền đến một cái thật cẩn thận thanh âm, từ ngũ ca tứ ca chi gian chui ra một trương đầu. Tiểu phúc viên vừa thấy, là huyện lệnh gia công tử lưu thứ. Viên bảo muội muội ngươi không sao chứ. Lưu thứ vẻ mặt lo lắng, thật cẩn thận hỏi. Tiểu phúc viên đôi mắt cong cong, lưu thứ ca ca. Hảo đi, xem ở hắn quan tâm chính mình phân thường, đáp lại hắn tiếp đón lưu thứ thủ sủng nhược kinh tiểu viên bảo thế nhưng để ý đến hắn còn đối hắn cười hắn lần trước đắc tội nàng nàng lại tiểu nhân có đại lượng không cho hắn so đo lưu thứ kích động mà nói viên bảo muội muội cha ta sẽ giúp ngươi báo thù người xấu đều bắt được đúng rồi ta cho ngươi mang đến rất nhiều rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn ngươi có thích hay không tiểu phúc viên ta còn không có nhìn đến sao biết có thích hay không a à? Lưu Thứ vừa nói vừa tiếp đón bên ngoài đi theo gã sai vặt, gã sai vặt truyền đạt mấy cái đại hộp, bày biện ở tiểu phúc viên trước giường trên bàn. Lưu Thứ tự mình mở ra, thiêu gà, thịt khô ngỗng, các loại điểm tâm hương khí tỏa khắp ở trong phòng. Mặt khác hai đại hộp phóng các màu tượng đất, còn có tinh mỹ hoa nhung. Bạch một bản cùng mấy cái nhi tử, vẽ mặt hắc tuyến. Này Lưu huyện lệnh công tử, không có việc gì chạy nhà bọn họ hiến cái gì ân cần. Muốn nha hoàng, chính mình tìm đi, đừng nhớ thương nhà của chúng ta cô nương. Nếu không phải e ngại Lưu Đại Nhân tích cực hạ lệnh tìm kiếm tiểu phúc viên, bọn họ phi đem ăn chơi trác tán lưu thứ đánh ra môn không thể. Chương 137 huyện lệnh lại lần nữa tới cửa. Lưu Thứ cảm nhận được nhà họ bạch đối hắn không chào đón. Tiểu Phúc Viên cũng cảm nhận được, phụ huynh mấy cái nhìn Lưu Thứ tựa như xem một đầu giả lan giống nhau cảnh giác. Nàng cũng không thích Lưu Thứ, muốn cho nàng đương nha hoàng đương con dâu nuôi từ bé người, thật sự quá chán ghét những cái đó thức ăn liền bày biện ở trước mặt tiểu phúc viên dời đi ánh mắt tận lực không đi xem những cái đó thức ăn trong lòng mặt niệm bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm tấp lưu thứ chào hỏi một cái là được không thể thu hắn lễ vật chính là mãn nhà ở đồ ăn hương khí quá mê người nhắm thẳng tiểu phúc viên trong lỗ mũi toản nàng trong bụng bụng đói kêu vang nếu không liền ăn mấy khối điểm tâm lót một lót cục cục không đợi tiểu phúc viên duỗi tay đi lấy điểm tâm đâu liền nghe được bên người truyền đến một trận lộc cộc thanh. Tiểu Phúc Viên xoay đầu đi. Nguyên lai là Phùng Chi Hành. Ban đêm, Tiểu Phúc Viên bọn họ bị tìm được khi, mặt khách hài tử bị huyện lệnh Lưu Hồng Đại Nhân mang về huyện Nha. Bởi vì những cái đó hài tử phần lớn đều không phải ở Dương Phượng huyện Vức, yêu cầu thông báo các địa phương quan phụ mẫu, phái người tới lãnh người. Đưa tới huyện Nha là nhất thỏa đáng biện pháp. Phùng Chi Hành cùng cục đá dọa sợ, gắt cao túng Tiểu Phúc Viên, không muốn đi huyện Nha cục đá sáng sớm bị trần trưởng quầy tiếp đi rồi mà phùng chi hành không có người nhà tới đón chỉ có thể đặt ở nhà họ bạch nàng hôm qua bị sợ hãi túng tiểu phúc viên không bỏ ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ tạ xuân đào an bài giường muốn cùng tiểu phúc viên ngủ chung nàng sớm đã tỉnh nhà họ bạch mãn nhãn đều là đối tiểu phúc viên mất mà tìm lại đều thiếu chút nữa đã quên cái này tiểu nha đầu phùng tỷ tỷ ngươi ăn tiểu phúc viên đem hộp đồ ăn điểm tâm đưa cho phùng chi hành tiếp đón nàng ăn quả nhiên huyện thành điểm tâm so nam quan trấn càng tinh mỹ từng cái hoa khuôn mẫu khắc làm người ngón trỏ đại đồng phùng chi hành thập phần ngượng ngùng dục tiếp nhận viên bảo muội muội đây là cho ngươi ngươi như thế nào có thể cho người khác ăn lưu thứ một bộ hộ thực bộ dáng tiểu phúc viên giống nhau mặt phùng tỷ tỷ không phải người khác dù sao cũng là cùng nàng cùng nhau toảng mật đạo đánh người xấu quá mặt cỏ phiên núi rừng cách mạng chiến hữu sao không phải Lưu Thứ thấy tiểu phúc viên quật khởi miệng, chạy nhanh đoái công chuộc tội, đem hộp đồ ăn triều phùng chi hành trước mặt đẩy đẩy, nói, nếu viên bảo muội muội đều nói ngươi không phải người ngoài, ta cũng không lo ngươi là người ngoài, ăn đi. Tiểu phúc viên. Bạch gia phụ huynh. Này cũng quá không lấy chính mình đưa người ngoài đi. Cảm ơn muội muội. Phùng chi hành triều tiểu phúc viên nói lời cảm tạ, dính điểm tâm nhét vào trong miệng. Tiểu phúc viên cũng dính một khối bỏ vào trong miệng, tức khắc răng má sinh hương, nhai nhai, mồm miệng không rõ mà triều lưu thứ cười nói cảm ơn lưu thứ ca ca lưu thứ trên mặt nhảy nhót đây là tiểu phúc viên triều hắn lần thứ hai cười thật là đẹp mắt không cần tưởng muội muội ăn ngon sao bạch gia huynh đệ mặt tiếp tục hắt thành đáy nồi kêu ai muội muội đâu tiểu phúc viên gật đầu cười ngọt ngào nói ăn ngon lưu thứ càng thêm kích động xoa xoa tay nói muội muội ngươi thích ăn nói ta lần sau tới còn cho ngươi mua Bạch gia phụ huynh vẽ mặt hắc, lần sau. Đây là đem nhà họ Bạch đương trú thôn cơ cấu. Khó mà làm được, Bạch gia không chào đón cái này công tử. Dương Phượng huyện nhất phong cách quan nghị đại cũng không được. Bạch đại tráng vẽ mặt hắc, nói, tiểu lưu công tử, không phiền toái ngươi, chính chúng ta sẽ cho nhà của chúng ta muội muội mua. Cố ý cắn trọng chúng ta, lấy kỳ cùng lưu thứ phân rõ giới hạn. Lưu thứ xem không hiểu bạch đại tráng sắc mặt, nghiêm túc nói, không phiền toái, không phiền toái, huyện thành khoảng cách thần thụ thôn rất xa, các ngươi đi một chuyến không dễ dàng, vẫn là ta cấp mua đi. Bạch Tam tráng tiếp bổng đại ca, nói, tiểu lưu công tử, ta thường xuyên đi huyện thành, không phiền toái ngươi. Bạch gia những người khác gật đầu phụ họa. Không biết sao, nơi này không chào đón ngươi, tiểu lưu công tử. Bạch một bản đứng ở tiểu phúc viên phía trước, ngăn trở lưu thứ ánh mắt, chính mình bảo bối khuê nữ nhà mình đau, không tới phiên một ngoại nhân hạt trộn lẫn hợp. thật mau, Tạ à Xuân Đào cùng Vu Kim Quế đem đồ ăn bưng tiến vào. Mùi hương phát mũi canh gà, mặt trên oa hai đại đùi gà, lệnh người ngón trỏ đại động làm thơm chảo mặt, chân nộn nộn canh trứng, còn có một cái đĩa bánh bao thịt tử. Bánh bao thịt tử là cục đá cha Trần Chưởng quầy sáng sớm mang đến. Trần Chưởng quầy đi vào nhà họ Bạch, nhìn đến Nhi Tử Hảo cánh tay hảo chân, khóc lóc thảm thiết liền phải triều nhà họ Bạch người quỳ xuống, bị Bạch gia phụ tử túng lên. Nhi Tử mệnh chính là thác nhà họ Bạch tiểu nữ Hồng Phúc, bị cứu hai lần tiểu cô điểm tâm trước buông đi tới ăn đùi gà tạ xuân đào đem đồ ăn đoan đến tiểu phúc viên trước mặt nhất nhất triển khai còn có làm thơm chảo mặt vưu kim quế liếc đến phùng chi hành có điểm không cao hứng nhiều cái ăn không người tiểu phúc viên buông trong tay điểm tâm tiếp đón phùng chi hành ăn cơm phùng tỷ tỷ tới ăn phùng chi hành ngửi được canh gà vị liền nuốt nước miếng tuy rằng lưu thứ mang điểm tâm cũng ăn ngon nhưng không đỉnh đói a à, ăn mấy khối liền nị Tiểu Phúc viên bắt lấy đùi gà, phân cho Phùng Chi Hành một con. Phùng Chi Hành thập phần cảm động. Đây là trung tỉnh thiên kim tiểu thư lần đầu ở nông gia ngủ ăn cơm. Nàng hôm qua mới biết được tiểu Phúc viên muội tử gia là bình thường nông gia, điều kiện tự nhiên không thể cùng kinh thành nhà cao cửa rộng so sánh với. Nhưng là toàn bộ gia lộ ra ấm áp, tiểu Phúc viên đã chịu sủng ái so trong kinh thành nhà cao cửa rộng thiên kim còn nhiều. Tiểu Phúc viên cùng Phùng Chi Hành từng ngụm từng ngụm gặm đùi gà, uống canh gà bái làm thơm chảo mặt. Ăn phi thường thỏa mãn. Đúng rồi, A đến ca ca đâu? Tiểu Phúc Viên hỏi Bạch Tam Tráng. Ở trong nhà. Bạch Tam Tráng nói. A đến ca ca. Lưu Thứ con ngươi chợt lóe, tên này hắn ngày đó bị tấu thời điểm, nghe Tam Lang đề qua, nói cái gì A đến so với hắn gia phú nhiều, đều không cho người đảo nước tiểu hồ. Xem ra thằng nhãi này nhân khí pha vượng. Viên Bảo muội muội mới vừa tỉnh lại liền gấp không chờ nổi quan tâm hắn. Tiểu Phúc Viên gật đầu, lại hỏi, kia lúa mạch non tỷ tỷ đâu? Bạch Tam Tráng trên mặt nổi lên một tia không dễ cảm thấy hồng, nàng cũng không có việc gì. Điền Mạch Miêu cũng ở Bạch Gia ngủ một đêm, lúc này đang ở phòng bếp giúp Tạ Xuân đào nhặt rau đâu. Còn có? Bạch Đại ca có ở đây không? Ngoài cửa sổ truyền ra kêu người thanh âm. Thanh âm này làm Lưu Thứ Triều trong một góc rụt rụt. Hôm qua hắn cha suốt đêm dẫn người vây quanh bị lửa đốt chùa miếu, dập tắt lửa, cứu người, thẩm vấn bận việc hơn phân nửa đêm, hắn thừa dịp cha không công phu quản hắn, trọng đạo chạy đến đến nhà họ bạch xem tiểu phúc viên. Hắn chạy thần thụ thôn, cha sao biết đến? Đều sẽ đến bắt hắn. Cha, lưu đại nhân tìm ngươi. Bạch nhị tráng nên ra cửa, đem lưu huyện lệnh dẫn vào thượng phòng. Bạch một bản trong lòng nói thầm, tìm ta làm gì? Ngươi nhi tử tới nhà của ta là tự phát hành vi. Trong lòng nghĩ, triều lưu đại nhân không lưng, thảo dân gặp qua. Lưu Đại Nhân vội vàng ngắt lời nói, được rồi, được rồi, đừng đã bái. Ngươi khuê nữ ở nơi nào? Người như thế nào? Bạch một bản quả thực cảm động lão lệ tung hoành. Không hổ là mỗi người ca tụng quan phụ mẫu A, ngao một đêm đôi mắt đều ngao đỏ, lại còn nhớ hắn khuê nữ. Sáng sớm, tự mình thâm nhập nhà họ Bạch tiến hành an ủi, chuyên môn thăm. Như vậy quan phụ mẫu nơi nào tìm A? Đại tráng thượng trà thượng trà. Lưu Đại Nhân, ngài có thể tự mình tới, tiểu nhân không thắng cảm kích, bạch một bản khóe mắt ướt, đúng lúc biểu đạt kích động cảm kích chi tình. Được rồi, bạch đại ca. Lưu Hồng lắc lắc quan bào, vẻ mặt sốt ruột hỏi, ngươi khuê nữ ở nơi nào? Có chuyện này muốn hỏi một chút nàng. Bạch một bản. Chuyện gì yêu cầu hỏi nhà nàng tiểu khuê nữ? Ngoài phòng còn đi theo mười mấy nha dịch, lớn như vậy trận trường. Chẳng lẽ là tưởng điều tra mẹ mình tình huống? Tiểu nữ ở buồn trong. Bạch một bản chạy nhanh đem Lưu Hồng mời vào buồn. Trong Thứ 138 Hầu Phủ Thiên Kim Nghe được thân cha tiếng bước chân, Lưu Thứ Triều Bạch chiêu muội phía sau rụt rụt. Cha Lưu Hồng bước nhanh đi vào tới, Lưu Thứ Mũi hừ ra một tiếng. Lưu Hồng quét thân nhi tử liếc mắt một cái, bước chân không ngừng, thẳng đến Tiểu Phúc Viên. Tiểu Phúc Viên chính ăn làm thơm chảo mặt đâu. Tiểu Viên bảo, trước buông chiếc đũa. Bản quan có chuyện hỏi ngươi, cùng ngươi cùng nhau từ thiện phòng chạy ra tiểu cô nương đâu. Chính là nói lời nói mang theo kinh thành khẩu âm cái kia cô nương, các ngươi chạy ra tới sau nàng đi nơi nào. Lưu Hồng bắt lấy tiểu phúc viên, một đống bùng bùng hỏi. Hắn hiện tại sốt ruột lại thượng hỏa. Hôm qua bởi vì quý nhân ở hắn địa giới bị quải, đã bị hoài thành tri phủ đại nhân mắng một đốn, nói người tìm không trở lại hai người bọn họ cùng nhau chờ bị chém đầu đi. Khó khăn quý nhân bị tìm tới, đầu bảo vệ. Còn không có thư một hơi đâu, biết được trung tỉnh vương phủ thiên kim lại không tìm được. Hôm qua hắn đem mất tích hài tử mang về huyện nha, lại tự mình dẫn người vây quanh chùa miếu, chui vào thiện phòng mật đạo đem bên trong bị mông hãng dược mông vượng hài tử mang về. Trung tỉnh vương phủ người tới muốn người, lại phát hiện người không có. Chỉ có một choai choai cô nương, là xuống núi thôn Xuân Nha. Khi nha đầu nói, hầu phủ thiên kim là cùng tiểu phúc viên cùng nhau đào tẩu. Lưu Hồng dậm chân, hôm qua hắn lực chú ý đều ở quý nhân trên người, căn bản liền xem nhẹ rớt này một vụ trung tỉnh hầu phủ thiên kim từ kinh thành đi vào dương phượng địa giới ném chính là khó lường đại sự này thiên kim ngoại tổ là hoài thành đại nho gia gia đương triều danh tướng phụ thân thừa kế hầu gia cửu cửu đóng giữ biên quan hắn lưu hồng cái nào đều đắc tội không nổi đừng nói con đường làm quan đến cùng không đến đầu chỉ sợ liền đầu đều giữ không nổi hắn lưu hồng cẩn trọng tạo phúc một phương bá tánh cũng không thể hủy ở một cái hài tử trong tay nguyên bản tìm về quý nhân phá hủy mật đạo phát hiện quặng sắt là công lớn một kiện kết quả phúc cuối cùng lại làm ném một cái quan trọng tiểu viên bảo cái kia cô nương là trung tỉnh hầu phủ thiên kim ngươi nói cho bản quan người ném nơi nào lưu hồng đầy mặt là hãng vội vàng hỏi bạch người nhà vẻ mặt khiếp sợ gì đi theo tiểu viên bảo trở về cô nương là hầu phủ thiên kim đại gia đồng thời nhìn về phía vùng chi hành ai có thể nghĩ đến nàng là cái hầu phủ thiên kim thần thụ thôn biết đến lớn nhất thiên kim cũng chính là nam quan trấn từ gia thiên kim từ kiều kiều hôm qua nàng tới bạch gia thời điểm sim y bị quát phá trên người lăn mãn nước bùn đầu bù tóc rối cùng hương giả nha đầu vô dị không nghĩ tới thế nhưng là hậu phủ thiên kim không ai phát hiện địa phương chân thị cúi đầu trong lòng chấn động nàng tối hôm qua cấp phùng chi hành rửa mặt rửa chân khi liền phát hiện nha đầu này sim y tuy rằng cũ nát nhưng theo thùa tinh mỹ lời nói là thân thiết giọng nói quê hương liền đoán được là cái nào gia đình giàu có thiên kim nhưng vạn không nghĩ tới là trung tỉnh hầu phủ lưu hồng đại nhân tiếp tục triều tiểu phúc viên nói ai nha viên bảo ngươi còn có tâm tư gặm đùi gà khi cô nương nếu là ném bản quan đầu đến đeo ở trên lưng quần trung tỉnh hầu phủ không tha cho ta bản quan một nhà già trẻ thân gia tánh mạng đều đừng nghĩ muốn lưu thứ vẻ mặt khẩn trương hắn cha đầu không có khi hắn cùng hắn nương làm sao lưu đại nhân chân thị mở miệng tiểu viên bảo lưu huyện lệnh cấp khó dằn nổi đánh gãy chân thị tha thiết nhìn tiểu phúc viên tiểu phúc viên nuốt xuống cuối cùng một mụn thịt gà chỉ chỉ bên người phùng chi hành nói lưu đại nhân hầu phủ thiên kim ở chỗ này đâu người hảo hảo đâu phùng tỷ tỷ ngươi nói đúng không lưu hồng thiếu chút nữa thạch hóa đây là trung tỉnh hầu phủ thiên kim tóc tùy tiện kéo ăn mặc ở nông thôn tiểu tử áo vải thô ông đùi gà gặm đầy mặt là du một chút hầu phủ khí độ đều không có Phùng Chi Hành trên người xiêm y phá không thể xuyên, Tiểu Phúc Viên xiêm y nàng ăn mặc quá tiểu. Chân Thị thấy nàng cùng Nhị Lan không sai biệt lắm đại niên kỹ, khiến cho Tạ Xuân Đào lấy ra Nhị Lan xiêm y cho nàng thay. Người nhà quê gia phần lớn đều là áo vải thô, nhà họ Bạch chẳng sợ nhật tử hảo quá, chúng tiểu tử xiêm y vẫn như cũ là vải thô. Phùng Chi Hành trên người xuyên đã là Nhị Lan tốt nhất xiêm y. Biết được Phùng Chi Hành là hầu phủ Thiên Kim, Tạ Xuân Đào trong lòng cảm khái, cô nương này tính cách hảo không làm bộ làm tịch ngày hôm qua xuyên nàng đệ áo vải thô một cái kính đạo tạ. Vưu Kim Quế trong lòng pha hụt hẳn. Như thế nào gì chuyện tốt đều có thể đến phiên tạ Xuân Đào trên người, liền này một thân sim y là có thể thu mua hầu phủ thiên kim. Nàng vốn dĩ cũng có ở hầu phủ thiên kim trước mặt biểu hiện cơ hội tới. Buổi sáng, bà bà làm nàng cấp phùng chi hành đánh rửa mặt thủy, nàng đầy mặt không cao hứng đem bồn ầm một tiếng đặt ở thiên kim trước mặt, lấy khối củ nát lau mặt khăn ném cho nàng. Mới vừa rồi ở phòng bếp, nàng còn ngại vưu kim quế làm gì cấp nha đầu này đùi gà ăn, không phải một cái ăn không? Không nghĩ. Tới là hầu phủ thiên kim A. À. Lúc này, vưu kim quế hối hận A. À. Nàng sinh sôi bỏ lỡ lấy lòng hầu phủ thiên kim cơ hội, sớm biết rằng mới vừa rồi nàng liền chủ động cho nàng đệ đùi gà, này sai còn có thể đền bù không? Vạn nhất hầu phủ thiên kim bởi vì nàng mặt lạnh đối nàng ghi hận trong lòng, kia nhưng làm sao A. À. Phùng chi hành đem xương gà đặt ở trong chén, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Lưu Hồng, vẻ mặt nghiêm túc, từ từ kể ra, Lưu Đại Nhân không cần lo lắng. Chúng ta hảo hảo, liền tính ta thật sự tao ngộ bất trắc, nhà ta cũng chỉ sẽ quái kia mẹ mình kẻ cắp, mà không phải quái ngài phá án bất lực. Lưu Đại Nhân trên mặt ngượng ngùng, mới vừa rồi hắn nói rất có điểm cấp hầu phủ quan thượng ý thế hiếp người mũ. Phùng Tiểu Thư theo như lời cực kỳ. Lưu Hồng lau lau trên đầu hãng. Hiện tại người tìm được rồi, hắn liền không cần lo lắng đầu hắn tính toán tự mình đem phùng chi hành đưa đi hoài thành đại nho chu gia phùng tiểu thư bản quan tự mình hộ tống ngài đi hoài thành lưu hồng tha thiết nói phùng chi hành lắc đầu tỏ vẻ không cần lưu hồng không ở kiên trì nếu phùng chi hành không muốn như vậy hắn liền cấp phùng chi hành ngoại tổ chu gia đi tin chính mình ở bạch gia cùng nhau chờ chu gia tới đón người lưu hồng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi tiểu phúc viên nói tiểu viên bảo hôm qua ngươi ở chùa miếu có biết hay không những cái đó mẹ mình đều là chết như thế nào? Lưu Hồng vừa dứt lời, bạch một bản đám người sắc mặt trầm xuống dưới, cái này Lưu Đại Nhân thật là cái hay không nói, nói cái dở, như vậy tiểu nhân nữ oa oa, đây là ngay tại chỗ thăng đường thẩm vấn sao mà. Lưu Đại Nhân, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không nhớ rõ, chân thị ra tiếng ngăn trở nói. Chân thị cũng không phải không phối hợp, mà là nữ nhi mới vừa trải qua bị quải, nàng sợ hài tử lâm vào đáng sợ hồi ức. Hơn nữa nàng tin tưởng, chẳng sợ tiểu phúc viên không cung cấp tin tức, đối diện kia gia cũng có thể liệu lý rõ ràng. Tiểu phúc viên mắt to vừa chuyển, giống như người không có việc gì nói, một cái gầy bị màn thầu đâm chết, một cái trường râu rất hầm cầu, một cái trên mặt đau sẹo bị cóc ghẻ dọa tới rồi, còn có cái kia kẻ điên tú tài bị rắn cắn. Lưu Hồng Này thiên kỳ bách quái cách chết Hôm qua chùa miếu một hồi lửa lớn, thiêu hủy chùa miếu phòng ốc, ở trong phòng phát hiện tam cụ đốt trọi thi thể không bị hỏa thiêu đốt trong viện nhà xí phân biệt nằm một cái một người cả người bọc mãn hoàng bạch vật một người ngực cắm thân đao thượng ngồi sổn mãn cóc ghẻ. sao như vậy xảo người đều đã chết chỉ bằng bị quải hài tử chỉ sợ làm không được hôm qua hắn hỏi những cái đó bị quải hài tử hay không biết chùa miếu đã xảy ra cái gì những cái đó bọn nhỏ bị dọa choáng váng sôi nổi lắc đầu duy nhất thanh tỉnh xuống núi thôn xuân nha tắt nói tiểu phúc viên biết nói những người đó đều là chết ở tiểu phúc viên trước mặt Hắn tuy rằng không tin, nhưng vẫn là hỏi hỏi Tiểu Phúc Viên. Tổng cộng đã chết vài người. Lưu Hồng hỏi, bọn họ tổng cộng 5 người, ta không biết đã chết mấy cái. Tiểu Phúc Viên nhíu mày, nói, ta nhận thức cái kia bị rắn cắn kẻ điên tú tài, là bọn họ đầu. Lưu Hồng gật đầu. Tổng cộng 5 cổ thi thể, đã báo cáo cho tri phủ, chỉ sợ việc này không đơn giản. Là đánh mẹ mình danh nghĩa hành Lưu Hồng nghĩ đến chính mình địa giới có tư thải quảng sắc, tư đúc binh khí, mồ hôi lạnh ròng ròng. Vốn đang cho rằng phá hủy mật đạo, phát hiện quặng mỏ, có trợ giúp con đường làm quan càng tiến thêm một bước. Này sau lưng chỉ sợ có lớn hơn nửa độc thủ. Hơn nửa thế lực còn không nhỏ. Thứ 139 tướng phủ ma ma tới cửa. Tiểu phúc viên từ trong túi móc ra một quả ngọc bội đưa cho Lưu Hồng huyện lệnh. Lưu đại nhân, đây là ta từ kẻ điên tú tài eo hái xuống. Tiểu Phúc Viên nói. Lưu Hồng tiếp nhận, mở ra tay nhìn kỹ. Bội thượng hành ngọc tinh oánh dịch thấu, mặt trên theo xà. Hắn khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy mặt trên xà đánh dấu ở nơi nào gặp qua. Kẻ điên tú tài đại phôi đảng, nói muốn bắt chúng ta đương thuốc dẫn, còn nói phía trên từ bỏ liền đem chúng ta đều giết. Tiểu Phúc Viên mồm miệng rõ ràng mà nói tiếp tục nói, giống như xà không có cắn chết hắn. Cái này vương bác dưỡng an tú tài, giả ngay giả dại như vậy nhiều năm, mệt bạch gia lão nhị còn lấy hắn đương sư huynh, lúc nào cũng chiếu cố hắn, cho hắn đưa mễ đưa mặt. Thế nhưng là như thế này rắp tâm hại người ngoạn ý. Bạch lão thái thái hận nghiến răng nghiến lợi. Chân thị nghe được tiểu phúc viên nói đến an tú tài muốn giết người, đau lòng hỏng rồi, không biết nhà mình khuê nữ ở cái loại này tình hình hạ nên nhiều sợ hãi. Một bên thổn thức, một bên ôm nàng. Lưu Hồng huyện lệnh nắm ngọc bội, Lượt một trầm tư, triều bạch nhị tráng nói, khải lễ, bản quan có quan hệ với an tú tài sự, muốn tìm ngươi hiểu biết một chút. Bạch nhị tráng gật đầu, hai người một trước một sau đi vào một cái khác phòng. Bạch một bản đám người thập phần khẩn trương, liền sợ bạch nhị tráng dắt tiếng chuyện này bên trong. Nhị ca không có việc gì đắt. Tiểu Phúc Viên nói. Nàng. Nhị ca là cái hảo ca ca, đều bị kia an tú tài cấp che mắt. Ngươi cái này sư huynh, ngươi nhận thức hắn đã bao lâu? Lưu Hồng hỏi. Muốn nói nhận thức vậy lâu lắm. 9 tuổi ở tư thục liền nhận thức. Bạch nhị tráng không thẹn với lương tâm, từ từ kể ra, sư huynh học vấn cực hảo, ta thường xuyên tìm hắn lãnh giáo học vấn. Hắn khảo đồng thí khi là đệ nhất, này đó ngài đều có thể ở học chính nơi đó ra được đến. Hắn là cảnh nguyên nguyên niên tú tài, khi một năm chiến loạn bình ổn, khôi phục khoa cử, hắn trúng án đầu. Vốn tưởng rằng hắn có thể lại đi một bước, lại ở ít bản ngày đó điên rồi. Bạch nhị tráng nhắc tới chuyện cũ, vô cùng đau lòng thổn thức. Hắn nhớ rõ niên thiếu khi, cùng An Tú Tài đạp đường núi, đi tư thục cầu học, những cái đó phong tuyết đêm nương ánh trăng tham thảo học vấn nhật tử. Tuy rằng tham khổ, nhưng là vui sướng. Hắn điên rồi lúc sau, liền vẫn luôn tại hạ sơn thôn sinh hoạt, ta ngẫu nhiên nghĩ tắm gội khi đi xem hắn. Từ kia lúc sau hắn không có thanh tĩnh thời điểm, hắn liền ta đều không quen biết. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, sư huynh thế nhưng ngầm làm như vậy nhiều chuyện xấu. Nghe nói, lão hổ cũng là hắn quyển dưỡng, khu mỏ cũng là hắn khai. Những cái đó bị quải hài tử có làm thuốc dẫn, có ném vào khu mỏ đào quặng, bị bệnh làm bất động liền uy lão hổ. Nhiều năm như vậy, là hắn sai nhìn sư huynh. Hiện giờ nghe nói hắn cũng bị rắn cắn lửa đốt mà chết. Khải lễ, người năm đó khảo trung tú tài, tuy rằng không phải đứng đầu bảng, nhưng tên cũng ở đầu vài tên, vì sao sao lại không khảo. Lưu huyện lệnh bỗng nhiên đem đề tài chuyển tới Bạch Nhị Tráng trên người. Bạch Nhị Tráng hoảng hốt, trong nháy mắt khôi phục như thường cười khổ mà nói nói ta khảo hai lần khoa cử chưa trung thật sự thẹn với người nhà vì vậy từ bỏ lưu huyện lệnh tiếp tục nói hiện tại nhà ngươi nhật tử càng thêm hảo đi lên vì sao không một lần nữa bắt đầu bạch nhị tráng thần sắc như thường nói nhiều năm như vậy ta đã mất đi khoa cử hứng thú đương cái hương giả tư thuộc tiên sinh thực hảo lại nói nhà ta còn có ta tứ đệ hắn sẽ so với ta đi xa hơn lưu hồng huyện lệnh nghiêm túc nhìn bạch nhị tráng vài lần ngay sau đó, nói, bản quan hiểu được. Khi An Tú Tài bị lửa đốt chết là hắn gieo gió gặt bão, ngươi cũng không cần thế hắn cảm thấy đáng tiếc. Hắn thiếu chút nữa giết ta muội muội, hắn chết ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Bạch Nhị Tráng nói. Ngay sau đó, hai người một trước một sau đi ra. Bạch gia mọi người nhìn đến Lưu Hồng huyện lệnh thần sắc, xem ra Bạch Nhị Tráng sẽ không bị liên lụy đến An Tú Tài sự tình bên trong, thở vào nhẹ nhõm. Xin hỏi đây là Bạch gia sao? trong viện truyền ra dò hỏi thanh. Xuyên thấu qua cửa sổ, liền nhìn đến một vị ăn mặc thu hương sắc váy áo phụ nhân, bị một cái màu xanh lục quần áo thiếu nữ đỡ, vào sân. Mọi người nhìn về phía Phùng Chi Hành, tưởng Phùng Chi Hành người nhà tìm tới môn. Phùng Chi Hành triều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghi hoặc, không phải tìm ta. Đó là Phạm Phủ hứa ma ma, nàng sao tới. Phạm Phủ. Mọi người một mảnh mờ mịt. Chính là Phạm Sĩ Kiệt. Phùng Chi Hành trong ánh mắt một mặt trào phúng. Cái gì? Tướng Phủ. Phạm Đại Nhân. Lưu Hồng thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, cũng chỉ có hầu phủ nhân tài thẳng hô Phạm Đại Nhân kỳ danh đi. Mau mau nên tiếng vào. Lưu Hồng trong lòng khẩn trương, này sao lại nhấc lên kinh thành tướng Phủ? Bị quải trong bọn trẻ, không có tướng Phủ người A. Xin hỏi, màu xanh lục thiếu nữ lại hỏi một tiếng. Liền thấy Lưu Hồng Đại Nhân mang theo bạch gia mọi người đón ra tới. Chân thị đứng ở mái hiên hạ, nhìn trước mắt hứa ma ma. A, à, năm đó trong phủ tam đẳng nha hoàng, hiện giờ biến thành đắc lực ma ma. Tay nàng móng tay nắm chặt đỏ bừng. Là bạch gia, xin hỏi tìm ai? Bạch lão thái thái hỏi. Chúng ta tìm ta gia đại tiểu thư. Thiếu nữ áo lục mở miệng, trên mặt có một mặt kiêu căng. Như vậy hương giả nhân gia, nàng một ngày cũng không cần trụ. Chân thị tâm nhắc tới cổ họng. Bạch nải nải, các nàng là tới tìm ta. Điền Mạch Miêu từ phòng bếp chui ra tới, trong tay còn sách theo một phen dao phay, nàng đang ở giúp tạ Xuân đào sát gà. Lưu Hồng Bạch gia mọi người Lưu Hồng quả thực muốn chết tâm đều có, cái này sát gà thiếu nữ không phải nam quan trấn trên khai tiệm thịt heo tử tiểu thương sao? Sao biến thành tướng phủ đại tiểu thư? Hôm qua hắn biết được cái này kêu Điền Mạch Miêu giết heo cô nương cũng bị kia đám người trói lại, xem người hảo hảo, thả mẹ mình đều đã chết, liền cũng không có tìm nàng hỏi ý. Này sao là che giấu đại lão A? Đại tiểu thư. Hứa ma ma nhìn đến Điền Mạch Miêu không có việc gì người bộ dáng, trong lòng hơi yên ổn. Câm miệng, ai là nhà các ngươi đại tiểu thư? Các ngươi cút cho ta đi ra ngoài, đi nói cho Phạm Sĩ Kiệt, đừng nói đương vương gia vương phi, chính là làm ta đương hoàng hậu, ta cũng không hiếm lạ. Điền Mạch Miêu bạo nộ nói. Gì vương phi. Lưu Hồng xét đánh giống nhau. Đầu óc xoay chuyển, Minh Bạch, cô nương này sợ là phạm sĩ kiệt không phát đạt khi sinh ở hương giả nữ nhi, hiện tại nữ nhi trưởng thành, muốn. Đem nàng cầm đi cấp mổ vương gia liên hôn. Hảo, vừa lúc các ngươi tìm tới môn, Lưu Đại Nhân cũng ở, dân nữ muốn cáo phạm sĩ kiệt gia tôi tớ, bức bách ta vào kinh, ta không từ, liền mê choáng ta, đem ta giao cho mẹ mình. Điền mạch miêu vẽ mặt hàng băng, cắn ngân nha, đối Lưu Hồng nói, Lưu Đại Nhân, ngài muốn thay dân nữ làm chủ. Lưu Hồng ta là tưởng thế người làm chủ chính là kia chính là tướng phủ vào kinh báo cáo công tác chỉ sợ cấp lão tử làm khó dễ bạch người nhà lại ngốc lại kinh mà điền mạch miêu sao thành tướng phủ đại tiểu thư nhưng đến điền mạch miêu lên án mạnh mẽ đều cũng không kịp nghĩ đến nguyên nhân đồng thời dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía trước mắt bà tử cùng nha hoàng vạn không nghĩ tới kia tướng phủ thế nhưng như vậy vô sĩ thế nhưng ngạnh trói người chân thị ám cắn ngân nha đại phòng vô sĩ thật là một mạch tương thừa năm đó chân gia bị sao khi nàng kia luôn luôn đạm nhiên xảy ra chuyện hảo bá mẫu hảo đường ca đầu phục khang vương đem chân phủ một lưới bắt hết ngay cả nho nhỏ nàng cũng không buông tha đem nàng mê choáng bán được dương châu khụ khụ vào nhà nói đi lưu hồng nói lúa mạch non việc này còn muốn từ đầu so đo không cần vào nhà ta sợ bọn họ ô uế bạch gia địa điền mạch miêu một chút không cho mặt mũi hứa ma ma cùng tiểu thoa thần sắc cứng lại. Đại tiểu thư, ngài hiểu lầm. Hứa ma ma trầm giọng nói, không phải ngài tưởng như vậy. Tiểu thoa. Hứa ma ma mệnh lệnh, ngươi cấp đại tiểu thư bồi tội. Chương 140 chân thị khẩu chiến hứa ma ma. Tiểu thoa tuân lệnh, do dự một phen. Bùng, một tiếng quỳ gối điện mạch miêu trước mặt khóc lóc kể lễ nói, đại tiểu thư, ngài hiểu lầm. Kia thiên nô tỳ tì đi tìm ngài, xác thật dùng hương liệu đem ngài mê choáng đem ngươi bế lên cổ kiệu. Nhưng mới ra Nam Quan Trấn gặp được bọn cướp, đem nô tỳ cùng hứa ma ma đám người đánh vựng, đem ngài cướp đi. Đem lúa mạch non mê choáng chính là các ngươi. Bạch Tam tráng nhịn không được ra tiếng trách cứ, các ngươi vì đem lúa mạch non kiếp vào kinh, thế nhưng dùng loại này hạ tam làm thủ đoạn. Bạch Tam tráng khí muốn mệnh. Nếu không phải nàng vận khí tốt, chỉ sợ bị chùa miếu lửa lớn thiêu chết. Vị này tiểu ca. Tiểu thoa giấu đi trong ánh mắt kinh bỉ, nói, đây đều là vì đại tiểu thư hảo khang vương coi trọng đại tiểu thư nạp nàng vì vương phi đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí đại tiểu thư tuổi còn nhỏ không hiểu chúng ta làm nô tỳ lại không thể không màng đại tiểu thư cùng tướng phủ tiền đồ lần trước cũng là cái này tiểu ca ở thịt cửa hàng trước ra tiếng giúp đỡ đại tiểu thư không muốn vào kinh sợ không phải cùng tiểu tử này tư định chung thân cứ như vậy nông gia liền tướng phủ tam đẳng nô tỳ đều không bằng huống chi khang vương Điền Mạch Miêu chính là kiến thức hạn hẹp, hảo hảo Vương Phi không muốn đương, lại một mông trác ở nông gia. Vẫn là nàng cấp hứa ma ma đưa ra phương pháp, đem người mê choáng đưa tới kinh thành, gạo nấu thành cơm không phải được rồi. Các nàng cũng là thật không nghĩ tới, thế nhưng nửa đường bị cướp. Ngay từ đầu, các nàng tưởng Điền Mạch Miêu người quen kiếp, sau lại phái người đi tìm, mới phát hiện là bị mẹ mình cấp cướp. Chân thị tay ở trong tay áo nắm chặt, cực lực chịu đựng. Khang Vương, đã năm du 40, lại coi trọng thanh xuân tuổi thanh xuân điền mạch miêu đương vương phi. Nàng hơi suy tư liền nghĩ thông suốt. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhất định là tướng phủ tưởng cùng Khang Vương tiến thêm một bước chặt chẽ liên tiếp, trong phủ không có đang tuổi lớn linh nữ hài nhi, lấy điền mạch miêu làm bè. Chỉ là điền mạch miêu như thế nào trở thành tướng phủ đại tiểu thư, nàng không rõ. Nghe nàng ý tứ, nàng thân cha kêu phạm sĩ kiệt, chân thị giờ không nghe nói qua tên này. Trong phút chốc, chân thị nghĩ thông suốt quan khiếu. Nàng kia đường muội chẳng lẽ là tướng phủ phu nhân? Quả nhiên, tiểu thoa kế tiếp nói chứng thực chân thị suy đoán. Đại tiểu thư, việc hôn nhân này là ngài cửu cửu tự mình cho ngài định ra, ngài cửu cửu là đương kim trấn quốc hầu. Tiểu thoa nâng ra trấn quốc hầu tên tuổi. Chân thị ánh mắt lạnh băng, quả nhiên a, à, kia đem nàng bán được dương châu giang đường huynh thế nhưng thừa kế trấn quốc hầu. Năm đó, trấn quốc hầu là nàng tổ phụ. Trong phòng, Phùng Chi Hành lạnh lùng mà đối tiểu phúc viên nói, ta không thích phạm gia, nhà hắn đại tiểu thư là trong kinh nhất phi dương ương ngạnh. Có thứ nàng mã va chạm bán hàng rong, đem người xương sườn đều dẫm chặt đứt, bị kinh triệu y khí bẩm báo ngự tiền. Chỉ là lúa mạch non tỷ tỷ như thế nào lại là phạm gia đại tiểu thư. Phùng Chi Hành nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, nghe người ta nói phạm sĩ kiệt khảo trúng thám hoa liền vứt thê bỏ nữ leo lên trấn quốc hầu, cưới trấn quốc hầu muội muội. Này đó đều là nàng ở tham gia mở tiệc chiêu đãi khi, nghe các quý phụ lén bát quái. Phùng Chi Hành đứng lên, sốt ruột nói, kia không được, đến ngăn đón lúa mạch non tỷ tỷ không thể đi, nghe nói Khang Vương đối người âm ngoan. Mọi người đều không hiểu biết kinh thành sự, nàng lại biết, nàng cảm thấy có nghĩa vụ nhắc nhở lúa mạch. Non tỷ tỷ. Rốt cuộc nếu không phải hôm qua lúa mạch non tỷ tỷ liều chết chém giết những cái đó cao thủ, nói không chừng nàng mạng nhỏ liền khó giữ được, điền mạch miêu chính là nàng ân nhân cứu mạng. Tiểu Phúc Viên cùng Phùng Chi Hành đi tới dưới mái hiên, tránh ở đại nhân phía sau. Cái gì Trấn Quốc hầu, cái gì Khang vương, cái gì tướng phủ, ta không hiếm lạ. Điền mạch miêu khí lồng ngực đều là lửa giận. Đại tiểu thư, năm đó ngài không từ mà biệt, tướng gia ở trong kinh lúc nào cũng nhớ thương ngươi. Biết được ngài ở Nam Quan trấn quá thập phần vất vả, đặc biệt đau lòng, cố ý cho ngài cầu một môn hảo việc hôn nhân. Ngài vào kinh là đương vương phi, là hưởng phúc. Hứa ma ma cười nói. Cái gì vương phi? ta chính là gã cho hương giả thôn phu, cũng không cần đương cái gì đồ bỏ vương phi. Bạch Tam Tráng nhìn Điền Mạch Miêu liếc mắt một cái. Đại tiểu thư nói đùa, từ định ra thân khi khởi, ngài cũng đã gánh chịu vương phi tên tuổi. Này việc hôn nhân là không đổi được, ngài tốt nhất vẫn là cùng chúng ta đi trong kinh phát gã. Ngài đánh tiểu ở hương giả lớn lên, chỉ sợ không rõ ràng lắm ngài cấp vương gia hối hôn là bao lớn tội lỗi. Hứa ma ma thu liễm tươi cười, dùng ra đe dọa thủ đoạn. Cứ như vậy nông gia, tưởng giữ được Điền Mạch Miêu, quả thực quá ngây thơ rồi. Nàng lời này là nói cho Lưu Hồng nghe, Khang Vương, Trấn Quốc Hầu, Tướng Phủ, bọn họ một cái đều không thể trêu vào. Lưu Hồng thức thời nói, nên giúp đỡ các nàng đem Điền Mạch Miêu lộng đi kinh thành. Lúa mạch non tỷ tỷ không thể gả cho Khang Vương, Phùng Chi Hành bỗng nhiên nói, thanh âm ấp úng học những cái đó hậu trạch phu nhân nói âm nói, Khang Vương không phải lương xứng. Đây là cái nào tiểu nha đầu dám loạn mở miệng, Hứa ma ma nhìn đến một mặt áo vải thô, nhìn không được châm chọc nói, nơi nào tới giả nha đầu, ở chỗ này nói lung tung. Bạch lão thái thái sớm đã nhẫn đủ rồi hứa ma ma cùng tiểu thoa, tuy rằng trong miệng nói nô tỳ, lại cao theo ánh mắt đánh giá nhà họ bạch. Vì thế không chút khách khí nói, nơi nào tới lão bà tử, dám ở nhà ta trong viện dương oai. Ngươi thật to gan, cũng dám mắng trung tỉnh hầu phủ thiên kim. Trung tỉnh hầu phủ thiên kim. Hứa ma ma nghiêm túc đánh giá phùng chi hành vài lần, nàng thường xuyên đi theo phu nhân tham gia trong kinh xã giao đi qua vài lần trung tỉnh hầu phủ chỉ là kia trung tỉnh hầu phủ phụ nhân là cái keo kiệt từng trước mặt mọi người hạ quá phu nhân mặt dẫn tới hai nhà không hề lui tới vui đùa cái gì vậy trung tỉnh hầu phủ thiên kim như thế nào có thể tới nơi này ngài lão chỉ sợ không biết dối mạo trung tỉnh hầu phủ đại tiểu thư là tội gì đi hứa ma ma khinh thường mà đạm cười tiếp theo vẽ mặt hàng băng hướng điện mạch miêu nói đại tiểu thư Lão nô hôm nay kêu ngài một tiếng đại tiểu thư là kính ngài là tướng gia cốt nhục, ngài hôm nay cần phải cùng ta vào kinh. Đừng chờ đến cuối cùng, nháo mọi người đều khó coi. Ngươi, điền mạch miêu dơ lên đao. Vị này ma ma. Bình đạm thanh âm vang lên, chân thị miễn cười nhìn về phía hứa ma ma. Hứa ma ma ánh mắt một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy cái này bị nàng xem nhẹ phụ nhân như thế quen thuộc. Chân thị vững vàng mà đem điền mạch miêu kéo đến mái hiên hạ, nói, lúa mạch non, ngươi nhận thức trước mắt này hai người sao điền mạch miêu ngẩng đầu đối thượng chân thị mỉm cười đôi mắt đột nhiên nhanh trí lắc đầu nói không quen biết chân thị quay đầu hướng hứa ma ma nói vị này ma ma ngài luôn mồm kêu lúa mạch non tướng phủ đại tiểu thư lúa mạch non lại không quen biết các ngươi tướng phủ họ phạm lúa mạch non họ điền này bút trướng ta lại tính không ra hứa ma ma há miệng thở dốc nói ra đi không phải đánh tướng da mạch chân thị quét hứa ma ma liếc mắt một cái hứa ma ma cảm thấy ánh mắt kia vô cùng quen thuộc chân cẳng có điểm nhũng ra ma ma ngài chỉ sợ nhận sai người đi chân thị nhàn nhạt mà nói hứa ma ma cười lạnh nói này xác thật là chúng ta tướng phủ đại tiểu thư như thế nào có thể nhận sai người chân thị tiếp tục nói ngươi luôn miệng nói là tướng phủ người có chứng cứ sao lúa mạch non vẫn luôn ở nam quan trấn sinh hoạt bỗng nhiên chạy ra một người nói nàng là tướng phủ đại tiểu thư các ai trên người đều cảm thấy lời nói vô căn cứ nếu nàng là tướng phủ tiểu thư như thế nào lại là mê choáng lại là trói chưa từng thấy quá tướng phủ như vậy đối một cái đại tiểu thư các ngươi chỉ sợ là cùng mẹ mình một đám đi phùng chi hành đúng lúc bỏ thêm một phen hỏa ta ở kinh thành tướng phủ ta đi qua lại chưa thấy qua này hai người tướng phủ đại tiểu thư ta nhận thức là ta ngọc phù tỷ tỷ phùng chi hành trong lòng cười lạnh ai kêu ngươi tỷ chân thị đem hứa ma ma nói cho bạch lão thái thái nói còn nguyên đáp lễ cho nàng ngài lão chỉ sợ không biết hoảng mạo tướng phủ người là tội gì đi. Tùy tiện bắt lấy người hoảng mạo tướng phủ đại tiểu thư là tội gì đi. Hứa ma ma ánh mắt hiện lên một mặt hoảng loạn. Không, nàng không có, thật không có hoảng mạo. Nhưng nàng chứng minh không được chính mình là tướng phủ đắc lực ma ma à. a. Chân thị hướng Lưu Hồng Phúc thi lễ, trầm giọng nói, Lưu Đại Nhân, này. Bà lão hoảng mạo tướng phủ người, lại cùng mẹ mình cấu kết tưởng quải điền mạch miêu lại bôi nhọ phùng tiểu thư hoảng mạo trung tỉnh hầu phủ thiên kim, ý đồ đáng chết. Thứ 111 chương mắng triều đình cùng hoàng đế định gì tội. Tiểu phúc viên vỗ về ngực cảm thán lão nương ngày thường ở trong nhà không quá yêu nói chuyện, một khi đối lên sân khấu mặt lời nói, đó là cả nhà đại ca tồn tại. Không, chỉ sợ toàn bộ thần thụ thôn, nam quan trấn, cũng chưa nàng có thể đánh. Lão nương, ngươi rốt cuộc gì lai lịch a à? Bạch gia mấy huynh để xoát xoát nhìn về phía chân thị, nhà mình lão nương ngày thường gặp được sự do dự không quyết đoán, liền trong thôn lời thô tục đều sẽ không nói, cư nhiên nói mấy câu có thể đem kinh thành tướng phủ lão ma ma cấp đổ á khẩu không trả lời được. Mấu chốt những lời này đó, đều là bọn họ ngày thường nghe cũng chưa nghe qua. Bạch một bản cùng bạch lão thái thái lão thần thấp nơi đứng, lòng tràn đầy đắc ý chân thị biểu hiện. Điền mạch miêu đúng lúc tiếp nhận chân thị đưa qua gối đầu, trong tay đao triều phơi lương thực trên giá một phóng, mang theo khóc nức nở hướng Lưu Hồng nói, Lưu Đại Nhân, thỉnh ngài vì dân nữ làm chủ. Dân nữ ở trấn trên hảo hảo khai thịt cửa hàng, đúng hạng nạp thương thuế, này hai người phi nói ta là đồ bỏ tướng phủ đại tiểu thư, đem ta trói đi, nửa đường sử dụng khổ nhục kế giao cho mẹ mình. Nói ta là tướng phủ đại tiểu thư thuần túy nhất phái nói bậy, ta có thể không biết ta cha mẹ là ai sao. Điền mạch miêu một hàng nói, một hàng rơi lệ. Tiểu phúc viên cảm khái, lúa mạch non tỷ có thể cùng Oscar ảnh hậu một trận chiến. Điền mạch miêu bị mặt thẹo cướp đi khi, nàng là có điểm không nghĩ ra tướng phủ không phải lấy nàng hướng khang vương a vô sao khi như thế nào còn đem nàng nửa đường bắt đi đâu nàng đoán được là tướng phủ phu nhân hạ độc thủ hứa ma ma là phu nhân đắc lực cánh tay vì vậy xướng trận này tuồng cũng nói không chừng lưu hồng tâm loạn như ma chân thị lời nói hoàn toàn có đạo lý điền mạch miêu lời nói cũng có đạo lý nhưng mấu chốt là nhìn dáng vẻ điền mạch miêu chính thành chính là tướng phủ đại tiểu thư nếu không này ma ma không có khả năng tùy tiện tới cửa đòi lấy người. Tuy rằng hắn trong lòng kinh bỉ tướng gia phạm sĩ kiệt hướng hoàng gia a du diễn xuất, nhưng vạn nhất xử lý tướng phủ ma ma, về sau vào kinh không hảo cấp phạm sĩ kiệt công đạo. Còn có cái kia khang vương, âm ngoan tay cây, hắn nhưng một chút không nghĩ đắc tội hắn. Phùng chi hành thấy không khí có điểm cương, ra tiếng nói, lưu đại nhân, chờ cái gì, đêm này hai kẻ lừa đảo đều bắt ném vào đại lao. Lưu hồng khóe miệng trừ trừ, nghĩ thầm nói, ngươi nói đảo đơn giản nhà ngươi là trung tỉnh hầu phủ cùng trấn quốc hầu cùng cấp cũng có thể cấp khang vương bẻ bẻ thủ đoạn ta liền một giới huyện lệnh mười mấy năm khổ đọc khoa cử dọc theo đường đi đi ta có thể cùng các ngươi thế gia so ai quan đại một bậc áp người chết huống chi nơi này kẹp tướng phủ cùng khang vương nhưng việc này cương ở chỗ này cũng không được a à, lưu hồng khụ khụ nói vị này ma ma ngươi nói ngươi là tướng phủ ma ma nhưng có cái gì chứng cứ hứa ma ma cười mới vừa rồi nàng bị chân thị hỏi thất ngữ là không dự đoán được một giới nông phụ thế nhưng có này khéo mồm khéo miệng hồi quá vị tới trong lòng tưởng nói bất quá lại như thế nào nàng là tướng phủ ma ma chẳng lẽ bị một hộ nông gia bắt chẹt này nông gia có phải hay không cảm thấy có huyện lệnh đại nhân cấp chống lưng liền không biết họ ai danh gì liền tướng phủ cùng khang vương cũng không bỏ trong mắt nàng nâng lên mí mắt nhìn nhìn chân thị như thế nào như vậy quen thuộc khi nói chuyện phong tư giống nàng trong mộng đều tưởng quên mất người nhất định là nàng suy nghĩ nhiều người nọ phỏng chừng sớm bị tra tấn đã chết hứa ma ma cười liền có điểm kinh miệt ý tứ ở bên trong lưu đại nhân lão thân xác thật là tướng phủ người xác thật phụng phạm đại nhân mệnh mang đại tiểu thư vào kinh cùng khang vương thành hôn muốn nói chứng cứ nói vậy lưu đại nhân trong kinh cũng có đồng liêu hỏi một chút chẳng phải sẽ biết hứa ma ma suy một tiếng lại cười nói Lâm Phạm Phủ cùng Khang Vương Phủ việc hôn nhân, Lưu Đại Nhân khả năng gánh vác khởi. Lưu Hồng nhíu mày, này lão hóa uy hiếp chính mình. Hắn mới vừa hỏi hứa ma ma có không có chứng cứ là tướng phủ người, là cho nàng cái dưới bậc thang, ly bản quan mặt, ngươi ái làm gì làm gì đi. Đừng ở bản quan trước mặt thảo người. Tiểu Thoa ở một bên nói thầm, thanh âm chui vào mỗi người lỗ tai, huyện lệnh một cái phá quan tép riêu, còn dám quản tướng phủ sự. Lưu Hồng giận dữ, khí ngực không thở nổi làm trò hắn khu trực thuộc dân chúng, công khai chế nhạo hắn. Tiểu Phúc Viên cảm thấy bên người hô hấp dồn dập thanh âm, quay đầu vừa thấy Lưu Thứ nắm chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ khí tín trướng, vành mắt đều đỏ. Hắn cha đã chịu trước mắt này bà tử kinh nhục, hắn hận không thể xé cái này ác nô. Tiểu Phúc Viên vỗ vỗ Lưu Thứ bả vai, Thanh Thúy hỏi Lưu Thứ, Lưu ca ca, ngươi ngày thường đọc sách, ta tưởng thỉnh giáo ngươi, ngươi biết mắng triều đình cùng hoàng. Thượng nên định tội gì? Lưu Thứ, hắn không biết, tiểu viên bảo muội muội vì sao hỏi cái này, hắn đều phải bị trước mắt ác nô tức chết rồi, tiểu viên bảo muội muội còn có tâm tư hỏi cái này. Ô ô, chém đầu. Lưu Thứ Hổ mặt nói. Đại gia sôi nổi nhìn về phía tiểu phúc viên, nơi này ai mắng triều đình cùng hoàng đế. Tiểu phúc viên vỗ tay nói, Lưu Đại Nhân, ngài là triều đình thân mệnh. Ách, huyện lệnh là mấy phẩm tới. Tính. Ngài là triều đình thân mệnh một phương quan phụ mẫu, bên ngoài đều nói ngài là Lưu Thanh Thiên, từ khi ngài đã tới Dương Phượng huyện. Mỗi người có thể ăn cơm no, mỗi người có áo mặc, huyện vô đạo tặc, không nhặt của rơi trên đường. Lưu Hồng bị chụp lệ nóng doanh trồng, bên ngoài thật như vậy truyền. Tiểu Phúc Viên một cái hài tử biết cái gì, nhất định là nghe người ta nói, hắn thanh danh không nghĩ tới thế nhưng như vậy hảo. Vị này ma ma gặp quan không quỳ, vị này tỷ tỷ còn mắng chúng ta quan phụ mẫu. Này không phải cùng triều đình đối nghịch sao? mắng lưu đại nhân, chính là mắng triều đình, mắng triều đình chính là mắng hoàng đế. Tiểu phúc viên thiên chân mở to hai mắt, hỏi tứ ca bạch phán muội nói, lưu thứ ca ca nói mắng triều đình cùng hoàng đế muốn chém đầu, ngươi đọc sách giống như so với hắn nhiều, đây là thật vậy chăng? Bạch phán muội sụ mặt gật đầu, nói, muội muội nói không sai. Lưu đại nhân là nhị giáp tiến sĩ, tiến vào hàng lâm viện, chủ động chuyển đi dương phượng vì dân làm việc, há dung bậc này bọn đạo chích bôi nhỏ. Lưu Hồng sống lưng chính chính không sai, chính mình chính là triều đình mệnh quan. Có hoàng mệnh trong người. Ai nha, nhà họ bạch khuê nữ nhi tử lời nói quá êm tai. Cho hắn hòa nhau mặt mũi. Lưu Thứ ở một bên nắm chặt nắm tay triều trên mặt đất nhổ nước miếng nói, ai cho ngươi mặt mắng cha ta phá quan tép triêu. Liền hai ngươi sẽ ý thế hiếp người đúng không, ta ngoại tổ là thuộc trung tuần phủ, cha ta lão sư là thái tử thái phó. Lưu Hồng Hoành Nhi tử liếc mắt một cái đây là có thể lấy ra tới ở công chúng trường hợp nói sao. Lưu Thứ im tiếng, triều tiểu phúc viên bên người nhích lại gần, vẻ mặt bội phục nói, viên bảo muội muội, ngươi thật lợi hại. Hắn đầu óc liền không có chuyển nhanh như vậy, mới vừa rồi còn quái muội muội vấn đề không đàng hoàng tới. Hứa ma ma cùng tiểu thoa sắc mặt trắng một bạch, các nàng không sợ cái này phá quan tép triêu, sợ chính là quan tép triêu sau lưng thế lực. Thái tử thái phó ngay cả hoàng đế đều kính, vạn nhất bởi vì Lưu Hồng cùng tướng phủ kết thượng sống núi liền không hảo. Hứa ma ma quét vài lần tiểu phúc viên, cái này tiểu nha đầu nhanh mồm dẻo miệng. Đáng giận. Hứa ma ma sẽ biến sắc mặt giống nhau, đôi vẻ mặt cười, triều Lưu Hồng cười làm lành nói, tiểu thoa tuổi còn nhỏ, không hiểu, nói nói bậy. Lưu Hồng ho khang vài tiếng, sụ mặt hướng hứa ma ma cùng tiểu thoa nói, trước không nói tướng phủ cùng Khang Vương cũng đến tuân thủ bổn triều luật pháp. Ngươi chờ lấy không ra tướng phủ chứng cứ, giả mạo tướng phủ nô tỳ đánh tướng phủ đại tiểu thư tên tuổi cùng mẹ mình cấu kết bắt đi điền mạch miêu hiện khổ chủ điền mạch miêu bẩm báo bản quan trước mặt bản quan không thể không thế nàng làm chủ vốn dĩ này phá sự hắn không nghĩ quản tả hữu bất quá là tướng phủ cùng khang vương gia sự nhưng đều bị ác nô thoá đến trên mặt không thể nhẫn hứa ma ma kêu căng mặt hướng lưu hồng nói lưu đại nhân việc này ngài tốt nhất không cần lo cho lưu hồng cười lạnh bản quan khu trực thuộc bá tánh xảy ra chuyện vốn nên bản quan tới quản nói xong bàn tay vung lên mệnh nha dịch bắt người hắn không khách khí làm tướng phủ tới lãnh người đi nha dịch tiến lên bắt người tiểu thoa cùng lưu bà tử giải dụa tiểu thoa hét lớn điền mạch miêu bị mẹ mình bắt đi chỉ sợ tạ xuân đào thuận tay thao đứng dậy biên một chậu nước đâu đầu đâu mặt đảo đến đối phương trên đầu quát mắng bẩn nhà ta địa bạch lão thái thái cùng chân thị đưa cho tạ xuân đào vừa lòng ánh mắt miệng chó phun không ra ngà voi, còn không phải hành bôi nhỏ nữ tử danh tiết kia một bộ. Cùng là nữ nhân, ác độc lại bị ổi.